Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 39. Từng mảng trận văn đường vân giống như sợi len quần áo bị xé toạc, kéo đứt, nát tan tành, hóa thành ánh sáng tẽo tán. Trong bụi rậm, Cơ Sung ngã xuống đất, cả người đẫm máu, cũng không biết còn sống hay đã chết. Hơn 20 triệu võ giả hải tộc lúc này hoàn toàn ngây ra, sân rộng lớn trở nén vỏ cùng yên tĩnh, từng người chố mắt đứng nhìn về phía sân đấu võ đổ nát, trong khoảnh khắc không nói ra nửa chữ. Phải biết rằng đó là võ đài của hải tộc đó. Võ đài kia nhìn chỉ rộng trăm dặm, trên thực tế, cộng cả trận văn trong không gian đặc biệt của hải tộc, toàn bộ võ đài không khác gì một tiểu thế giới độc lập. Bẽn trong ấn chứa vùng đất bát ngát, cực kỳ rộng lớn, nếu không thì chỉ trăm dặm sao có thể chứa được một trận đánh của cường giả trẻ tuổi trong hải tộc. Nhưng, võ đài sụp đổ rồi. Cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ hải tộc, Cơ Sung, sống chết không rõ. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, Trần Bát Hoang chỉ dùng hai ngón tay. Đúng, chính là hai ngón tay. Hai ngón tay này đã đánh bại dễ dàng Cơ Sung, niềm tự hào của bọn họ, người nối nghiệp tương lai của hải tộc. Giống như một cái bạt tai vang dội tát thẳng vào mặt bọn họ, khiến bọn họ cũng ngu luôn rồi. Mà trước đó, Cơ Sung vẫn còn đùa cợt, châm chọc Trần Bát Hoang, nói anh là đồ rác rưởi, con kiến hôi lại còn có ý đồ đánh toàn bộ hải tộc. Tộc trưởng hải tộc Cơ Trường Vân sắc mặt hết đen lại trắng, cùng với kinh hãi chấn động còn có tức giận. Trần Bát Hoang, một tu sĩ đến từ địa cầu lại ra tay với đệ nhất cường giả thế hệ trẻ trong hải tộc. Còn nhục mạ tộc trưởng. Đây là đang giày xéo, chà đạp lên mặt mũi ông ta. Yên lặng một hồi, Cơ Trường Vân nổi giận, Trần Bát Hoang to gan, dám hành hung hải tộc bọn tao, hôm nay, hải tộc không thể đế mày ngông cuồng. Lời vừa dứt, Cơ Trường Vân liền muốn ra tay. Chỉ là, đúng lúc này, một trưởng lão bẽn cạnh ông ta chặn lại nói, tộc huynh, mặc dù Trần Bát Hoang ra tay, nhưng là Cơ Sung mạo phạm trước, hải tộc ta tự nhục, không trách hắn được. Ông nội tộc trưởng, xin ông tha cho Trần Đức, hắn không cố ý đâu. Cơ Trọng cũng gấp gáp, Cơ Trường Vân thân là tộc trưởng, dù không phải cường giả mạnh nhất hải tộc, nhưng cũng là cao thủ phản hư, Trần Đức tuyệt đối không phải đối thủ, ông nội tộc trưởng, hắn ta chí là vì giúp cháu. Tộc trưởng, quả thật là chúng ta mạo phạm trước. Đúng vậy, tộc huynh. Lại có 4-5 người khuyên can, bọn họ đều là người có quan hệ cực tốt với bố của Cơ Tuyết. Trước đó bố của Cơ Tuyết chính là lực lượng trung kiên của hải tộc, mặc dù không phải tộc trưởng, nhưng lại là người xuất sắc trong tộc, có ông ta ở đây mới có thể dẫn đầu gia tộc nhà họ Cơ, cũng chính vì vậy, Cơ Tuyết mới được tôn xưng là tiểu công chúa Tây Hái. Nhưng, từ sau khi ông ta trúng độc, mấy ngày nay, địa vị trong nhà họ Cơ rơi xuống ngàn trượng, bị đả kích khắp nơi. Từng mảng trận văn đường vân giống như sợi len quần áo bị xé toạc, kéo đứt, nát tan tành. Hóa thành ánh sáng tẽo tán. Trong bụi rậm, Cơ Sung ngã xuống đất, cả người đẫm máu, cũng không biết còn sống hay đã chết. Hơn 20 triệu võ giả hải tộc lúc này hoàn toàn ngây ra, sân rộng lớn trở nén vỏ cùng yên tĩnh, từng người chố mắt đứng nhìn về phía sân đấu võ đổ nát, trong khoảnh khắc không nói ra nửa chữ. Phải biết rằng đó là võ đài của hải tộc đó. Võ đài kia nhìn chỉ rộng trăm dặm, trên thực tế, cộng cả trận văn trong không gian đặc biệt của hải tộc. Toàn bộ võ đài không khác gì một tiểu thế giới độc lập. Bẽn trong ấn chứa vùng đất bát ngát, cực kỳ rộng lớn, nếu không thì chỉ trăm dặm sao có thể chứa được một trận đánh của cường giả trẻ tuổi trong hải tộc. Nhưng, võ đài sụp đổ rồi. Cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ hải tộc, Cơ Sung, sống chết không rõ. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, Trần Bát Hoang chỉ dùng hai ngón tay. Đúng, chính là hai ngón tay. Hai ngón tay này đã đánh bại dễ dàng Cơ Sung, niềm tự hào của bọn họ, người nối nghiệp tương lai của hải tộc. Giống như một cái bạt tai vang dội tát thẳng vào mặt bọn họ, khiến bọn họ cũng ngu luôn rồi. Mà trước đó, Cơ Sung vẫn còn đùa cợt, châm chọc Trần Bát Hoang, nói anh là đồ rác rưởi, con kiến hôi lại còn có ý đồ đánh toàn bộ hải tộc. Tộc trưởng hải tộc Cơ Trường Vân sắc mặt hết đen lại trắng, cùng với kinh hãi chấn động còn có tức giận. Trần Bát Hoang. Một tu sĩ đến từ địa cầu lại ra tay với đệ nhất cường giả thế hệ trẻ trong hải tộc. Còn nhục mạ tộc trưởng. Đây là đang giày xéo, chà đạp lên mặt mũi ông ta. Yên lặng một hồi, Cơ Trường Vân nổi giận, Trần Bát Hoang to gan, dám hành hung hải tộc bọn tao, hôm nay,
hải tộc không thế đế mày ngông cuồng. Lời vừa dứt, Cơ Trường Vân liền muốn ra tay. Chỉ là, đúng lúc này, một trưởng lão bên cạnh ông ta chặn lại nói, tộc huynh, mặc dù Trần Bát Hoang ra tay, nhưng là Cơ Sung mạo phạm trước, hải tộc ta tự nhục, không trách hắn được. Ông nội tộc trưởng, xin ông tha cho Trần Đức, hắn không cố ý đâu. Cơ Trọng cũng gấp gáp, Cơ Trường Vân thân là tộc trưởng, dù không phải cường giả mạnh nhất hải tộc, nhưng cũng là cao thủ phản hư, Trần Đức tuyệt đối không phải đối thủ, ông nội tộc trưởng, hắn ta chí là vì giúp cháu. Tộc trưởng, quả thật là chúng ta mạo phạm trước. Đúng vậy, tộc huynh. Lại có 4-5 người khuyên can, bọn họ đều là người có quan hệ cực tốt với bố của Cơ Tuyết, trước đó bố của Cơ Tuyết chính là lực lượng trung kiên của hải tộc, mặc dù không phải tộc trưởng, nhưng lại là người xuất sắc trong tộc, có ông ta ở đây mới có thể dẫn đầu gia tộc nhà họ Cơ, cũng chính vì vậy, Cơ Tuyết mới được tôn xưng là tiểu công chúa Tây Hái. Nhưng, từ sau khi ông ta trúng độc, mấy ngày nay, địa vị trong nhà họ Cơ rơi xuống ngàn trượng, bị đả kích khắp nơi. Hôm nay, Cơ Tuyết mang về một cường giả trẻ tuổi yêu nghiệt như vậy, những người có quan hệ tốt đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý giúp đỡ. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão, các ông đang dạy Cơ Trường Vân tôi làm việc. Sắc mặt Cơ Trường Vân lạnh như băng, hỏi ngược lại. Đồng thời, một luồng thần uy mênh mông tràn ngập, lập tức tràn ra. Phản hư sáu giai. Tộc trưởng hải tộc chính là cường giả phản hư sáu giai, thần uy khủng khiếp phân tán, không gian xung quanh ông ta trở nên mơ hồ, vặn vẹo, nhà họ Cơ thiên về thần lực không gian, không hề che đậy. Cùng giây đó, mặc kệ mọi người khuyên can, ông ta liền kéo Trần Đức đến một thế giới trừu tượng độc lập. Nơi này chỉ có anh và Cơ Trường Vân. Thằng nhãi, trưởng bối của mày chưa từng dạy dỗ mày rằng tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy thì nên thấp giọng khiêm tốn sao? Hải tộc không phải nơi mày có thể liều lĩnh. Thế giới này tên là hư vô giới, Cơ Trường Vân tao đã đến từ sớm trong mảng không gian này. Tao đều nằm trong tay tất cả không gian thời gian này. Bây giờ, không phải không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả nói cũng không thể. Ha ha, biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn chưa? Cơ Trường Vân hờ hững nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây gậy. Vù. Hai. Thế giới này lập tức giống như thác nước, vặn vẹo chuyến động, giống như một con cá mập cực lớn bao trùm Trần Đức. Ai? Đối diện với tất cả những thứ này, Trần Đức vẫn tỏ ra cực kỳ rửng rưng, anh chỉ thở dài, tộc trưởng hải tộc quả thực quá ngu muội, hoặc là nói. Tự tin quá trớn. Đến mức này rồi còn lựa chọn ra tay với anh. Quan trọng nhất là, Cơ Trường Vân ra tay thì ra tay, nhưng không hạ đòn chết chân chính, mà muốn dạy dỗ anh, khiến anh trọng thương. Làm nhục anh, giữ lại cho anh một con đường sống. Nói thật, so với mấy tên nhãi Lý Thiên Cương, Khống Làm Sinh, Thích Thiện, An Như Yên, Hoắc Hạo, Trần Tử Phi anh gặp được ở đảo Khốn Long, tộc trưởng hải tộc này có thể nói là ngu xuẩn cực độ. Đối đãi với một người thiên phú cực mạnh, vượt xa cùng thế hệ, hoặc là hạ đòn chết, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa về sau, hoặc là tạo mối quan hệ tốt, lôi. Kéo, để lại một thiện duyên cũng tốt. Nhưng Cơ Trường Vân lại không làm được cả hai điều này. Loại người này làm tộc trưởng hải tộc lý do gì mà không sa sút? Nếu Cơ Tuyết tiếp tục ở trong tộc có loại người này lãnh đạo, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bỏ mạng vô ích vì sự ngu dốt của Cơ Trường Vân. Than thở xong, Trần Bát Hoang đã tiến vào cực cảnh, đồng thời, trong cơ thể tràn ra một tia lửa này giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, trong nháy mắt tiếp xúc với không gian trừu tượng, đột nhiên lan truyền hóa thành biển lửa. Ước chừng 10 giây, liền đốt sạch sẽ không gian này dưới con mắt kinh hoàng của Cơ Trường Vân. Vù vù. Thế lửa mãnh liệt, dâng trào như nước thủy triều, ánh sáng mãnh liệt chói mắt, chỉ một lúc sau liền thay bằng mảng không gian kia, bốn phía chỉ còn lại ngọn lửa nóng bỏng. Cho dù là Cơ Trường Vân dưới sự thiêu đốt như vậy cũng cảm giác mình sắp hóa thành tro bụi, bị luồng khí tức tử vong bao phủ. Cái này là, ly hỏa. Thân là cường giả đại thiên thế giới. Làm sao Cơ Trường Vân không biết đến sự tồn tại của ly hỏa, trong nháy mắt liền nhận ra. Phải. Trần Đức giống như vua của vùng lửa này, thản nhiên như thường, vững như Thái Sơn, bước từng bước một đi về phía Cơ Trường Vân. Cùng lúc này, tự tại thần ma công khởi động, Trần Đức râu tóc bạc trắng, toàn thân hai khí hắc bạch quấn quanh, thần uy càng mạnh hơn, khí tức kinh khủng, chấn động như đang nghiền ép, giống như núi sông sụp đổ, sao rơi xuống.
Sau đó, không có sau đó nữa. Tộc trưởng hải tộc Cơ Trường Vãn không chịu nổi áp lực kinh khủng, ông ta mềm nhũn, một tay của Trần Đức. Dưới con mắt mọi người, anh nắm cổ ông ta, năm ngón tay ấn vào da thịt giống như xách con gà, nhấc lên, hỏi ngược lại. Bây giờ, ông đã biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn chưa? Giọng nói nhàn nhạt vang khắp bên tai, Cơ Trường Vân giống như bị sét đánh, toàn thân run rẩy. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Ngay trước mặt mấy chục triệu người, bị một vãn bối hậu sinh xách lên như một con gà đã mất mặt lắm rồi, lúc này lời như vậy bị Trần Đức phản kích lại, giống như từng cây kim đảm vào trong lòng ông ta, cực kỳ khổ sở. Xoay ngược quá nhanh, nhanh đến mức ông ta không có khả năng dự liệu được. Không chỉ là ông ta, trưởng lão và tộc nhân hải tộc, từng người đến bị chấn động. Mẹ kiếp, đây còn là người không? Cảnh gì ấy của Trần Bát Hoang từ khí tức lộ ra và các loại đặc trưng thì có thể phán đoán, cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới hỗn nguyên. Đánh bại hỗn nguyên rất bình thường, nhưng còn có thể dễ dàng đánh bại Cơ Trường Vân hơn 10.000 tuổi. Tất cả mọi người cũng không biết nên nói những gì. Phần lớn 99,99% người của hải tộc ngay cả cảnh giới quy nguyên cũng không phải, trong mắt bọn họ, thiên nguyên và hồn nguyên là mục tiêu theo đuổi trọn đời, mà cảnh giới phản hư lại là tồn tại cấp truyền thuyết. Còn đi lên nữa, đối với bọn họ mà nói đã là cường giả siêu cấp trong truyền thuyết, hàng năm bế quan, không xuất thế, là hóa thạch sống. Mà những cường giả trên phản hư trong thế gia viễn cố, thế lực, tông môn ngoại giới, bọn họ không dám gặp, gặp người như vậy, chỉ thở thôi cũng có thể khiến bọn họ chấn động mà chết. Còn Trần Bát Hoang, một thằng nhãi địa cầu, từ trong miệng Cơ Tuyết trước đó hoàn toàn chính là tên nhãi y cảnh giới thấp đến mức ngay cả tên cảnh giới cũng chưa từng nghe qua, bây giờ lại, trong 10 cái hít thở, đánh bại Cơ Trường Vân một cách ung dung. Cảnh này ngay cả nằm mơ bọn họ cũng không dám mơ, dù là lạm dụng thuốc, con mẹ nó cũng không dám xuất hiện ảo giác này. Nhưng đây chính là sự thật. Trong phế tích võ đài, Cơ Sung vừa tỉnh dậy, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hắn ta lại ngất xỉu, sắc mặt tái nhợt. Hai người Đoàn Phong Trần, Cơ Tuyết hoàn toàn ngây ngốc. Trần Đức, Trần Bát Hoang, một lần nữa lại thay đổi nhận biết và tam quan của bọn họ. Vốn dĩ, bọn họ cho rằng Trần Bát Hoang có thể giết chết Trần Tử Phi hồn nguyên chín giai đã là tương đối khá rồi, liều mạng trong tình huống cực hạn cũng có thể đánh một trận với cường giả phản hư. Tê dại. Kết quả thì sao? Kết quả là ngay cả người phản hư sáu giai cũng có thể động. Nói thật, Đoàn Phong Trần sợ rồi. Thật sự sợ rồi. Vốn tưởng rằng quay về đại thiên thế giới, có thể dựa vào nhà họ Đoàn cứu hắn ta một mạng, hắn ta cũng đã âm thầm liên lạc với nhà họ Đoàn. Bây giờ nhìn lại, dù người nhà họ Đoàn có đến, muốn cứu hắn ta cũng khó. Mặc dù ông ngu xuẩn, nhưng vận khí rất tốt. Ông nên vui mừng vì vừa nãy không hạ đòn chết với tôi. Trần Đức ném Cơ Trường Vân xuống dưới chân, thản nhiên nói, nhà họ Cơ vốn dĩ không liên quan đến tôi, không nên quản, nhưng người phụ nữ của tôi, Cơ Tuyết là người trong tộc các người, cho nên tôi phải quản, bắt đầu từ hôm nay, vị trí tộc trưởng nhà họ Cơ do Cơ Tuyết đảm nhiệm. Các người có ý kiến gì không? Trần Đức quét mắt qua mấy trưởng lão và chấp sự, những người này gần như là người mạnh nhất ở đây. Trong mười mấy người, có người quan hệ tốt với bố Cơ Tuyết, đương nhiên không có dị nghị, lập tức gật đầu đáp ứng. Quả thật Cơ Tuyết không mạnh, dù dõi mắt nhìn trong toàn bộ nhà họ Cơ, cỏ ta cũng không tính là cường giả, nhưng cái này không quan trọng. Đứng đầu một tộc, thứ cần không phải thực lực, mà là trí khôn trí lực. Mấy năm nay, đi theo Cơ Trường Vân, bọn họ đã sớm chịu đựng đủ rồi, chỉ là vì các loại nguyên nhân rắc rối phức tạp, không thể không nhịn. Bây giờ thời cơ đến, đương nhiên bọn họ không có vấn đề. Huống chi, cường giả như Trần Bát Hoang, có thể lôi kéo là lựa chọn tốt nhất, tại sao phải đặc tội? Mấy người còn lại thì tỏ ra rất do dự, không có từ chối, cũng không đồng ý. Mà hơn 30 triệu người xung quanh cũng không lên tiếng. Không phải bọn họ không muốn nói, mà là không dám. Lúc này, ai nói chuyện trước chính là gây khó dễ với Trần Bát Hoang, với thực lực của anh. Một ánh mắt có thể chu diệt bọn họ đến chết, bọn họ nào còn dám mở miệng. Đừng nói đến nói chuyện, dù thả rắm cũng phải cẩn thận, sợ gây chú ý đến anh. Tỏi biết tại sao các người không dám đồng ý, là ba người trong âm thầm kia đúng không?
Trần Đức quét qua mấy người không gật đầu, cũng không gấp gáp, mà chuyển ánh mắt sang một hướng khác, nhàn nhạt nói, không biết ba vị có ý kiến gì với sắp xếp của tôi. Mọi người nhìn sang hướng Trần Đức. Hơi sững sờ, có chút nghi ngờ. Không có gì khác. Hướng đó trống trơn. Hoàn toàn không có người. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Nhưng, vừa liên tưởng đến ba vị trong miệng anh, mười mấy trưởng lão bao gồm cả Cơ Trường Vân, nội tâm đều run sợ. Ngoại trừ mấy người mạnh nhất này, trong hải tộc còn có ba nhân vật hóa thạch sống chân chính. Ba người đó, mỗi một người cũng sống đến trên 50.000 tuổi. Ba vị này chưa đến lúc hải tộc sinh tử tồn vong thì sẽ tuyệt đối không xuất thế. Lần trước xuất thế là vào năm Cơ Trường Vân 16 tuổi, nếu không phái ba người kia được ghi trong sử sách nhà họ Cơ, e rằng ông ta cũng đã quên mất dáng vẻ của mấy người. Mà hơn 30 triệu người tại đây, càng không có ai đã từng nhìn qua. Bọn họ lẽ nào đã đến thật? Tại sao mười mấy người hải tộc bọn họ tự xưng đã đạt đến mức tương đối khoa trương đối với thành tựu không gian, nhưng lại không hề có chút phát hiện? Chẳng lẽ, hiếu nghiệt thế hệ mới như Trần Đức đã khủng khiếp mạnh mẽ đến vậy sao? Có điều, bọn họ nhìn rất lâu, vị trí kia cũng không hề có bóng người xuất hiện. Nhưng Trần Đức từ đầu đến cuối vẫn nhìn về nơi đó, giống như ở đó thật sự có người, anh nhìn không chớp mặt, khóe miệng mang nụ cười, thần thái bình tĩnh. Trong khoảng 10 cái hít thở, đột nhiên, không gian đó không chút dấu hiệu liền xuất hiện ba bóng người. Rõ ràng ba bóng dáng này vừa mới xuất hiện chưa tới 10 giây, nhưng lại giống như đã ở đây từ rất rất lâu rồi, chỉ là không ai chú ý tới, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt quái dị. Khi xác định chắc chắn ba người đó không phải là giả, mà là thật, hơn nữa, sau khi nhìn rõ mặt ba người. Mười mấy trưởng lão, chấp sự đầu tiên là sửng sốt, sau đó từng bóng người ầm ầm quỳ xuống. Cung nghênh lão tổ! Cung nghênh lão tổ! Mười mấy người miệng đồng thanh, thành tâm thành ý quỳ lại hành lễ, đây không phải là sợ hãi, mà là một loại tôn kính nể phục đánh vào tận đáy lòng, giống như con lạy bố mẹ, là sự sùng bái từ trong ra ngoài. Cho dù là tộc trưởng Cơ Trường Vân cũng quỳ xuống, giống như không có mặt mũi nào nhìn ba người, ổng ta cúi thấp đầu, mặt cũng sắp dán xuống đất. Ngược lại thế hệ trẻ rất nhiều người chẳng biết gì cả, một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Ba người này, chính là nhân vật cố được ghi lại trong sách giáo khoa của bọn họ. Lão Tố hải tộc, Cơ Vô Thượng, Cơ Vô Hải, Cơ Vô Không. Ba anh em cùng bố cùng mẹ. Hải tộc 80.000 năm qua, bọn họ là ba. Người mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử hải tộc, ngoại trừ năm thế hệ tiên phong. Sau khi có suy nghĩ này, từng tu sĩ bắt đầu mở ra không gian tin tức tư mật trong tộc, lật qua lịch sử gia tộc, sách vở, tiến hành so sánh xác minh. Rất nhanh, mọi người sợ ngây người. Là bọn họ. Trời ơi, thật sự là bọn họ, tôi còn tưởng rằng bọn họ đã bỏ mình rồi. Thật sự là lão Tố hải tộc. Quả nhiên. Ba người này quả nhiên chính là ba người ghi ở sử sách trong tộc bọn họ. Tồn tại giống như hóa thạch sống. Mấy người còn ngớ ra làm gì, còn không mau hành lễ. Đại trưởng lão Cơ Hải Nguyệt hận rèn sắt không thành thép, dùng sức mạnh thần hồn hét lớn. Trong chớp mắt, 30 triệu người lấy lại tinh thần từ trong. Chấn động hoảng sợ, vội vàng hành lễ. Cung nghênh lão tổ, cung nghênh lão tổ, cung nghênh lão tổ. Từng giọng nói như rời núi lấp biển, núi hồ biển gầm, từ trận âm thanh như sấm, 10 triệu người gào thét, nếu như người địa cầu bình thường ở đây, e rằng dưới lớp sóng ảm cũng có thể bị chấn động đến chết. Trong ba vị lão Tố nhà họ Cơ, người ở giữa râu tóc dài như cành liều, da thịt giống như vỏ cây tùng già, nếp nhăn từng lớp như bị hút khô nước, nhưng đôi mắt lại lóe lên từng trận thần mang, cực kỳ có tinh thần. Trạng thái hai bên trái phải cũng không khác gì lão ta. Người bên trái cầm kiếm, bên phải đeo đao, người trước mặc áo bào xanh lam, người sau mặc áo bào đỏ, mắt mở chân chậm, tinh thần quắc thước. Người ở giữa là Cơ Vô Thượng, bên trái Cơ Võ Hải, bên phải Cơ Võ Không. Ngậm miệng, đối mặt với tiếng đinh tai nhức óc, Cơ Vô Thượng xua xua tay, giữa ống tay áo trải ra một đợt sóng chập chờn, toàn bộ không gian giống như chịu một loại thay đổi nào đó, lập tức trở nén im hơi lặng tiếng. Tình huống này không phải người khác ngừng hô, mà là Cơ Vô Thượng cưỡng ép, dùng quy luật không gian tách rời những âm thanh kia ra. Thủ đoạn như vậy khiến tất cả những người trong tộc có mặt tại đẩy không theo kịp, trở nên càng kính sợ, sùng bái, từng người kích động không thôi.
Nhà họ Cơ có người này ở đây, tương lai tất nhiên không cần lo triển vọng. Bọn họ có thể chấn hưng nhà họ Cơ. Dù là Đoàn Phong Trần cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, không ngờ nhà họ Cơ còn có loại cường giả như vậy tồn tại, thực lực của ba người chí ít cũng ở cảnh giới khai thiên. Mà Cơ vô thượng kia thậm chí có thể ở khai thiên đỉnh phong. Không có gì khác. Hỗn nguyên, phản hư, cố bản, khai thiên, đạp thiên, đăng thiên, lăng thiên. Chỉ có tu sĩ trên cảnh giới khai thiên mới có thể sống lâu trên 50.000 năm. Cuối cùng ba vị đã chịu hiện thân, không biết các ông hiện thân là đồng ý với sắp xếp của tôi hay đến chu diệt tôi. Đối mặt với ba đại cường giả, Trần Đức vẫn đúng mực, vẻ mặt lạnh nhạt, hơn nữa trong khi anh nói, vạn tự thiên âm sau khi anh ảm thầm cải tiến đã trực tiếp đảm thủng bình phong không gian Cơ vô thượng bố trí, vang khắp bên tai tất cả mọi người. Muốn giết tôi, cứ thử ra tay, nếu không giết, hôm nay nhất định phải đồng ý với sắp xếp của tôi. Giọng Trần Đức như đinh chém sắt. Truyền tới trong tai mọi người, càng khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Ngông cuồng. Trần Bát Hoang quá ngông cuồng. Ba người này chính là trí cường giả cảnh giới khai thiên. Mặc dù không bằng những trí tôn cường giả của thế gia viễn cổ, nhưng dõi mắt toàn bộ Tây Hải, tuyệt đối là tồn tại hiếm hoi. Trần Bát Hoang, một người cảnh giới hỗn nguyên, đối mặt với bọn họ còn dám nói lời như vậy. Không không không, đẩy cũng không phải là điên, mà là não uống nước, đầu bị cửa kẹp. Cơ Trường Vân và mười mấy lão giả chấp sự rất muốn trách mắng Trần Đức, chỉ là lời vừa đến khóe miệng liền biến mất tăm, bọn họ không có cách nào đột phá bình phong không gian Cơ vô thượng bố trí, chỉ có thế trợn mắt nhìn. Phản ứng của mấy người này, Trần Đức đương nhiên sẽ không quan tâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba vị lão tố hải tộc ở chén không. Trong mắt đám người hải tộc, ba người này có thể rất mạnh, nhưng trên thực tế, ba người đã lộ vẻ mặt trời xuống núi, ngả về hướng Tây, sắp gần đất xa trời. Nói đơn giản, ba người bọn họ sắp chết rồi, không còn bao nhiêu thời gian có thể sống nữa. Đối phó với lão già này, Trần Đức có lòng tin. Đánh một chân, có lẽ không thể chiến thắng, nhưng chí ít mang theo Cơ Tuyết và bố mẹ Cơ Tuyết rời khỏi hải tộc cũng không phải việc gì khó. Cơ vô thượng đánh giá tỉ mỉ Trần Đức, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, giọng nói cực già nua. Cậu sắp xếp rất hợp lý, ba người tỏi mặc dù đã không làm chủ gia tộc từ lâu, nhưng lần này phá lệ quản một lần chuyện của nhà họ Cơ. Cơ Trường Vân. Cơ vô thượng rút lui bình phong không gian, nhìn về phía Cơ Trường Vân, từ hôm nay ông không còn là chủ của nhà họ Cơ nữa, không còn là tộc trưởng hải tộc, tất cả chức vụ của ông giao cho Cơ Tuyết thay thế, ông có oán hận gì không? Tôi. Làm sao Cơ Trường Vân không có gì oán hận, nhưng lão Tố đã sắp xếp, ông ta có thể làm thế nào, cuối cùng muốn nói lại thôi, lại một lần nữa hành lễ, trịnh trọng tuân mệnh lão Tổ. Cơ Trường Vân, ông không cần oán hận, chục ngàn năm nay, dưới sự thống trị của ông ở toàn bộ hải tộc, dần dần hết cường giả này đến cường giả khác, người có thiên phú có tiềm lực đều rời đi, nhờ vả tộc khác, ông cũng có công trong đó. Bên trái Cơ Vô Thượng, giọng nói Cơ Vô Hải hờ hững. Mang theo mấy phần khinh bỉ, tính cách của lão ta không tốt như Cơ Võ Thượng, từ trẻ đến già vẫn luôn là tính khí hung bạo, có sao nói vậy? Phải. Cơ Trường Vân gật đầu như dã tỏi, tôi không có câu nào oán hận. Ừ, niệm tình ông mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, viên long tu đan này tặng ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cơ Vô không ở bên phải lấy một lọ thuốc, cong ngón tay bắn ra. Một viên thuốc liền rơi về phía Cơ Trường Vân, lão ta là người duy nhất trong ba người có thế luyện đan, long tu đan là do lão ta đích thân luyện chế. Đa tạ lão tổ, Cơ Trường Vân cầm đan dược, u oán trong mắt hoàn toàn biến mất, long tu đan, đây chính là long tu đan đó, nếu viên đan dược này mang ra ngoại giới, đủ để gảy nén thịt sống mưa máu, một khi ông ta ăn viên đan này, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, đi vào cảnh giới cố bản. So với đột phá thì một chức tộc trưởng chẳng đáng là gì. Cho dù là mấy vị trưởng lão và chấp sự còn lại, nhìn thấy long tu đan cũng đỏ con mắt. Từ hôm nay trở đi, Cơ Tuyết là tộc trưởng hải tộc, đồng thời là đệ tử thân truyền quan môn Cơ Vô Thượng tôi. Một lần nữa, Cơ Vô Thượng chậm rãi mớ miệng, không chỉ có thừa nhận địa vị của Cơ Tuyết, lại trực tiếp thu nhận làm đệ tử quan môn. Một loạt các hành động và phản ứng của lão ta khiến tất cả mọi người sững sờ, ngây ngốc. Ba vị lão tổ, không chỉ đồng ý yêu cầu của Trần Bát Hoang, lại còn nhận Cơ Tuyết làm đệ tử quan môn.
Điều này chứng tỏ cái gì? Ai tìm Cơ Tuyết phiền toái, chính là gảy khó dễ với Cơ Vô Thượng. Lần này, Cơ Tuyết trực tiếp một bước lên trời. Cho dù là Trần Đức cũng hơi bất ngờ. Theo lý thuyết, một người dù tuổi cao sức yếu, tuổi thọ không còn nhiều, muốn lôi kéo tạo mối quan hệ với anh cũng không sền phải đổ máu nhiều như vậy chứ. Không nói cái khác, luyện chế Long Tu Đan so với đan khác cũng vô cùng khó khăn, với năng lực luyện đan của Cơ Vô Không, lão ta liếc mắt, từ thu góp dược liệu vật liệu đến luyện chế thành công, chí ít cũng phải 100-200 năm, có thể lâu hơn. Ngoài ra lại trực tiếp nhận Cơ Tuyết là đệ tử quan môn, tuyệt đối là vinh dự cao nhất của hải tộc hiện nay. Rõ ràng có thể thấy, hốc mắt Cơ Tuyết đỏ lên, đã kích động đến mức rơi lệ, nếu như không phải một luồng nguyên khí của Trần Đức mạnh mẽ kéo lấy cô ta đã sớm quỳ xuống rồi. Ba lão già này rốt cuộc muốn làm gì? Trần Đức chưa bao giờ chủ động nghĩ quá ngu xuẩn về một người, mặc dù thứ tôn kính trong thế giới tu võ là võ lực, thực lực. Nhưng cũng không có nghĩa người ở đây ngu ngốc. Huống chi, ba người Cơ Vô Thượng, Cơ Vô Không, Cơ Vô Hải đã sống mấy chục ngàn năm. Bọn họ sống như hóa thạch, nào có lão hồ ly không phải trải qua nhân thế tang thương, bây giờ, anh đã tát vào mặt toàn bộ hải tộc, đối phương chẳng những không có nửa câu oán hận, lại còn tiêu tốn nhiều thứ, trong này nhất định có nguyên nhân. Nghi thức giao nhận chức tộc trưởng do Cơ Trường Vân đích thân đốc thúc, chư vị trưởng lão, chấp sự cố hết sức trợ giúp Cơ Tuyết. Cơ Vô Thượng bình thản tuyên bố bổ nhiệm với mọi người. Tiếp đó, đích thân từ trên cao hạ xuống, đi đến trước mặt Trần Đức, so với vẻ uy nghiêm khi đối mặt với đám người hải tộc, lúc đến trước mặt anh, bọn họ trở nên vô cùng hòa ái, khẽm tốn, hoàn toàn không coi Trần Đức làm hậu bối vãn sinh. Công tử, Cơ Vô Thượng mang theo vài phần áy náy chân thành, lần này ba người chúng tôi ở lâu trong hư không theo dõi cậu, hồi lâu không hiện thân, mong cậu thứ lỗi. Nói xong, ba người đồng thời khom người hành lễ với Trần Đức. Với đãi ngộ như vậy, quả thật khiến tất cả mọi người chấn động. Mẹ kiếp, Trần Bát Hoang này rốt cuộc có lai lịch gì, ngay cả lão Tố hải tộc cũng phải hạ thấp thái độ. Như thẻ, ba vị tiền bối không cần như vậy đâu. Trần Đức cười đáp lễ, các ông là lão Tố hải tộc, cũng là tố tiên của Cơ Tuyết, dùng lễ như vậy, vãn bối không chịu nổi. Ha ha, thế giới tu võ, người mạnh làm vua, tại sao lại nói đến vai vế? Trong mắt Cơ Vô Thượng hiện ra mấy phần tán thưởng, công tử đến hải tộc là vinh hạnh của hải tộc tôi, công tử thiên phú siêu phàm, trên thực tế, ba người lão phu cũng muốn cầu cạnh công tử. Cuối cùng đã nói ra mục đích rồi sao? Đối với thái độ của ba người, một lần nữa Trần Đức bất ngờ. Bởi vì, Cơ Vô Thượng dùng chữ cầu. Chữ này rất nặng. Đối với tu sĩ mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không nói ra. Trần Đức có chút nghiêm nghị, mời ba vị nói. Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ba người cũng đã dốc sức rồi, Trần Đức đương nhiên không tiện từ chối, chỉ cần là chuyện có thế làm, anh giúp một tay cũng không sao. Suy cho cùng, bây giờ giúp đỡ bọn họ thì chẳng khác nào giúp Cơ Tuyết. Công tử, hay chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Sắp xếp xong chuyện của đám Cơ Tuyết. 10 phút sau, tam tố nhà họ Cơ đưa Trần Đức đến bên trong một ngọn núi cao trùng điệp. Mặc dù núi cao ở đáy biển, nhưng vẫn có các loại cây cối, hoa cỏ, trước mắt đẹp đẽ, so với trên đất liền cũng chỉ lớn không hề nhỏ, hơn nữa nguyên khí phong phú, đậm đà. Công tử, nơi này là chỗ ba ông già chúng tôi bế quan, cũng là cấm địa của hải tộc, ngày thường không ai có thể bước chân đến nơi này. Cơ Vô Thượng nói với Trần Đức, ba lão già chúng tôi bế quan ở đây đã hơn 10.000 năm. Hơn 10.000 năm nay chưa từng rời khỏi nơi này. Quá thật là cấm địa, trận pháp nơi này còn mạnh hơn so với trận pháp hộ tộc của hải tộc ấy chứ. Mắt nhìn thấu và mắt ngự thú cùng duy trì, hơn nữa được linh lung dạy dỗ, Trần Đức vừa nhìn liền thấy sát trận nơi sâu thẳm trong núi cao này. Một khi rơi vào đây, chỉ sợ dù là trên cảnh giới khai nguyên, cường giả hai cảnh giới lớn đạp thiên và đảng thiên tới cũng khó mà rời đi dễ dàng. Trần Đức thản nhiên nói, chẳng lẽ ba vị muốn gài bẫy giết tôi ở đây? Công tử, cậu đừng nói linh tinh, mặc dù ba người chúng tôi tuổi cao, nhưng làm việc ngay thẳng, nếu đã cất nhắc Cơ Tuyết, lại khẩn cầu cậu làm việc, đương nhiên sẽ không gây bất lợi với cậu. Cơ Vô Hầy vội vàng giải thích, trận pháp này chẳng qua chỉ dùng để bảo vệ dãy núi, hoặc là nói bảo vệ một nơi trong dãy núi này thôi, mục đích tuyệt đối không phải giết người. Huynh trưởng,
anh cần gì phải vội vàng giải thích, cậu Trần chỉ đùa chút thôi. Cơ Vô Không cười nói, con mắt công tử tinh tường, nhìn thấu trận pháp, đương nhiên cũng biết chỗ lợi hại của trận pháp này, nếu quả thật cảm thấy chúng ta muốn bẩy giết cậu ấy, cần gì phải theo chúng ta vào. Ách, Cơ Vô Hải ngây ra, nét mặt già nua ửng đỏ, là em Đường Đột. Ha ha, Cơ Vô Thượng bất đắc dĩ cười, em trai lão ta dù đã sống 50.000 năm, nhưng cũng không thay đổi được tính cách kích động. Nhưng mặc dù bên ngoài tươi cười, nội tâm Cơ Vô Thượng lại tương đối chấn động, đại trận của dãy núi này lấy núi làm bàn, đá làm mắt, vạn vật trong núi làm căn cơ, từng ngọn cây cỏng cỏ cũng có thể là một phần của trận pháp, đã bố trí tương đối ẩn núp, cho dù là lão ta, nếu không ai báo cho biết cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện ở đây có đại trận tồn tại. Nhưng, Trần Bát Hoang liếc mắt liền nhìn ra, câu kia anh vừa nói thật sự chí là đùa thôi sao? Là nửa đùa nửa thật. Nhưng anh biết rõ đại trận này mạnh mẽ mà vản theo bọn họ đi vào. Điều này chứng minh cái gì? Nói rõ có thế anh không sợ đại trận này. Nghĩ đến những thứ này, cộng thêm đủ thứ chuyện xảy ra ngày hôm nay, Cơ Vô Thượng bộc phát kết luận, một thời gian sau, Trần Bát Hoang chắc chắn sẽ thành người tài. So với thiếu niên những thế gia viễn cổ đồng lứa, tuyệt đối không kém hơn phân nửa. Chỉ là còn cần thời gian. Cơ Vô Thượng cảm thấy, lần này ba người đi ra giao hảo, lôi kéo chân đức, tuyệt đối là lựa chọn vô cùng tốt. Công tử, thật ra thì Vô Hải nói cũng không sai, đại trận quả thật không phải để giết người, chỉ là để bảo vệ một món bảo vật bí mật của tộc tôi, mà món bảo vật này chính là nguyên nhân hôm nay ba người chúng tôi muốn cầu xin công tử. Hả, gì? Trần Đức nói, ba vị tiền bối, không biết sốt cuộc muốn tôi giúp đỡ làm gì, đến đây rồi cũng không cần giấu giếm, cứ việc nói ra, phản là câu nói đó, có thế giúp thì tôi nhất định sẽ giúp. Được, vậy trước tiên cảm ơn công tử. Lời vừa dứt, ba người Cơ Vô Thượng, Cơ Vô Hải, Cơ Vô Không phản tán ra, đứng thành hình tam giác, ngón tay kích thích, từng trận huyền quang giống như thúc dục trận pháp nào đó, không gian không ngừng gấp gãy, sôi trào. Không thể không nói thành tựu của nhà họ Cơ đối với phương pháp không gian đã đạt đến trình độ tương đối khủng khiếp, trong chớp mắt. Cảnh tượng trước mắt Trần Đức biến ảo mười mấy lần, mỗi một lần đều ở một nơi khác nhau. Cho đến cuối cùng dừng lại trước một sơn động. Đi đến trước sơn động, lập tức Trần Đức cảm nhận được một loại khí tức kỳ quái, bá đạo, khiến người ta sợ hãi. Công tử, vật bảo vệ đại trận chính là sơn động. Trong động cất giấu bí mật lớn nhất của hải tộc tôi. Đi đến nơi này, ba vị lão tố chỉ còn lại Cơ Vô Thượng, hai người còn lại trông coi chỗ khác, không có đi theo. Cơ Vô Thượng, còn chờ cái gì chứ, không để cho anh bạn nhỏ này mau đi vào. Cơ Vô Thượng vừa dứt lời, bèn trong sơn động kia đột nhiên truyền tới một giọng nói, mặc dù giọng nói cưỡng ép đến mức bình tĩnh, nhưng không khó nghe ra, ẩn chứa trong đó nồng đượm kích động, bức thiết và lo lắng. Vâng, hồn tổ. Cơ Vô Thượng tỏ ra cực kỳ cung kính đối với giọng nói kia, cách cứ lớn, lão ta khom người hành lễ, sau đó xoay người. Mặt hướng về Trần Đức. Công tử, trong sơn động là lão tố hải tộc, một vị cường giả bất thế mang về từ cấm địa thiên hải, bởi vì ông ấy chỉ là hồn tố, hôm nay ông ấy cảm nhận được cậu tới hải tộc, cho nên mới đặc biệt lệnh cho ba người chúng tôi đi đến, dù thế nào cũng phải mời cậu đến đây. Trên thực tế, hôm nay không phải ba người tôi tìm cậu, mà là hồn tổ mời. Thì ra là như vậy. Đến đây, cuối cùng Trần Đức đã biết tại sao ba lão tổ hải tộc lại gắng sức như vậy, hóa ra là có người già hơn bọn họ. Cấp hóa thạch hơn muốn tìm anh. Chỉ là, từ trong miệng của Cơ Vô Thượng không khó nghe ra, anh vừa mới đến, hồn tố kia lập tức báo ba người Cơ Vô Thượng đi tìm mình. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ là vị hồn tố kia cảm nhận được những thứ gì? Trần Đức rất rõ ràng, trên người anh có quá nhiều bí mật, ví dụ như huyết mạch bất tử điểu, huyết mạch thền ma, hơn nữa bản thân còn có huyết mạch thế gia viễn cổ nhà họ Trần. Trong tiểu thế giới còn có một tiểu y đến từ đảo Khốn Long, thân phận không rõ, nhưng tuyệt đối không tầm thường, còn có linh lung, quả âm chi, v.v. Tùy tiện bộc phát ra một món đồ cũng đủ khiến người ta điên cuồng. Đứng trước cửa hang động, Trần Đức rất do dự, anh còn không rõ lai lịch người bên trong, không biết nên đi vào hay không. Dường như là đế xua tan nghi ngờ của Trần Đức, Cơ Vô Thượng bổ sung, công tử cứ yên tâm, cậu sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Mặc dù hồn tổ mạnh, nhưng phong ấn trong tượng đồng, ông ấy sẽ không làm tổn thương cậu,
mời cậu tới chính là vì ông ấy đã nói, cậu có thể giúp ông ấy phá vỡ phong ấn. Phá phong ấn? Đương nhiên Trần Đức sẽ không tin lời của Cơ Vô Thượng, anh khởi động mắt nhìn thấu, thử nhìn xem có thể xuyên qua cửa đá sơn động hay không, thật bất ngờ, anh dễ dàng nhìn vào được, bên trong sơn động cực kỳ trống trải, đặt ba chiếc đệm cói. Một vài vật phấn đan dược dùng để tu luyện, từ khí tức phán đoán, ba người Cơ Vô Thượng ngày thường chắc là bế quan ở đây. Mà ngoài mấy mét của ba chiếc đệm cói, ngay phía trên, quả thật có một bức tượng đồng. Sao hả, thằng nhóc, nhìn đủ chưa? Lúc này, đột nhiên vị hồn tổ kia lại nói, cậu yên tâm, lão phu sẽ không làm gì cậu đâu, mau vào đi, giúp tỏi phá phong ấn, sau khi phá vỡ, tôi ban cho cậu một trận cơ duyên. Tiền bối chờ một chút. Trần Đức cũng không trực tiếp đồng ý, chuyện này nguy hiểm quá cao. Đi đi, không cần lo lắng. Như Cơ Vô Thượng đã nói, dù ông ta muốn ra tay cũng không khiến anh bị thương đâu, ông ta hoàn toàn bị phong ấn trong bức tượng đồng, nhiều nhất cũng chỉ có thể trao đổi với người ta thôi. Lúc này, Linh Lung mở miệng nói, không ngại thì vào trước xem đã rồi nói sau. Được. Cỏ Linh Lung lén tiếng, Trần Đức yên tâm hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn ảm thầm dò xét một hồi, sau khi chắc chắn không có bất kỳ vấn đề gì, lúc này anh mới nói với Cơ Vô Thượng, tiền bối, tôi đi vào trước. Được. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Lời vừa dứt, Cơ Vỏ Thượng đã mở cửa đá, lão phu ở bên ngoài chờ cậu. Đi vào sơn động, Trần Đức nhìn thấy bức tượng đồng kia ngay đầu tiên, tượng đồng không lớn, cũng chỉ cao chừng nửa mét, sáng bóng, chắc hẳn đã có nhiều năm lịch sử, từ hình dáng có thể phán đoán ban đầu chắc là một tượng đồng hình người, hình tượng ông già nhỏ, chỉ có điều ngũ quan và khắp các mặt tứ chi đều đã mơ hồ, nhìn thì bình thường. Nếu không phải đặt ở phía trên, mà tùy tiện ném vào một góc nào đó, tuyệt đối sẽ không có nhiều người liếc nhìn. Trần Đức đứng ở cửa, không tiến thêm một bước. Tâm đề phòng người khác không thể không có. Người gọi là hồn tố này còn sống lâu hơn Cơ Vô Thượng bên ngoài, dài hơn cả lịch sử toàn bộ hái tộc. Đối mặt với loại người này, dù không phải là người cũng cần thận trọng. Thằng nhóc, cậu không thể đến gần hơn chút sao, chẳng lẽ vẫn sợ lão hú ản thịt cậu? Bên trong tượng đồng truyền ra giọng nói cực kỳ bất đắc dĩ của hồn tố. Đúng. Trần Đức nghiêm túc gật đầu, tôi chính là sợ bị ông ăn đó. Hồn tổ. Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng ông lão mới mở miệng, được rồi, tên nhãi, còn cẩn thận như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, huống chi. Còn có thể nhận được cơ duyên của lão phu, nào, mau qua đây giúp tỏi đánh nát thần tượng này, thả tôi ra ngoài. Lão phu lập tức giúp cậu đột phá đến cảnh giới giống ba lão già bên ngoài. Tôi có mấy vấn đề. Trần Đức nói. Cậu cứ hỏi. Hồn tổ đáp lại, trong giọng nói có vài phần gấp. Gáp. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Tiền bối có lai lịch, thân phận gì? Trần Đức hỏi. Tôi, ha ha, tôi là ai hả? Nói ra thân phận thật sự sợ sẽ hù dọa cậu đấy. Bên trong tượng đồng, giọng nói mang vài phân kiêu ngạo, nghe qua Kỳ Lân chưa, tôi chính là người của tộc Kỳ Lân thời kỳ thượng cổ, thân phận thật sự chính là Kỳ Lân hỗn độn, người ta gọi là Thiên Hiễu Hoàng. Thời kỳ thượng cổ, vừa nói ra bốn chữ này, trong lòng Trần Đức cực kỳ kinh ngạc. Viễn cổ chỉ ước chừng khoảng 100.000 năm, thượng cổ thì là 500.000 năm, nói cách khác, nếu như người trước mã này không nói láo, vậy ông lão này chính là người của 500.000 năm trước. Còn nữa, yên lặng một hồi, Trần Đức tiếp tục hỏi, đánh vỡ tượng đồng, ông có thể đột phá phong ấn. Không sai. Vậy tại sao không để đám tiền bối cơ giúp ông, với thực lực của ba người bọn họ, đánh vỡ một pho tượng đồng nát, không phải là chuyện phút mốt sao? Tên nhãi, thế nào gọi là tượng đồng nát, nếu thật sự phá tượng đồng, với thực lực siêu cường của lão phu sẽ bị phong ấn trong này sao? Tượng đồng này chính là 500.000 năm trước, do chủ nhân của tôi. Người đứng đầu thiên mệnh tạo ra, đừng nói là ba tên rác rưởi ngoài kia, dù họ có mạnh gấp đôi cũng không phá được đâu. Thẻn yêu sớm đã mang theo vài phần căm hận, năm đó chủ nhân của tôi bị người ta bóp chết, lúc bị thương nặng, vì bảo vệ tôi nẻn đã phong ấn ở nơi này. Đáng tiếc sau này chưa từng giúp tôi phá giải, ông ta đã đi trước rồi, mãi đến mấy chục ngàn năm sau, không cẩn thận bị người của hải tộc tìm thấy rồi mang về, người sáng lập hải tộc đều là đệ tử của tôi. Nếu bọn họ có thể mở được, cần gì phải tìm đến cậu? Trần Đức càng nghi ngờ, lão yêu hoàng, ông không lầm chứ,
bọn họ không mớ nối, ý của ông là tôi có thế mớ được. Đương nhiên, cậu và chủ nhân tôi giống nhau, bẽn trong ấn chứa thiên tâm ấn ký, tượng đồng này với tôi mà nói, khụ. Giống như cái bát vỡ, muốn đánh bế rất dễ dàng, hơn nữa tôi là thiên yêu hoàng, không phải lão yêu tảo. Ồ, được, lão yêu hoàng, cái đó, thiên tâm ấn, ký. Trần Đức mặt đầy dấu chấm hỏi, lão yêu hoàng, quả thực không dám giấu, tôi đến từ một vị trí rất nhỏ bé, kiến thức ngắn, không biết cái gì là thiên tâm ấn ký, cũng càng không có thiên tâm ấn ký, chuyện này e rằng tôi không giúp nổi ông đâu. Một bên ứng phó với thiên hiểu hoàng, đồng thời Trần Đức khởi động thiên cơ thuật, bắt đầu dò tìm một vài chuyện liên quan đến thiên tâm ấn ký. Thiên tâm ấn ký không phải bí mật gì ở đại thiên thế giới. Rất nhanh, anh đã tìm ra được. Sau khi biết được sự khủng khiếp của thiên tâm ấn ký, anh không khỏi hít một hơi lạnh. Mẹ nó, nếu anh thật sự có thiên tâm ấn ký thì được rồi, tốc độ tấn thăng không phải so với ngồi hỏa tiền, cất cánh thăng thiên. Đáng tiếc, anh thật sự không có. Không có. Thiên yêu hoàng vừa nghe thấy Trần Đức không có thiên tâm ấn ký, cũng không để ý xưng hô, vội vàng nói, không thể nào, tôi cảm nhận rõ ràng 100% khí tức của thiên tâm ấn ký trên người cậu, sẽ không sai đâu. Từ lúc cậu bước vào hải tộc, đến tận bây giờ, khí tức của thiên tâm ấn ký vẫn không hề biến mất, sao có thế không có chữ? Ách, ông có từng nghĩ, có lẽ không phải tôi không? Trần Đức lắc đầu, trong thần hồn của anh còn có Linh Lung, Tiếu Thiên Địa còn có Tiếu Y, có sao nói vậy, cho dù có thiên tâm ấn ký, Trần Đức cũng cảm thấy rất có khả năng là Tiếu Y. Không thể nào, tuyệt đối là cậu, tôi cực kỳ nhạy bén với thiên tâm ấn ký, sẽ không có sai đâu, thằng nhãi. Cậu tiến lên đây, để lão hủ xác định cẩn thận. Giọng nói của lão yêu hoàng đột nhiên trở nên dồn dập, có chút cuống cuồng. Hơn 200.000 năm. Chủ nhân của ông lão đã ước chừng hơn 200.000 năm, sắp 300.000 năm. 300.000 năm qua, bãi bể nương dâu, thế sự bách biến. Mà ông lão, vẫn bị nhốt trong tượng đồng này. 200.000 năm qua, ông lão nghĩ ngày nghĩ đêm, ngày ngày mong nhớ. Chỉ hy vọng trên đời này có thể xuất hiện một người có thiên tâm ấn ký, chỉ hy vọng người có thiên tâm ấn ký tìm thấy ông lão. Chờ đợi này chính là 300.000 năm. Nếu người đó còn sống trên đời này, chỉ sợ đã chết già từ lâu rồi. Nhưng, ông lão thà chết cũng tuyệt đối không muốn ở trong tượng đồng này 300.000 năm. Phải biết rằng, loại phong cấm này không giống với loại người để sống lâu hơn một chút đã áp dụng phương pháp đặc biệt phong cấm bản thản, kéo dài tuổi thọ. Nếu như là đế kéo dài tuổi thọ, phong cấm bản thân 300.000 năm còn có thể chấp nhận được, suy cho cùng, đóng chặt giác quan thứ 6, không hỏi thế sự, chờ ngày nào đó tính lại, đột phá rồi có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng phong cấm trong tượng đồng thì không phái, một khắc cũng không muốn nghỉ ngơi, phái duy trì tính táo, nhất quyết không thể bỏ qua bất cứ người nào có khả năng cứu mình, có thể có cơ hội rời khỏi tượng đồng. Cho nén, ông lão nghỉ ngơi rất ít, rất mệt mỏi. Loại cảm giác đó, chỉ sợ trên đời này rất rất ít người có thể cảm nhận được. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Mà hôm nay, khó khăn lắm mới chờ đợi một người có thiên tâm ấn ký, mắt nhìn ra ngoài, cơ hội rời khỏi liền đặt ngay trước mắt, thời khắc Trần Đức đến hải tộc, ông lão kích động đến phát điên. Bây giờ lại nói ông lão nhìn nhầm, con mẹ nó làm sao lão yếu hoàng mình có thế không khẩn trương. Nếu như có tim. E rằng tim cũng sắp ngừng đập luôn. Nhanh, thằng nhóc, mau tiến lên mấy bước, để tôi cố gắng cảm nhận. Không. Trần Đức lắc đầu, trừng mắt nhìn, ông hiểu chứ, lão yêu hoàng, tôi sợ ông ăn tôi mất. Mẹ kiếp. Lão yêu hoàng cũng không nhịn được mà văng. Tục. Con mẹ nó quá cẩn thận rồi đó chứ. Nếu đối thành trước kia, ông lão sớm đã bùng nổ muốn giết người. Bây giờ, vẫn nên nhẫn nhịn một chút. Lão yêu hoàng nhẫn nại, chịu đựng tinh khí, hòa nhã nói, thằng nhãi, tôi ở trong tượng đồng này, ngoại trừ cảm nhận thì không động đậy được, sao có thể có cơ hội hại cậu chứ? Tôi không tin. Trần Đức lắc đầu, ông đã sống 500.000 năm, ngày tháng sống có thể còn nhiều hơn tôi ăn cơm, ai mà biết ông có lừa tôi hay không? Lời tôi nói là thật. Giọng nói của lão hẻo hoàng vô cùng cấp thiết, tên nhãi à, rốt cuộc cậu muốn thế. Thế nào mới có thể tin tôi đây? Không biết, hơn nữa tôi cũng không cần tin ông. Biểu hiện trên mặt Trần Đức cũng không có chút hứng thú với chuyện cứu lão yêu hoàng, ông có thể nghĩ cách tự chứng minh, không có cách nào thì tôi đi đây,
lần sau gặp lại cũng không biết lúc nào đâu, ông cũng biết đấy, chí dựa vào ba lão già bên ngoài kia, chắc không ngăn cản được tôi. Dứt lời, Trần Đức định xoay người rời đi. Đừng! Lão yêu hoàng gấp gáp, thật sự gấp, nếu Trần Đức thật sự rời đi, làm không tốt thì ông lão lại phải đợi thêm mấy trăm ngàn năm nữa. Tôi, giống như đưa ra một loại quyết định nào đó, lão hẻo hoàng hung dữ nói, tên nhãi, tôi truyền cho cậu một bộ thần thông, loại thần thông này tẻn là, thiên yêu thông thần pháp, pháp này sau khi tu luyện, có thể chứng minh tôi có sát ý với cậu hay? Không, còn có loại thần thông này. Trần Đức kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền từ chối, thôi thôi, tôi cũng không tu luyện, nhìn dáng vẻ luyến tiếc của ông, hơn nữa phép thần thông này tu luyện rồi thì dùng ở đâu chứ? Ngoại trừ có thể biết ông có sát ý với tôi hay không thì còn làm được gì. Chả có tác dụng gì với tôi, không cần không cần. Trần Đức xua tay, xoay người lại muốn đi. Tên nhãi, cậu đứng lại. Lão yêu hoàng đã cực kỳ căm hận, khó chịu nói, cậu tưởng rằng thiên yêu thông thần pháp có chút hữu dụng này sao, nếu chứ có chút vậy, tỏi đã nói cho cậu biết từ lâu rồi. Ồ, còn có hữu dụng gì, xin chí giáo. Lông mày Trần Đức nhướn lên. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không biết thiên yêu thông thần pháp, xác chắn không chỉ đơn giản như vậy. Nếu không thì lão yêu hoàng cũng không cần mang dáng vẻ không cam lòng này. Hừ, tên nhãi, tôi nhìn cậu chính là không có lợi ích thì không làm việc, cố ý chán ghét tôi. Ngoài miệng lão yêu hoàng nói như vậy, nhưng lại không có bất kỳ cách nào với Trần Đức, giọng nói giống như nghiến răng nghiến lợi, sau khi tu luyện thần thông này. Đời này của tỏi không thể ra tay với cậu, hơn nữa, chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cộng hưởng một phần thực lực của tôi, sao nào? Lợi ích như vậy còn không lớn. Nếu vần chê không đủ, vậy tôi cũng hết cách, cút cút cút, mau cút đi, tôi cứ ở đây chờ chết là được, đờ mờ. Lão yêu hoàng lòng cũng đang rỉ máu. Thiên yêu thông thần pháp, là năm đó chủ nhân ổng lão sáng chế, chỉ là để kìm hãm ổng lão, khiến ông lão không ngông cuồng. Vốn dĩ chủ nhân chết rồi, cuối cùng ông lão có thể tự do, bây giờ tốt rồi, lại bị gài bẫy. Đừng mà, lão yêu hoàng. Trong lòng Trần Đức mừng như điên, thiên yêu thông thần pháp, quá thật quá hữu dụng, vượt quá tưởng tượng và dự liệu của anh. Lão yêu hoàng có thực lực gì? Anh không biết. Nhưng ông lão đã sống 500 ngàn năm, có thể kém cỏi sao? Bất cứ lúc nào cũng sử dụng thực lực của ông lão. Thật là vui. Trần Đức cũng sắp kích động đến nhảy cẫng lên, ngay cả Linh Lung cũng chúc mừng anh trong âm thầm. Nhưng, ngoài mặt anh vẫn là dáng vẻ đau lòng ôm đầu. Lão yêu hoàng, Trần Bát Hoang tôi là ai chứ, là người tham lam chiếm lợi ích sao? Từ nhỏ tôi chính là đội viên ưu tú trong trường học đó, làm không ít việc như đỡ bà lão qua đường, v.v. Lão yêu hoàng ông bị nhốt ở đây lâu như vậy. Sao tôi có thể thấy chết mà không cứu, cho dù chết. Hôm nay tôi cũng phải cứu ông. Xin hãy ghi nhớ, tôi cứu ông, tuyệt đối không phải là vì thiên yêu thông thần pháp, mà là vì chính nghĩa. Lão yêu hoàng, cậu nói thêm mấy câu nữa, lão hú không cho cậu thiên yêu thông thần pháp đâu. Khụ, Trần Đức vội vàng dừng lời, thiếu tử đa tạ lão yêu hoàng ban pháp này cho. Lời vừa dứt, một tràng ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, chỉ nhìn thấy trong hư không xuất hiện từng hàng hình vẽ, chữ viết. Ký hiệu. Thiên yêu thông thần pháp. Rất nhanh, Trần Đức liền ghi nhớ, ngay lập tức bắt đầu tu luyện. Tu luyện thiên yêu thông thần pháp, cần một chút thời gian, có cái gì không biết, cậu cứ hỏi tôi. Đã chờ đợi 300 ngàn năm rồi, lão yêu hoàng đương nhiên không thèm để ý đợi bao lâu, chỉ cần Trần Đức không đi, cái gì cũng dễ nói. Được. Trần Đức không ngừng tu hành và luyện tập, thiên yêu thông thần pháp, đúng là một bộ thần thông. Võ kỹ cực kỳ huyền diệu. Ước chừng một tháng, Trần Đức mới hoàn toàn nắm giữ. Một tháng sau, anh mớ mặt, đứng dậy, lại một lần nữa cảm ơn thiên yêu hoàng. Không hổ danh là người có thiên tâm ấn ký, chỉ một tháng liền học được. Trong lòng lão yêu hoàng thầm kinh hãi, nào đó chủ nhân dù tự nghĩ ra pháp này, hoàn toàn nắm giữ, thành thục pháp này cũng cần khoảng nửa năm. Mà tên nhóc trước mặt lại chỉ cần một tháng. Nhưng rất nhanh. Lão yêu hoàng liền thu lại kinh ngạc, bây giờ không phải lúc kinh ngạc, ông lão ôm theo kích động, chờ đợi, gấp gáp nói, tên nhóc, bây giờ cậu xác định tôi không ra tay với cậu rồi, có. Thế tiên thêm may bước được chưa? Thiên yêu hoàng đã không thể chờ đợi được nữa,
mặc dù nói đã chờ đợi 200.000 năm, nhưng chờ càng lâu, lúc đối mặt với kết quả thì lại càng khẩn trương, càng kích động. Nếu như Trần Bát Hoang thật sự không có thiên tâm ấn ký, ông lão lại rơi vào chờ đợi vô tận, cho nên ông lão không dám chậm trễ chút nào. Nhanh nào, tên nhãi, còn đứng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ cậu còn lo lắng tôi giết cậu? Lão yêu hoàng, tới ngay đây, đừng nóng. Trần Đức đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu. Lúc này chỉ có thiên yêu hoàng khẩn trương sao? Không, anh cũng khẩn trương. Thiên tảm ấn ký, thứ đồ này quả thực quá mạnh mẽ, trên đời này người truy đuổi đếm không hết, không biết có bao nhiêu yêu nghiệt, cường giả siêu cấp muốn có được nó. Nhưng từ cổ chí kim mới có người có thiên. Tâm ấn ký, ít lại càng ít. Thèn tâm ấn ký đại diện cho sự đồng ý của thiên đạo và đại đạo. Có nó như có thần giúp. Đương nhiên Trần Đức hy vọng đúng như lời thiên yêu hoàng nói, trên người anh thật sự có thiên tâm ấn ký, cho dù không phải anh. Là Linh Lung hoặc Tiểu Y đều được, anh cũng không ngại, dù là ai, đối với anh cũng là chuyện tốt. Thở ra một hơi thật dài, sau đó Trần Đức lấy thiên yêu thông thần pháp, cảm nhận được suy nghĩ và ý niệm của Trần Đức, sau khi xác chân không sằng bậy, lúc này anh mới liên tục tiến lên mấy bước, đến bên ba cái đệm có trước tượng đồng, lão yêu hoàng, nơi này đúng không? Lời vừa dứt, lão yêu hoàng không nói nửa chữ, nhưng cực kỳ rõ ràng, Trần Đức cảm nhận được một luồng thần lực kỳ lạ cường mạnh không thể kháng cự rơi lên người anh. Luồng thần lực này không gây tổn thương gì cho anh, giống như đang tìm kiếm, thăm dò, lướt đi khắp tay chân xương cốt, lục phủ ngũ tạng, mỗi một dây thần kinh của anh. Lực cảm nhận này thực sự quá mạnh, Trần Đức tự nhận mình có thần hồn cường mạnh vượt xa những người cùng cảnh giới, nhưng so với hồn lực mà lão yêu hoàng thi triển ra. Lại khác biệt như một giọt nước với biến cả, cũng khó trách đám người cơ vô thượng gọi ông ta là hồn tố. Kỳ lạ, rõ ràng đã thăm dò được khí tức của ẩn ký thiên tâm, tại sao lại không có? Lão yêu hoàng vô cùng nghi hoặc, hồn lực không ngừng thăm dò, liên tiếp tăng mạnh, càng thăm dò, trong lòng càng nghi hoặc. Lão tiền bối, có lẽ tôi thực sự không có ẩn ký thiên tâm. Trần Đức định bảo ông ta kiểm tra Linh Lung, hoặc là Tiểu Y. Nhưng anh còn chưa nói hết, lão yểu hoàng đã ngắt lời anh, không thể nào, khí tức này được truyền ra từ trong cơ thể cậu, chắc chắn là có. Thiên yêu hoàng không cam tâm, tiếp tục cảm nhận với lòng nghi hoặc. Một phút, hai phút, mười phút, hai ba tiếng sau. Cuối cùng, thiên yểu hoàng như phát hiện ra điều gì, rút lại sức mạnh thần hồn như thủy triều. Ha ha, ha ha ha, tôi hiểu rồi, cậu nhóc. Chẳng trách cậu không biết mình có ấn ký thiên tâm, thì ra ấn ký của cậu chưa thức tỉnh. Chưa thức tỉnh, lão yêu hoàng, ông có ý gì? Tim Trần Đức lập tức đập mạnh thình thịch. Ý của lão yêu hoàng rất rõ ràng. Anh thực sự có ấn ký thiên tâm. Chỉ là ấn ký thiên tâm này chưa thức tỉnh, vẫn còn đang ngủ. Nhưng anh vẫn chưa hiểu, theo như cách nói. Trong không gian thông tin, ấn ký thiên tâm và ấn ký thiên đạo giống nhau, đều là do trời ban, thông thường. Sinh ra đã có, hoặc là một ngày nào đó, đột nhiên có được, mà ấn ký thiên tâm này chỉ có thể xuất hiện ở một trong vỏ số người có ấn ký thiên đạo, cho nên cũng không thể nói được là thức tỉnh hay không thức tỉnh, có là có, không có là không có. Cậu, đúng là có ấn ký thiên tâm. Sau một trận cười điên cuồng, lão yêu hoàng lại lên tiếng nói, nhưng trong giọng điệu mang theo vẻ thất vọng, hụt hẫng. Nhưng ấn ký thiên tâm của cậu không phải do ấn ký thiên đạo diễn hóa ra, mà là do kế thừa. Kế thừa, Trần Đức khẽ động trong lòng. Đúng thế, cậu phải biết, ấn ký thiên đạo không cố định nằm trong cơ thể một người, người có nó có thể tặng ấn ký cho người khác, cũng như vậy, có thể bị người khác cướp đoạt, cũng có thể kế thừa, đương nhiên bất luận cách thức dịch chuyến nào, người có ấn ký ban đầu sẽ không còn ấn ký nữa. Lão yêu hoàng nói, tóm lại, ấn ký của cậu là được kế thừa, trong ba cách dịch chuyến ấn ký, chỉ có dịch chuyến kế thừa là hoàn chính nhất, không? Thiếu sót nhất, hơn nữa, chỉ có thế kế thừa trực hệ, cũng có nghĩa là, bố hoặc mẹ của cậu, là người có ấn ký thiên tâm, đáng tiếc. Đáng tiếc lão phu chưa từng gặp họ, nếu không, sớm đã giải thoát phong cấm rồi, thật đáng hận, đáng hận. Ấn ký thiên tâm chưa thức tỉnh, cũng có nghĩa là Trần Bát Hoang cũng không thế nào phá được tượng đồng này, ông lão. Vẫn không ra ngoài được. Khó khăn lắm mới đợi được người có ấn ký thiên tâm đến, kết quả là một ấn ký chưa thức tỉnh. Thiên yêu hoàng vô cùng đau lòng, sắp nôn ra máu, hận muốn phát điên. Lúc này Trần Đức không nói một lời,
khuôn mặt bình tĩnh không chút cảm xúc, nhưng sâu trong đáy lòng lại đã nổi lên làn sóng vạn trượng. Kế thừa. Anh kế thừa của ai? Đương nhiên không thể nào là của đệ Ngũ Vân Yên, đều tiên, thứ như ấn ký thiên đạo, ấn ký thiên tâm chỉ xuất hiện và cũng chỉ xứng xuất hiện trên thế giới siêu cấp như thế giới đại thiên. Thế giới như vân tiêu giới thấp kém hơn thế giới đại thiên, cùng lắm chỉ ngang với thế giới phụ thuộc của thế giới đại thiên, phụ thuộc thế giới đại thiên. Cho nên ấn ký thiên tảm mà anh kế thừa, chỉ có một khả năng. Đó là từ bố của anh. Lập tức, Trần Đức hiểu tại sao Trần Nguyên Vũ muốn truy giết bố của anh, tại sao trước đó không giết anh. Nhất định là ấn ký thiên tâm. Trần Nguyên Vũ chắc chắn là muốn có được ấn ký thiên tâm. Ấn ký thiên tâm trên người anh còn chưa thức tỉnh, mà chưa thức tỉnh thì cho dù Trần Nguyên Vũ có mạnh thế nào, thì cũng vô dụng. Trần Nguyên Vũ xuất hiện ở ngoài đảo Khốn Long, thứ nhất, là muốn xác định có phải anh đến thế giới đại thiên thật không. Thứ hai, chạm mặt anh, cũng là muốn khiêu khích anh, kích động lòng thù hận của anh, khiến anh sớm thức tỉnh ấn ký thiên tâm. Trần Nguyên Vũ, thật mưu mỏ. Trần Đức cắn chặt răng, sát ý nổi lên bừng. Bừng. Lão Yêu Hoàng giải thích cho anh, Linh Lung cũng giải thích cho anh, giải thích rất rõ ràng, anh cũng đã biết một số chi tiết về kế thừa ấn ký thiên tâm. Ví như lúc vừa kế thừa, cũng là lúc anh vừa được sinh ra, là thời cơ cướp đoạt tốt nhất. Cho nên, chắc cũng vào lúc đó, Trần Nguyên Vũ mới muốn giết anh chăng? Anh trưởng thành, ấn ký thiên tâm sẽ hoàn toàn hòa vào trong cơ thể anh. Sau đó, muốn để ẩn ký thiên tâm thức tỉnh, thì phải cần cỏ thời gian nhất định. Cơ duyên nhất định, cũng như vậy, người khác cũng không có khả năng cướp đi, cho dù giết ký chủ thì cũng không có được. Trần Nguyên Vũ, chắc chắn ông rất hy vọng tôi thức tỉnh ấn ký thiên tâm phải không? Được, tôi cho ông toại nguyện. Trần Đức tự nhủ trong lòng. Sau đó, anh ngẩng đầu, nhìn sang tượng đồng, lão hẻo hoàng, chắc chắn ông biết cách thức tỉnh ấn ký thiên tâm, đúng không? Cậu nhóc, cậu hỏi đúng người rồi. Thiên Yêu Hoàng đã từng đi theo một người có ấn ký thiên tâm, nếu nói trên thế giới này có người nào hiểu về ấn ký thiên tâm nhất, ông ta là người thứ nhất, chắc chắn không ai dám nói là thứ hai, đúng là tôi có cách có thể giúp cậu thức tỉnh ấn ký. Thiên tâm, xin tiền bối trợ giúp. Trần Đức tỏ thái độ thành khẩn, cung kính, trong đôi mắt mang theo sự kỳ vọng, khát khao sâu sắc. Nếu Trần Nguyên Vũ đã nối suy nghĩ viễn vông, muốn anh thức tỉnh ấn ký thiên tâm, được. Vậy thì anh sẽ thức tỉnh ấn ký thiên tâm, nhưng sau khi thức tỉnh, có thể cướp đi không thì phải xem Trần Nguyên Vũ có bản lĩnh đó không. Hiện giờ, Trần Đức không hiểu nhiều về ấn ký thiên tâm, Linh Lung cũng hiểu cực ít, tuy rằng ấn ký thiên tâm được diễn hóa ra từ người có ấn ký thiên đạo, nhưng tỷ lệ cũng khá thấp, mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc diễn hóa ra được. Ghi chép chi tiết về ấn ký thiên tâm, kể cả dùng không gian đại thiên cũng không có nhiều. Tỏi cũng muốn giúp cậu thức tỉnh nó ngay lập tức. Đáng tiếc, bây giờ không được, thức tỉnh huyết mạch, thông thường chỉ có một cách, đó chính là kích động, kích thích lục phủ ngũ tạng, chân tay xương cốt, thông thường, một số cuộc chiến sinh tử có thể khiến huyết mạch sôi sục, từ đó kích hoạt huyết mạch. Lão Yêu Hoàng thở dài, muốn thức tỉnh ấn ký thiên tâm cũng phải kích thích, nhưng không phải là loại kích thích như cuộc chiến sinh tử, ấn ký thiên tâm kết nối với thiên đạo, cần trời ban. Nói một cách đơn giản, chính là lôi kiếp. Lão Yêu Hoàng rất không vui nói, cậu nhóc, cậu phải biết rõ, lôi kiếp. Mẹ kiếp, muốn lôi kiếp giáng xuống, ít nhất phải là cảnh giới khai thiên, chỉ có đến lúc đó, lôi kiếp của cậu giáng xuống, tôi mới có cách giúp cậu thức tỉnh ấn ký. Còn bây giờ thì sao? Vãi, cậu cũng chỉ là cảnh giới hỗn nguyên. Thiên Yêu Hoàng càng nói càng tức. Cảnh giới hỗn nguyên, cảnh giới này đã đủ mạnh, đủ tồn tại trong mắt nhiều người, cả đời rất nhiều người cũng không đạt được đến. Nhưng trong mắt Thiên Yêu Hoàng ông ta, chỉ là cặn bã trong cặn bã. Từ cảnh giới hỗn nguyên, muốn đạt đến cảnh giới khai thiên. Nếu may mắn, thiên phú hiểu nghiệt một chút, nói ít thì cũng cần 3-5 năm đấy. Người bình thường, thì cần mấy ngàn năm chẽn vạn năm, nếu không may mắn, thì giống như ba ông lão đần độn của hải tộc, từ hỗn nguyên đến thiên khai, mẹ nó, phải đến hơn 2 vạn năm, sau khi đến khai thiên, lại hơn 1 vạn năm không thể tiến thêm. Nói cách khác, Thiên Yêu Hoàng vẫn phải đợi 300.000 năm. Thiên Yêu Hoàng đã đợi đủ 300.000 năm. 300.000 năm này, ông ta ngày đêm trăn trở, nằm mơ cũng muốn thoát khỏi giam cầm của tượng đồng, được tự do trở lại. Thấy đã đợi được 300.000 năm,
cuối cùng cũng đợi được người có ấn ký thiên tảm đến, kết quả. Kết quả vẫn chưa thức tỉnh. Thiên yêu hoàng muốn phụt máu. Có quỷ mới biết lúc nào Trần Bát Hoang có thể đạt đến cảnh giới khai thiên. Thiên yêu hoàng rất bực bội, cậu đi đi, đợi khi nào cậu đạt đến cảnh giới khai thiên, thì lại đến tìm. Tôi, không thế đi. Trần Đức Phản chưa nói gì. Lĩnh Lung vội nhắc nhở nói, nhóc chân, ông ta mạnh đến mức khiến người ta phát run, nhất định phải gạt ông ta đi cùng anh, có ông ta, cũng bằng với thêm một tấm bùa hộ thân. Được. Trần Đức Thầm đồng ý, trong lòng đã có kế sách, nói với Tượng Đồng, lão yêu hoàng, hay là ông cùng tôi rời khỏi đây, thế nào? Tôi rời đi, tôi rời khỏi đây làm gì? Lão yêu hoàng nói, tôi ở đây đợi rất tốt, còn có một tên cung phụng tôi, tại sao phải đi với cậu, không có ấn ký thiên tâm, với tư chất của cậu, ai mà biết đến ngày nào cậu mới có thể đột phá đến khai thiên? Lão yêu hoàng, tôi có ba lý do, đủ khiến ông rời đi cùng tôi. Trần Đức cong khóe miệng, nghe xong ba lý do này, tôi nghĩ ông nhất định sẽ đi cùng tôi. Ồ, nói ra nghe xem nào. Trần Đức nói, thứ nhất, tư chất của tôi cho dù không mạnh lâm, nhưng cũng không yếu, ông có. Cảm nhận nhạy cảm với ấn ký thiên tâm, nhưng cảm nhận huyết mạch hơi kém, đồng thời tỏi còn có thần lực bất tử điểu, huyết mạch thần ma, còn có thế gia viền cổ, huyết mạch nhà họ Trần, ổng cảm thấy thiên phú của tôi thế nào. Bất tử điểu. Huyết mạch thần ma. Trần Đức vừa dứt lời, Thiên Yêu Hoàng đã bị chấn hãi. Là người của chi bất tử điểu trong yêu tộc, ông ta biết khá rõ. Địa vị của chi bất tử điểu, 200.000 năm trước, tuyệt đối không kém hơn tộc Kỳ Lân. Vô số tu sĩ đều thèm muốn thần lực của họ. Huyết mạch thần ma thì càng không cần nói, huyết mạch này cũng từng rung chuyển trời đất, nổi tiếng hiển hách. Hai thứ đó lại xuất hiện trên cùng một người. Thiên yêu hoàng kinh hãi không thôi, chẳng trách chí một tháng, Trần Bát Hoang có thể nằm vững thiên yêu thông thần pháp. Nhưng tuy chấn hãi, thiên yêu hoàng lại không thể hiện ra, bình tĩnh đợi Trần Đức nói tiếp. Thứ hai, lão yêu hoàng, ông đã đợi 300.000 năm rồi, 300.000 năm này không dễ sống phải không? Trước đây tôi đã nói với ông, tôi đến từ một thế giới rất nhỏ, thứ nhất không có chút căn cơ, thứ hai không có bối cảnh, nếu đi một mình. Chết ở bên ngoài, nếu không may, khụ, ông lại phải đợi 300.000 năm, có lẽ, còn phải lâu hơn. Nói đến đây, Trần Đức hơi dừng lại. Tiếp đó mới nói điều thứ ba. Nếu hai lý do trước vẫn không đủ khiến ông động lòng, vậy điều thứ ba, tôi nghĩ ông chắc chắn không thể từ chối. Vậy sao? Lão yêu hoàng cất giọng cất bình tĩnh, lão phu tôi đã sống mấy trăm ngàn năm, có gì mà chưa từng thấy, còn có điều gì tôi không thể từ chối? Ha ha, đương nhiên có. Trần Đức cười thản nhiên, nhìn thẳng vào Tượng Đồng đó, nói chắc như đinh đóng cột, tôi có thể sinh ra nguyên khí hỗn độn. Nói xong, Trần Đức trầm mặc, không nói nửa chữ, cuối cùng khóe miệng nhếch lên nụ cười. Nếu lý do thứ nhất, Trần Đức thể hiện thực lực của mình, lý do thứ hai là cho ông ta hiếu lợi hại trong đó, điều thứ ba hoàn toàn là dụ dỗ. Đúng thế, chính là dụ dỗ. Từ trước tới nay, nguyên khí hỗn độn luôn là bí mật lớn nhất của anh. Cách thức tu luyện của anh khác với người khác, từ khi anh đạt đến cảnh giới hóa đạo, trong thức hải của anh đã diễn hóa thành một vùng hỗn độn, đó chính là căn nguyên của nguyên khí, bất kỳ thứ gì bị anh hấp thụ, sau đó trải qua chuyển hóa, sẽ hành nguyên khí hỗn độn, cũng chính vì nguyên khí hỗn độn này, khi anh hấp thụ hỗn độn tử kim lôi mới không mất mạng. Nguyên khí hỗn độn tuyệt đối là chí bầu trong thiên hạ. Đặc biệt đối với yêu tộc, thì rất ít khi từ chối. Nếu hiệu quả của nguyên khí hỗn độn với nhân tộc là 1 vạn, thì tác dụng, hiệu quả với yêu tộc là 10 vạn, thậm chí là 100 vạn. Bởi vì huyết tộc có một loại huyết mạch, tên là huyết mạch hỗn độn. Huyết mạch hỗn độn mạnh hơn huyết mạch bình thường không hề ít. Hơn nữa, ban đầu, cũng chính vì Linh Lung muốn có được chút nguyên khí hỗn độn trong đỉnh Long Vân, mới xa vào địa cầu, nghĩ cũng biết, nó quan trọng đến thế nào. Ép buộc dụ dỗ có đủ, Trần Đức không tin ông lão không động lòng. Quả nhiên, anh vừa dứt lời, càng cảm thấy rõ ràng Thiên Yêu Hoàng đã động lòng, lập tức khí tức của ông ta không ổn định. Cậu nói thật không? Rõ ràng giọng của Thiên Yêu Hoàng hơi kích động, nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu nhóc, nguyên khí hỗn độn là thứ cậu nói sản sinh ra thì có thể sản sinh ra chắc. Sợ là cậu còn chưa tỉnh ngú, đang nằm mơ, muốn gạt lão phu đi cùng cậu. Đúng là việc gì cũng làm ra được.
Ban đầu, Thiên Yêu Hoàng đúng là bị lời của Trần Đức hấp dẫn, chấn hãi, không còn bình tĩnh, nhưng dù sao ông ta cũng là ông lão sống mấy trăm ngàn năm, nhanh chóng bình tĩnh lại. Nguyên khí hỗn độn là thứ gì? Giữa trời đất này, nguyên khí tốt hay xấu được phán đoán theo độ thuần khiết của nó. Độ thuần khiết lại được phán đoán theo đại đạo pháp tắc hàm chứa trong nó, chứa càng nhiều thì càng thuần khiết, càng có ích cho con người. Nhưng nguyên khí hỗn độn thì khác, nó không hàm chứa một chút đại đạo pháp tắc nào. Nguyên khí bình thường giống như một loại thuốc, thuốc nhiều thành phần có thể chữa bệnh, nhưng nếu quá nhiều thì sẽ trở thành thuốc độc, thậm chí uống vào sẽ xuất hiện các loại biến chứng. Cũng có thể nói giống như kiến thức, có lúc kiến thức nhiều, đối với một số người mà nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sức tưởng tượng. Tuy nguyên khí và thuốc, kiến thức không thể so sánh với nhau, nhưng đại khái đều có ý như vậy, còn nguyên khí hỗn độn thì khác, nó không hàm chứa đại đạo, không dám chứa pháp tắc, hiệu quả của nó tốt hơn nguyên khí thuần khiết rất nhiều. Nhưng nguyên khí hỗn độn là nguyên khí tự nhiên của trời đất, vô cùng hiếm có, đâu phải người nào cũng có thể sản sinh ra được. Cho nên, sau khi bình tĩnh lại, Thiên Yêu Hoàng cảm thấy Trần Đức đang lừa ông ta, dụ ông ta, mất hết thiện cảm với anh, thậm chí trong lời nói còn có vẻ chán nản. Vốn dĩ hai lý do trước cũng đã đủ, Thiên Yêu Hoàng đã định rời đi cùng anh, bây giờ lại không muốn đi. Lão Yêu Hoàng, tôi đứng ngay trước mặt. Ông, Trần Đức ngồi vững vàng, không vội vàng, ông phải vào thức hải của tôi, tự quan sát, ông thấy thế nào? Vừa dứt lời. Chỗ giữa đôi lông mày của Trần Đức lóe lên hào quang, thần môn mở ra. Hành động như vậy rất nguy hiểm, cũng may Trần Đức tu luyện Thiên Yêu Thông Thần Pháp, chắc chắc anh sẽ không gặp phải tổn hại gì, cho nên mới không kiêng sợ. Hành động này khiến Lão Yêu Hoàng ngạc nhiên. Chẳng lẽ, cậu ta nói thật? Sau đó, ông ta không hề khách sáo, lập tức một luồng hồn lực tỏa ra, tiến vào thần môn. Liền sau đó, ông ta thộn người. Nguyên khí hỗn độn. Đúng là nguyên khí hỗn độn. Cảnh tượng trong thức hải Trần Đức gần như hiện lên toàn bộ trong cảm nhận của ông ta. Thức hải của Trần Đức quá kỳ dị, hoàn toàn khác với thức hải mà ông ta biết. Trong thức hải, không có cầu thánh, càng không có kim đan, chỉ có một vùng hỗn độn, còn có một thứ rất kỳ lạ giống như phủ đệ. Thiên Hiểu Hoàng đã sống mấy trăm ngàn năm, tự nhận kiến thức hiểu biết sâu rộng, dưới bầu trời, rất ít có sự việc gì mà ông ta chưa từng thấy. Nhưng lúc này, ông ta vẫn phải trố mất, ngẩn người. Một phút, hai phút, mười phút, nửa canh giờ. Lão Yêu Hoàng dường như quên mất cảm nhận của ông ta vẫn đang ở trong thức hải của Trần Đức, từ đầu đến cuối cứ đứng yên không đi ra. Thực ra cũng không phải là quên, mà là không muốn rời đi. Tuy chỉ là một phần hồn lực, nhưng ở lại trong thức hải hỗn độn, trong thời gian ngắn, ông ta cũng có được lợi ích rất lớn. Khụ. Lão Yêu Hoàng, nên đi ra rồi. Trần Đức thực sự không đợi được nữa, trực tiếp đóng thần môn, đuổi ông ta ra ngoài, khóe miệng nhếch cười, thế nào, Lão Yêu Hoàng, bây giờ ông tin rồi chứ? Lão Yêu Hoàng không nói gì. Ông ta đang suy nghĩ. Đang nghĩ rốt cuộc cậu nhóc trước mặt làm được bằng cách nào. Trong cơ thể anh lại không có chút nguyên khí bình thường nào, hoàn toàn là nguyên khí hỗn độn, sản sinh không ngừng, hết đợt này đến đợt khác. Người khác đều là người vận chuyển nguyên khí hỗn độn, còn người trước mặt lại là người sản sinh ra. Nếu bị người bên ngoài biết, chắc sẽ phát điên đấy. Nhưng cho dù nói cho những kẻ bên ngoài biết, có lẽ cũng không ai tin. Ông ta đã sống mấy trăm ngàn năm, ban đầu cũng không tin, chẳng phải sao. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Lão Yêu Hoàng vẫn không hiểu rốt cuộc anh làm được bằng cách nào, chỉ có thể coi đó là có ấn kỳ thiên. Dù sao năm đó chủ nhân của ông cũng có thể sản sinh ra chút nguyên khí hỗn độn. Được tôi đi cùng cậu. Ngay sau đó Lão Yêu Hoàng trực tiếp đồng ý, ông ta không thể không đồng ý. Thứ nhất, ông ta không thể để Trần Đức chết, nếu Trần Đức chết, ông ta phải đợi mấy trăm năm nữa, cho dù phong ấn ở đây có thể sống rất lâu, ông ta cũng không đợi được, không muốn đợi tiếp. Thứ hai, nguyên khí hỗn độn quá lợi hại, ông ta không chống lại được sự mê hoặc này. Tu luyện ở bên trong thời gian dài, thậm chí ông ta có thể vượt qua thời kỳ đỉnh phong. Thứ ba, Trần Bát Hoang là yêu nghiệt, huyết mạch bất tử, huyết mạch thần ma, lại thêm huyết mạch thế gia viễn cổ, lại thêm cả năng lực sản sinh ra nguyên khí hỗn độn, sẽ có một ngày ông ta cũng không dám tưởng tượng tên nhóc này trưởng thành đến mức nào. Nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Cùng lúc, Lão Yêu Hoàng bổ sung nói. Ông nói đi.
Trong lòng Trần Đức nháy nhót vui mừng. Cậu đã tu luyện thiên yêu thông thần pháp, có thể dùng một phần thực lư xê của tôi bất cứ lúc nào, nhưng không được tùy tiện điều động, cần được sự đồng ý của tôi, cậu đồng ý không? Lão yêu hoàng nói rất nghiêm túc, chỉ cần Trần Đức không đồng ý với yêu cầu này, cho dù có thêm bao nhiêu lý do, ông ta sẽ không rời đi theo anh. Việc mượn thực lực này giống như hút thuốc phiện vậy, rất rẻ bị nghiện, ngày nào đó thành con nghiện, đến lúc đó cho dù Trần Đức có yêu nghiệt thế nào, có thiên phú thế nào, cuối cùng cũng sẽ chỉ trở thành một kẻ bỏ đi. Thiên yêu hoàng không muốn đi theo một kẻ bỏ đi, càng không muốn có người nói một lời không hợp là rút hết thực lực của ông ta, dẫm đạp lên tôn nghiêm của ông ta. Dù sao Trần Bát Hoang cũng không phải là chủ nhân của ông ta già rồi, cũng không muốn có thêm một chủ nhân. Được, tôi đồng ý với ông. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Trần Đức gật đầu, anh cũng không phải loại người tùy tiện dùng thực lực của người khác, rèn sắt cũng phải dựa vào bản thân, những thứ bên ngoài dù có mạnh, cuối cùng cũng không phải là của mình, anh biết rõ điều này. Yêu Hoàng, tôi hứa với ông, chưa đến lúc nguy cấp, chưa đến lúc quan trọng, tuyệt đối không cần ông ra tay, thực lực của ông, tôi chỉ dùng để bảo vệ tính mạng. Ngoài ra, tỏi còn hứa với ông một chuyện, một khi ấn ký thiên tâm của tôi được thức tỉnh, sẽ lập tức giải thoát cho ổng khỏi tượng đồng. Được, Thiên Yêu Hoàng rất tán thành, nếu ngày nào đó cậu làm trái lời ngày hôm nay, lão phu có chết cũng sẽ không giúp cậu. Lão Yểu Hoàng yển tâm, Trần Bát Hoang tôi đã nói ra một lời thì tứ mã nan truy. Trần Đức cất giọng âm vang, sau đó chuyển giọng, vậy mời Lão Yêu Hoàng tạm thời ở trong tiểu thế giới của tôi, hàng ngày, tôi sẽ dẫn nguyên khí hỗn độn đến tiểu thế giới. Ừm, Lão Yêu Hoàng đồng ý, nhưng được biết Trần Đức có tiểu thế giới, vẫn rất bất ngờ, càng thêm chắc chắn cậu nhóc trước mặt là yêu nghiệt. Liền sau đó, Trần Đức vung tay, thu Lão Yêu Hoàng vào trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới được anh chia thành ba, một chỗ dành cho yêu hoàng, một chỗ dành cho linh lung, một chỗ khác dành cho tiểu y. Chỗ này cũng là chỗ mà Trần Đức định dùng để tạo ra một thế nhỏ thực sự, sau này dành cho bạn bè, các anh em ở địa cầu, vân tiêu giới của anh vào ở. Cậu nhóc, nói cậu ngốc ấy, thì thiên phú của cậu vừa yêu nghiệt, vừa thông minh, nói cậu thông minh, thì bản thân cậu lại không biết bị người ta giám sát, ha ha. Ai ngờ lão yêu hoàng vừa vào trong tiểu thế giới, bỗng lẻn tiếng nói không hề báo trước. Lời nói đột ngột khó hiểu của thiên yêu hoàng khiến Trần Đức giật mình. Giám sát, lão yêu hoàng, ông có ý gì? Cậu bị người ta để lại một tia thần thức trong cơ thể, e là mọi hành động của cậu luôn bị người khác kiểm soát. Lão yêu thần nói, cũng may trong sơn động này có bí pháp, cho dù thần thức này thăm dò được gì, cũng tạm thời không truyền ra ngoài được. Trần Đức cau mày, không nói một câu, bắt đầu tìm thần thức mà lão yêu hoàng nói. Quả nhiên trắng mấy chốc, khoảng một phút, Trần Đức đã tìm được. Đó là một tia thần thức rất yếu, trốn tránh, ghé thân lên một thần kinh nguyên của anh. Thần kinh nguyên nhỏ đến thế nào? Trong cơ thể Trần Đức, ít nhất có đến mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu thần kinh nguyên, anh cũng không rảnh rỗi đến mức đi đếm, tóm lại có rất nhiều, mà thần thức đó, chỉ có một thần kinh nguyên nhỏ bé như vậy. Không cảm nhận kỹ, thì không thể phát hiện ra. Mà Trần Đức rất quen thuộc với khí tức trên đó. Giống hệt với Trần Nguyên Vũ. Đúng rồi, nhất định là ông ta. Tìm được tia thần thức đó, Trần Đức dần nó ra khỏi cơ thể, nắm trong tay, lẩm bẩm. Tia thần thức này càng khiến anh xác chắn Trần Nguyên Vũ đang nhòm ngó ấn ký thiên tâm. Nếu không, ông ta không có lý do để lại thần thức, đương nhiên, cũng không có lý do giữ lại mạng của Trần Đức. Người đáng cấp như Trần Nguyên Vũ đế lại thần thức, Trần Đức không phát hiện ra cũng rất bình thường. Ngay cả Linh Lung cũng không phát hiện ra. Bành! Tia thần thức đó, như ngọn lửa le lói dập tắt tại chỗ. Nhà họ Trần ở thế giới Đại Thiên. Trong cung điện trên một hòn đảo rộng lớn nổi trên không trung, Trần Nguyên Vũ đang uống trà, thưởng trà bỗng giật mình. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Một tháng nay thần thức mất tin tức. Không thể truyền tin về, bị ngăn cách, Trần Nguyên Vũ không cảm ứng được gì. Nhưng ông ta biết rõ, thần thức mà ông ta đế lại vẫn còn. Nếu nó bị hủy, bất luận là ở đâu, bất luận có bị ngăn che hay không, ông ta cũng cảm ứng được, dù sao. Đó cũng là một phần tính mạng của ông ta. Nhưng bây giờ ông ta cảm nhận rõ ràng, tia thần thức đó bị hủy. Phát hiện ra rồi ư. Trần Nguyên Vũ cau mày,
sau đó đứng lên đi. Bành! Tia thần thức đó, như ngọn lửa le lói dập tắt tại. Chỗ! Nhà họ Trần ở thế giới đại thiên. Trong cung điện trên một hòn đảo rộng lớn nổi trên không trung, Trần Nguyên Vũ đang uống trà, thưởng trà bỗng giật mình. Một tháng nay thần thức mất tin tức, không thể truyền tin về, bị ngăn cách, Trần Nguyên Vũ không cảm ứng được gì. Nhưng ông ta biết rõ, thần thức mà ông ta đế lại vẫn còn. Nếu nó bị hủy, bất luận là ở đâu, bất luận có bị ngăn che hay không, ông ta cũng cảm ứng được, dù sao. Đó cũng là một phần tính mạng của ông ta. Nhưng bây giờ ông ta cảm nhận rõ ràng, tia thần thức đó bị hủy. Phát hiện ra rồi ư. Trần Nguyên Vũ cau mày, sau đó đứng lên đi đến trước một tòa nhà cổ xưa, cũng không thông báo, trực tiếp đẩy cửa đi vào. An Nhã Hy đang tu luyện bên trong. Một bóng dáng xinh đẹp, duyên dáng uyển chuyển, tuyệt mỹ, không gì sánh được, một khuôn mặt vừa có hương vị nho nhã của phụ nữ phương Đông, vừa có vẻ mê hoặc và phóng khoáng của phụ nữ phương Tây, dáng người đường cong tinh tế. Thế giới đại thiên, người người tu luyện, gần như không có phụ nữ xấu, An Nhã Hy tuyệt đối là người xuất sắc nhất trong các mỹ nữ, bất luận là khí chất, dáng người, đều đẹp như tranh, như tiên. Nhã Hy, phiền cô vất vả nghĩ cách tiếp cận Trần Bát Hoang, một khi ấn ký của cậu ta thức tỉnh, lập tức thông báo với tôi. Trần Nguyên Vũ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt rất lạnh nhạt. Vâng, thưa chủ nhân. An Nhã Hy không hề nghi vấn gì với sự sắp xếp của Trần Nguyên Vũ. Lập tức biến mất rời đi. Người đâu? Đợi cô ta đi hoàn toàn đi khỏi, Trần Nguyên Vũ hô một tiếng, vừa dứt lời, phía sau ông ta xuất hiện một người, đó là một ông lão trông khoáng năm 60 tuổi, quỳ một chân dưới đất. Ông hãy đến địa cầu, đưa một cô gái tên là Tống Ngữ Yên lên đây cho tôi. Trần Nguyên Vũ cũng không quay đầu ra lệnh. Chủ nhân, người địa cầu quá yếu, đừng nói thế giới đại thiên, cho dù thế giới như Vân Tiêu giới. Bọn họ cũng không chịu nổi, e rằng còn chưa đưa lên đây, cô ta đã chết rồi. Ông ta nói. Trần Nguyên Vũ lấy ra một chiếc túi càn khôn, vứt vào trong tay ông ta, trong này có một ít đan dược, mặc dù luyện đốt cháy giai đoạn, nhưng cũng đủ để cô ta nhanh chóng tăng cấp, đi đi. Vâng. Ông lão nhanh chóng rời đi. Từ sau khi Trần Nguyên Vũ gặp Trần Đức, một tháng nay, vẫn luôn điều tra một số chuyện liên quan đến anh. Thế giới đại thiên rất cỏ điều tra, ông ta trực tiếp thò tay vào địa cầu. Đâu thể ngờ được, Tống Ngữ Yên của Hoa Hạ địa cầu đã là một người siêu cấp, xếp thứ nhất bảng xếp hạng nhà giàu, người của ông ta dễ dàng điều tra được Tống Ngữ Yên có quan hệ khá mật thiết với Trần Bát Hoang. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Trần Nguyên Vũ không muốn ra tay với người địa cầu, dù sao cũng chỉ là một đàn kiến mà thôi, ông ta rất khinh thường, nhưng bây giờ xem ra. Vì để che giấu, ông ta phải bóp dùng đến con bài trong tay. Trần Bát Hoang à Trần Bát Hoang, ban đầu bố của mày vì một người phụ nữ mà lựa chọn cái chết, không biết mày thì sẽ thế nào. Trần Nguyên Vũ ngước nhìn bầu trời, khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh lùng. Ở hải tộc, Trần Đức đã kể những chuyện liên quan đến anh với nhà họ Trần và Trần Nguyên Vũ cho Thiên Yêu Hoàng. Sự việc đến hiện giờ, mối thù giữa anh và Trần Nguyên Vũ cũng không cần phải giữ bí mật. Sớm muộn Thiên Yêu Hoàng cũng sẽ biết, hơn nữa, sau này đến nhà họ Trần, có khả năng anh vẫn phải dựa vào Thiên Yêu Hoàng. Nhà họ Trần ư, gia tộc này cũng có lịch sử lâu đời, bề ngoài là thế gia viễn cổ, thực chất còn xa xưa lâu đời hơn, chí là nhà họ Trần lúc đó không được thịnh vượng như ngày nay, căn cơ nhà họ Trần cực kỳ thâm sâu, vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Lão Yêu Hoàng nói, cậu nhóc, phải tranh thủ mau chóng tăng thực lực, hiện giờ. E rằng đa số người nhà họ Trần còn chưa biết cậu có ấn ký thiên tâm, một khi bị người khác biết, có thể sẽ có nhiều người ra tay với cậu hơn, đến lúc đó, gặp phải một số lão quái vật, cảnh giới của cậu không ổn, chỉ có thể hưởng một phần thực lực rất ít của tôi cũng không bảo vệ được cậu. Tôi hiểu, quen biết Linh Lung lâu như vậy, anh biết rõ, cho dù lão Yêu Hoàng rất mạnh, nhưng nếu bản thân anh không đủ mạnh, cũng không hưởng được bao nhiêu thực lực. Giống như một chiếc máy tính xem được các loại cơ mật, các loại tài liệu, muốn lấy tài liệu trong đó đi thì phải cần một thẻ nhớ dung lượng lớn. Nếu không đủ dung lượng, cố tải xuống, không chí không có được nội dung gì, ngược lại còn trâng tay. Mượn sức mạnh của Thiên Yêu Hoàng cũng theo nguyên tắc như vậy, nếu vượt qua sức chịu đựng, cố mượn, sẽ bị nổ cơ thể mà chết, không chỉ chết, mà còn liên lụy đến Thiên Yêu Hoàng. Nói cho cùng, rèn sát phản phải dựa vào bản thân.
Nếu không, tất cả đều là giả. Đi thôi, ra ngoài và chào hỏi ba ông già đó. Thiên Yêu Hoàng nói, sống ở đây mấy vạn năm, cũng nên ra ngoài hoạt động gân cốt rồi. Đi ra khỏi sơn động. Cơ Vô Thượng, Cơ Vô Hải, Cơ Vô Không đều có mặt. Cơ Vô Thượng vẫn luôn đợi ngoài cửa, còn hai người Cơ Vô Hải, Cơ Vô Không cũng đã đợi ở đây hơn nửa tháng. Nhìn thấy Trần Đức đi ra, ba người Cơ Vô Thượng liền ngẩn người. Một tháng trôi qua, bọn họ có thể phát hiện rõ ràng, Trần Đức mạnh hơn khá nhiều so với một tháng trước. Cơ Vô Thượng lên nghênh đón đầu tiên, mang theo kỳ vọng nói, cậu Trần, thế nào rồi? Phá được phong ấn của hồn tố chưa? Tuy bọn họ không hiểu tại sao hồn tổ nhất định muốn đế Trần Đức phá phong ấn, nhưng bất luận là nguyên nhân gì, hồn tổ đã nói, chỉ cần phá được phong ấn thì sẽ giúp họ tăng thực lực. Cho nên trong lòng ba người rất căng thẳng, rất mong đợi, nhìn chằm chằm Trần Đức, lòng bàn tay toát mồ hôi. Hơn một vạn năm rồi, đã hơn một vạn năm kể từ lần đột phá trước, hơn một vạn năm nay, ba người lúc nào cũng nghĩ đến đột phá. Thấy đã đến giới hạn của cảnh giới khai thiên, ba ông lão bọn họ sắp phải về với trời đất, nếu còn không đột phá, thì phải cưỡi hạc về trời rồi. Người duy nhất có thể khiến bọn họ đột phá chính là hồn tổ. Đáng tiếc, hồn tổ ở trong hải tộc bọn họ mấy vạn năm rồi, mấy vạn năm nay, ngoại trừ thỉnh thoảng tâm trạng tốt thì truyền cho họ mấy câu, vốn không quan tâm bọn họ. Nhưng bọn họ lại không thể không coi hồn tổ là lão tổ tông, hầu hạ như hầu bố, không vì gì khác, thứ nhất đó là di nguyện của tiên tổ, ba người không dám không tuân theo. Thứ hai thỉnh thoảng hồn tổ truyền ra một hai câu, thực lực của họ sẽ mạnh lên, tăng mạnh về chất. Cho nên, bọn họ đặc biệt hy vọng hồn tổ có thế. Đột phá phong ấn, như vậy bọn họ mới có thế sống tiếp. Ba ông già, đúng lúc bọn họ kỳ vọng, giọng của hồn tổ trực tiếp truyền ra từ trong cơ thể của Trần Đức, lập tức, ba người sững sờ, vội vàng khom lưng hành lễ, đồng thanh, hồn tổ. Tạm thời chưa giải được phong ấn, nhưng từ nay về sau, tôi sẽ không ở lại trong sơn động nữa, phải rời khỏi đây cùng Trần Bát Hoang. Thiên Yêu Hoàng từ từ lên tiếng. Hồn tổ nói ra lời này, ba người lập tức thôn người. Một mặt, là vì chưa giải được phong ấn, bọn họ cũng không có được cơ duyên, mặt khác, là vì hồn tổ nói muốn đi cùng Trần Đức. Phải biết rằng, trong mấy vạn năm ông ta sống ở hồn tộc, tiên hiền các đời của hải tộc đã từng nói muốn đưa ổng ta rời đi, sông pha bên ngoài. Nhưng hồn tổ đều trực tiếp từ chối. Hơn nữa, lý do từ chối khá dứt khoát, nhẫn tâm. Các ông, quá yếu, không xứng. Chỉ sáu chữ, đến nay ba người vẫn còn nhớ. Còn bây giờ hồn tổ lại muốn đi cùng Trần Đức. Điều này cho thấy hồn tổ đã để ý đến tiềm lực của Trần Bát Hoang. Ba người kinh hãi. May mà một tháng trước hồn tổ gọi thẳng tên Trần Bát Hoang, nếu không lúc đó bọn họ rất có khả năng sẽ ra tay. Lúc đó, sẽ không thể kết tình bằng hữu với Trần Đức, mà sẽ thành kẻ thù. Người được hồn tổ để ý tiềm lực thành thù với hải tộc, thì hậu quả, ba người không dám nghĩ nhiều rồi sẽ toát mồ hôi lưng. Tuy tạm thời chưa giải được phong ấn, ta sắp phải rời đi, cho nên ta sẽ ban cho các ông một cơ duyên như đã nói trước đó. Trần Đức cảm nhận rõ ràng một luồng lực mạnh mẽ rơi về phía ba người. Ba người các ông có thể dựa vào địa tiêu đi tìm nơi đó bế quan, đồng thời tu luyện thần thông tôi cho mấy người, sau đó sẽ tự đột phá. Thiên Yêu Hoàng nói nhẹ như bay. Vâng, đa tạ hồn tổ. Ba người mặt đỏ tới mang tai, kích động đến mức sập quỳ xuống đất, khom lưng cúi đầu 90 độ, như đệ tử học sinh trung thành. Nào còn có một chút xíu mặt mũi như cấp trên trước mặt đám người hải tộc đây. Tiếp đó, bọn họ không có bất kỳ do dự, thi triển bí pháp không gian, cùng Trần Đức và Thiên Yêu Hoàng rời khỏi mảnh đất bí mật, xuất hiện trong rừng núi lúc đầu dẫn Trần Đức tới đây. Sau đó, ba người Cơ Vô Thượng liền vội vã cáo từ, trực tiếp rời khỏi hải tộc. Trên đường, Linh Lung nói với Trần Đức, cô ta muốn bế quan. Tu luyện hồi thiên một lần nữa. Lần trước, bởi vì Trần Tử Phi, cô ta từ bỏ giữa đường, thức tỉnh giúp đỡ Trần Đức, thần hồn chịu tổn thương cực lớn, tu luyện hồi thiên giữa đường lại bị hủy bỏ. Lần này, có Lão Yêu Hoàng giúp đỡ Trần Đức, cô ta không còn bất kỳ ràng buộc nữa, có thể yên tâm tu luyện hồi thiên, hồi phục thản xác. Trần Đức cũng đồng ý, nhắc đến chuyện này cũng trách anh, nếu không phải vì anh, Linh Lung đã khôi phục thể xác từ lâu rồi ấy chứ. Tên nhãi, cậu có thể rời khỏi hải tộc.
nơi này quá rác rưởi, 7 giờ mục tiêu chủ yếu của cậu là đề thăng cảnh giới, ở đây không có ích lợi gì, chúng ta đi một chuyến đến đảo Định Thiên. Giọng nói của Thiên Yêu Hoàng vang lên, ông ta hy vọng Trần Đức có thể nhanh chóng đề thăng hơn bất kỳ ai khác. Đảo Định Thiên. Trần Đức cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nghĩ ngợi một chút, anh đã nhớ ra. Ban đầu, người bảo vệ Vân Tiêu giới là Mục Thương bỏ mình, có 3 người đảo Định Thiên đến tìm anh gây phiền phức. 3 người tên gì nhỉ? Đúng rồi. Thương Lan, Lâm Không, Vân Tịch Giao. Trong đó, Lâm Không đã chết trên tay anh. Còn Thương Lan và Vân Tịch Giao cũng không tệ, Vân Tịch Giao còn từng đề nghị anh tới Đại Thiên Thế Giới, cho anh một bức thư tiến cử, còn mời anh gia nhập đảo Định Thiên. Chỉ có điều, lúc đột phá vị trí đã xảy ra vấn đề, thư tiến cử không dùng đến, tới nay anh vẫn còn giữ. Đi đảo Định Thiên làm gì, đảo Định Thiên ở Đại Thiên Thế Giới đâu có tính là thế lực lớn. Trần Đức kỳ quái hỏi. Đi để trở nên mạnh mẽ. Thiên Yêu Hoàng cười hi hi nói, đương nhiên, người đẹp ở đảo Định Thiên không ít, nếu cậu nhìn chúng thì có thể dẫn mấy người đi. Được. Trần Đức khẽ mím cười. Anh không lập tức rời khỏi hải tộc, lúc đến hải tộc quá vội, còn chưa kịp thăm hỏi bố mẹ Cơ Tuyết. Ngoài ra, anh cũng nên đi xem Đoàn Phong Trần có giải hết độc cho bố Cơ Tuyết không. Nghĩ tới đây, Trần Đức tảng tốc đi về phía ngoài núi rừng. Công tử, cuối cùng cậu đã ra rồi. Anh vừa ra khỏi dãy núi thì một người đàn ông trung niên liền vội vã chạy tới. Trần Đức nhìn ông ta, địa vị của ông ta ở hải tộc rất cao, hình như là chấp sự. Thực lực cũng không tệ, sắp đến cảnh giới phân hư. Công tử, tôi là chấp sự của hải tộc, tên Cơ Như Vận. Cơ Như Vận khom người hành lễ, nói tiếp. Công tử, mau theo thỏi đến cung Hải Vương, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Trần Đức hỏi. Tính toán thời gian, Cơ Tuyết đã là tộc trưởng hải tộc, nghi thức đội mũ chắc cũng tổ chức rồi mới đúng, còn xảy ra chuyện gì đây? Hơn nữa nhìn dáng vẻ rất gấp gáp. Một tháng trước, không phải cậu đã bảo Đoàn Phong Trần giải độc cho bố tộc trưởng, cũng chính là đại trưởng lão bây giờ sao? Ai ngờ Đoàn Phong Trần nói với sức lực của mình hắn thì không giải quyết được, phải thông báo với người nhà hắn để hợp lực giải độc. Tộc trưởng vốn tưởng rằng hắn nhìn thấy thực lực của cậu, cũng nhìn qua thực lực của 3 vị đại tổ tiên thì sẽ không dở trò nữa, vì vậy theo lời hắn nói, mời người nhà họ Đoàn đến. Cơ Như Vận vừa đi vừa nói. Chắc hắn đã sớm thông báo người nhà họ Đoàn qua rồi hả? Nếu nhớ không nhầm, ngày đó mới vừa ra khỏi đảo Khốn Long, Đoàn Phong Trần đã thông báo với người nhà họ Đoàn, mặc dù hắn ta làm rất bí mật, nhưng vẫn không thể nào tránh được con mắt của Trần Đức. Vâng, người thông báo vừa mới ra ngoài hải tộc thì phát hiện người nhà họ Đoàn đúng lúc đã. Đến đây, Cơ Như Vận nói, rồi mời bọn họ vào. Kết quả thì sao, bọn họ không giải độc cho bác trai. Trần Đức hỏi, cũng không phải, quả thật bọn họ đã giải độc cho trưởng lão, sau đó liền rời đi. Kết quả là chưa tới một ngày, độc của đại trưởng lão lại tái phát, lần này suýt chút nữa muốn lấy mạng của ông ấy. Tộc trưởng phái người đến nhà họ Đoàn hỏi nguyên nhân, kết quả lần này đến, không những không giải độc, còn muốn khiêu chiến với cậu, nếu không thì sẽ đổ sát cả hải tộc. Đổ sát cả hải tộc, nhà họ Đoàn tìm được chỗ dựa rồi. Muốn lấy mạng tôi. Trong lời nói của Trần Đức lộ ra vài tia lạnh lẽo. Đoàn Phong Trần đã nhìn thấy qua thực lực của anh, cũng đã nhìn thấy 3 vị trưởng lão của hải tộc. Với bản lĩnh của nhà họ Đoàn, muốn đổ sát hải tộc, đúng là chuyện cười. Huống chi, hải tộc cũng sẽ không ngu xuẩn để một đám người đi vào. Nói cách khác, nhà họ Đoàn có thể nói ra lời ngông cuồng như vậy, nhất định là có chỗ ỷ lại, hơn nữa còn vô cùng có lòng tin. Dù sao thì nơi này là hải tộc, muốn thanh trừng hải tộc ngay tại đây, độ khó liền giống như một phạm nhân muốn cứu một phạm nhân khác ở trong nhà giam ra khỏi ngục vậy. Công tử, cậu nói không sai, nhà họ Đoàn quả thật có chỗ ý lại. Cơ Như Vận cẩn thận nói, bọn họ đắp tìm đến Bát Nguyên Tông của Tây Hải, hơn nữa người hôm nay tới là tông chủ Kim Tứ Hải, cũng chính cái tên Kim Tứ Hải này công khai khiêu chiến cậu. Ông nói tường tận cho tôi biết, Kim Tứ Hải này rốt cuộc có lai lịch gì. Trần Đức nói, hải tộc, đại điện cung Hải Vương. Đại điện vô cùng rộng rãi, lúc này trong điện có hơn 1.000 người đang đứng. Hơn 1.000 người này là những người mạnh nhất hải tộc. Do Cơ Tuyết dẫn đầu, bao gồm 20 trưởng lão,
6 chấp sự, hơn 1.000 cường giả cảnh giới hóa đạo, hợp đạo. Trong không khí tràn ngập một luồng khí tức sơ sát tiêu điều. Đối diện bọn họ có 5 người đang đứng. 3 người đàn ông trung niên, 2 cậu thanh niên tướng mạo trẻ tuổi. Trong đó có một nam thanh niên, không ai khác chính là Đoàn Phong Trần, khóe miệng Đoàn Phong Trần tràn đầy đắc ý, mà người trẻ tuổi bên cạnh hơn ta là tông chủ của Bát Nguyên Tông, Kim Tứ Hải. Hắn rất trẻ, tuổi tác cũng chỉ hơn 300 tuổi, tuổi này trong đại thiên thế giới cơ bân đã thuộc về thế hệ trẻ, người cũng như tên, toàn thân hắn mặc áo giáp màu vàng kim chói mắt, tương đối phách lối. 3 người trung niên, một người trong đó là bố của Đoàn Phong Trần. Gia chủ nhà họ Đoàn, Đoàn Long Sinh. 2 người còn lại thì là người Kim Tứ Hải mang tới. 5 người đều rất mạnh, đặc biệt là Kim Tứ Hải, khí thế như rồng, gần như áp đảo mang tính nghiền ép tất cả mọi người có mặt tại đây, trạng thái cũng khoa trương và ung dung hơn bất kỳ ai. Rõ ràng có thể thấy được. Tay hắn còn đang rỉ máu, từng giọt máu rơi xuống đất cực kỳ nhức mắt. Máu kia không phải của hắn. Bên chân hắn có một lão giá đã chết đang nằm đó, là tam trưởng lão cơ hoa của hải tộc Tây Hải. Ông ta chết rồi. Bị chết rất thảm, cũng rất nhục nhã, cả khuôn mặt đều mơ hồ, không có chỗ nào hoàn chỉnh, máu tươi gay mũi chảy ra ngoài như thác nước. Cái tên tam trưởng lão này của các người cũng chỉ như vậy thôi à. Có chút bản lĩnh mà còn dám xúc phạm tôi. Kim Tứ Hải nhìn máu tươi tanh ngòm trên tay, cực kỳ thích thú. Nói xong. Còn ngang nhiên giơ một chân dẫm lên người cơ hoa ngay trước mặt đám người cơ tuyết, một tiếng, bụp, vang lên, toàn thân cơ hoa nổ tung, máu thịt tung tóe. Hành động của hắn quả thật không hề có chút kiêng kỵ. Phải biết rằng nơi này là hải tộc, cung hải vương này là trung tâm quyền lực của hải tộc, giống như hoàng cung của hoàng đế. Mà bây giờ, Kim Tứ Hải đứng ở đại điện cung hải vương, ngay trước mặt đám cường giả hải tộc, đạp chết tam trưởng lão của hải tộc. Cảnh tượng như vậy quả đúng là một tát bôm bốp vào mặt toàn bộ hải tộc này. Sắc mặt của từng người trong hải tộc cực kỳ khó coi. Nhưng, bọn họ không còn cách nào, thật sự hết cách. Bát Nguyên Tông đứng hàng thứ 16 trong tông môn thế lực, gia tộc Tây Hải. Mặc dù Kim Tứ Hải trẻ tuổi, nhưng hắn lại là tông chủ của Bát Nguyên Tông. Cảnh giới, cố bản 8 giai, so với tộc trưởng trước Cơ Trường Vân, còn cao hơn cả một đại cảnh giới. Vừa rồi vì cơ hoa chất vấn một câu với Kim Tứ Hải, nói hắn nhất định sẽ bị báo ứng. Kết quả, Kim Tứ Hải liền ra tay không chút dấu hiệu. Một quyền che mặt cơ hoa, toàn bộ quá trình chưa tới 3 cái hít thở, cơ hoa bỏ mạng tại chỗ, không có bất cứ oán niệm gì. Cơ tuyết mặt như giấy trắng, đầy khó coi, ánh mắt đỏ tươi, vừa nhậm chức liền gặp phái ké địch mạnh như vậy, dù ngày thường cô ta có bình tĩnh như thế nào thì trong đầu cũng trống rỗng. Hỗn độn, trong thời gian ngắn tạm thời mất đi tư duy. Chậc chậc, đây chính là tộc trưởng hải tộc sao, con mẹ nó đúng là rác rưởi, tôi xem nào, chậc chậc, vừa mới đến cảnh giới quy nguyên, hải tộc đúng là ngày càng tệ. Kim Tứ Hải đùa cợt liếc nhìn cơ tuyết, không chỉ có thực lực không đủ, ánh mắt cũng không ổn, còn nhìn chúng cái tên Trần gì đó nhỉ, ồ, đúng, là Trần Bát Hoang. Ha ha, đứa con nuôi Đoàn Phong Trần của tôi rốt cuộc có cái gì không tốt, hả? Trong đại điện mênh mông, tất cả đều tràn đầy giọng nói phách lối châm chọc của Kim Tứ Hải. Cơ tuyết, sao hả, không ngờ bố nuôi tôi sẽ đích thân tới nơi này sao? Đoàn Phong Trần cười gằn, có Trần Bát Hoang làm chỗ dựa, hải tộc các người không phải rất phách lối sao? Hả, phách lối tiếp đi, Trần Bát Hoang đâu? Hắn không dám đi ra, rùa rụt cố hả? Đoàn Phong Trần, cơ tuyết vừa lấy lại tinh thần từ trong chấn động và cái chết bi thương của tam trưởng lão. Cô ta cắn giảng nói, anh thật là một tên thiếu nhân hèn hạ, Bát Hoang tha cho anh một mạng, anh liền đối xử với chúng tôi như vậy. Đây chính là chỗ tôi xem thường anh kém xa so với Trần Bát Hoang, cho dù anh mời tới bố nuôi anh hay ông nuôi anh cũng được, anh ở trong lòng tôi chính là một tên tiểu nhân, mãi mãi là thiếu nhân. Cơ, tộc trưởng, đừng làm loạn. Cơ Trường Vân nghe thấy tiếng mẳng của cô ta, sợ đến mức mí mắt không ngừng nhảy. Nếu đắc tội chết với Đoàn Phong Trần và Kim Tứ Hải, hôm nay hải tộc bọn họ tuyệt đối khó thoát khỏi một kiếp. Nhịn, bây giờ chúng ta phải nhịn. Cơ Trường Vân thấp giọng nói, chờ 3 vị lão tổ đến đây, nhất định có thể giải quyết chuyện này. Đúng vậy, tộc trưởng. Tộc trưởng, nếu cô còn như vậy, khả năng hải tộc sẽ máu chảy thành sông đấy. Mấy trưởng lão còn lại cũng truyền âm thần thức,
trong đó không thiếu mấy vị trưởng lão ban đầu ủng hộ Cơ Tuyết. Không còn cách nào khác, Kim Tứ Hải quả thực quá mạnh mẽ. Chỉ một chiêu giết chết Cơ Hoa đã khiến bọn họ kinh hãi rồi, trước khi ba vị lão tổ hải tộc xuất hiện, bọn họ không muốn đố máu thêm nữa. Phong Trần, không phải con thích cô gái này sao? Ha ha, nói cho con biết, trên thế giới này không có thứ gì mà thực lực không thể chinh phục. Nói đến đây, Kim Tứ Hải trực tiếp lấy thần hồn phát âm, giọng nói u sầu vang khắp hải tộc, hôm nay người làm bố nuôi này muốn giúp con đòi lại công bằng, nếu tên Trần Bát Hoang kia không ra, giống con rùa rụt cổ, không dám chấp nhận khiêu chiến với bổn tôn, vậy được, Phong Trần, trước mặt hơn 1000 trưởng lão, chấp sự của hải tộc, con cứ hành quyết tộc trưởng Cơ Tuyết này đi, cho cô ta chân chính trở thành người phụ nữ của con, để cô ta sinh cho con một đứa con trai. Đi đi, ai dám ngăn cản, Kim Tứ Hải này giết kẻ đó. Lời nói cực kỳ phách lối, sỉ nhục không chút che giấu truyền khắp toàn bộ hải tộc. Bên ngoài cung hải vương, hơn 30 triệu. Võ giá đang chờ đợi bên ngoài bất cứ lúc nào cũng đợi lệch, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, trở nên trắng bệch, nặng nề, phẫn nộ. Kim Tứ Hải quá ngông cuồng. Cố ý ra chỉ hồn lực, gia tăng âm thanh, ngay trước mắt 30 triệu người hải tộc, trước mặt 1000 người mạnh hàng đầu hải tộc. Người đó để đoàn Phong Trần hành quyết Cơ Tuyết tại chỗ. Ai mà biết hành quyết tại chỗ trong miệng Kim Tứ Hải là ý gì? Làm nhục. Đây là sỉ nhục trắng trợn. Đừng nói Cơ Tuyết bây giờ là tộc trưởng hải tộc, dù là người bình thường trong hải tộc hắn cũng làm như vậy, cũng hoàn toàn là đang làm nhục, chà đạp lên tôn nghiêm của hải tộc. Kim Tứ Hải, mẹ kiếp. Nơi này là hải tộc, không cho phép mày liều lĩnh. Liều mạng, hôm nay ông đây có liều cái mạng. Này cũng phải giết hắn. Thế hệ trẻ hải tộc bùng nổ, phẫn nộ. Bọn họ rất trẻ, liều lĩnh không sợ hãi, từng người tay cầm binh khí, nguyên khí sục sôi như nước sôi, trực tiếp vọt vào cung hải vương, sát ý ngất trời. 30 triệu người, trong đó có ít nhất 4-5 triệu người lần lượt xông vào đây. Nhiều kiến có thể nuốt voi, đáng tiếc, chúng mày là kiến, tao lại không phải voi, mà là thần của chúng mày. Kim Tứ Hải xoay người, cười gằn với người đang xông tới. Rồi sau đó nâng cánh tay. Áo giáp màu vàng trong nháy mắt bao lấy quả đấm của hắn ta. Một quyền như đạn đại bác đánh ra. Ầm ầm. Hắn và đám người ngoài cung hải vương cách nhau 600-700 mét, nhưng đối với hắn mà nói, 600-700 mét hoàn toàn không phải khoảng cách. Một quyền xuất ra, không gian nổ vang, nước biển ngoài hải tộc cũng bị khuấy đảo, xuất hiện từng trận sóng trào, nổ tung giống như bom nguyên tử. Đoàng! Trong nháy mắt xông về phía người đứng trước, như bị sét đánh, hơn 10.000 người trực tiếp tan thành mây khói, mấy trăm ngàn người chết tại chỗ, trên 1 triệu người bị thương nặng, máu cháy thành sông, từng tiếng kêu thảm thiết rên rỉ không dứt. Một quyền kia giống như là hỏa tiền nổ tung trong đám người, trong nháy mắt. Các tu sĩ trẻ tuổi khí huyết đang sôi trào liền ngây ra tại chỗ, suy tư trở nên hỗn độn. Mấy triệu người? Là mấy triệu người đó? Cuối cùng không chống cự nổi một quyền của Kim Tứ Hải. Thực tế tàn khốc như vậy giống như sấm rơi xuống người tu sĩ trẻ tuổi khí huyết đang sôi trào, bọn họ sợ rồi, thật sự là sợ. Cường giả cấp bậc như Kim Tứ Hải, thật, sự không thể chọc nối bọn họ. Đây chính là võ giả đẳng cấp nghiêm khắc. Chênh lệch. Một trời một vực. Tôi nói rồi, ai dám ngăn cản, Kim Tứ Hải tôi sẽ giết. Thu hồi quyền, Kim Tứ Hải cười đắc ý, nhìn biểu hiện của đám tiểu lâu la của hải tộc, hắn rất hài lòng. Hắn chỉ thích nhìn những con kiến hôi kia mang dáng vẻ hận muốn giết hắn, nhưng lại không làm gì nối, phẫn nộ đến điên cuồng. Đương nhiên, mục đích chuyến đi này của hắn chủ yếu vẫn là muốn gặp Trần Bát Hoang. Mọi thứ bên ngoài đều rơi vào mắt Cơ Tuyết. Cả người cô ta không được ổn, lòng đang rỉ máu. Cô ta là tội nhân. Nếu không phải do cô ta quá yếu, quá bất tài, hải tộc. Sẽ không đến nỗi như vậy. Chết mấy trăm ngàn người rồi. Bọn họ đều là thế hệ trẻ của hải tộc, là hy vọng trong tương lai. Cơ Tuyết bật khóc, hai hàng lệ trong suốt cháy xuống, cảm xúc cực kỳ bất ổn. Còn có ai muốn bảo vệ Cơ Tuyết? Ai dám đánh nhau với tao? Kim Tứ Hải cười gằn. Cực kỳ phách lối ngông cuồng, gần như là vô pháp vô thiên. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ cung hải vương, thậm chí là toàn bộ hải tộc, đối mặt với phách lối của Kim Tứ Hải cũng không thể làm gì được. Ai dám cùng hắn đánh một trận,
bây giờ ai đánh nhau với hắn, người đó phải chết. Ai đứng ra, con mẹ nó chính là nộp mạng. Để lão phu thử lĩnh giáo một chút với tông chủ Kim. Lúc này, tất cả mọi người đều không ngờ người bên cạnh Cơ Tuyết, tộc trưởng trước, hiện đám. Nhiệm chức nhị trưởng lão, Cơ Trường Vản lại đứng ra. Giọng ông ta hơi run rẩy, bước chân có chút không ổn định. Không khó nhìn ra, ông ta cực kỳ kiêng kỵ, sợ hãi đối với Kim Tứ Hải. Nhưng, ông ta vẫn đứng ra. Nhị trưởng lão đừng mà, nhẫn nhịn, nhịn đến khi chờ cậu Trần quay về, chúng ta có thể được cứu. Mấy tên trưởng lão còn lại muốn khuyên ông ta, kéo ông ta lại, ngay cả Cơ Tuyết cũng lắc đầu nói, nhị trưởng lão, ông không thể đi, Đoàn Phong Trần muốn làm nhục tôi trước mặt mọi người, Cơ Tuyết tôi đơn giản chính là phải chết. Tộc trưởng, cô không thể chết, có cậu Trần mà, cô chính là hy vọng của cả gia tộc. Trong giọng nói của Cơ Trường Vân tràn đầy tĩnh lặng, kiên quyết, chục ngàn năm nay, hải tộc dưới thống ý ính của tôi thì ngày càng suy sụp, vô số anh tài yêu nghiệt đã rời khỏi hải tộc, đầu quân vào nơi khác, trách nhiệm này tôi khó mà thoái thác. Nhịn, tôi đã nhịn cả chục ngàn năm rồi, chính bởi vì nhịn, hải tộc hiện nay mới sa sút như vậy, mới có thế đế một Kim Tứ Hải đứng ỉa đái trên đầu bọn họ. Hôm nay, Cơ Trường Vân tôi không thể nhịn được nữa. Nguyên khí bùng nổ, áo bào Cơ Trường Vân bồng bềnh, râu tóc tung bay như thác nước, ông ta nhìn Kim Tứ Hải, tông chủ Kim, bố cậu cũng từng là người của hải tộc, hôm nay cậu lại đứng ở hải tộc diễu võ dương oai. Cơ Trường Vân tôi sẽ thay bố cậu dạy dỗ cậu. Ha ha ha, ha 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 ha. Cơ Trường Vân vừa dứt lời, trong cung Hải Vương liền xuất hiện tiếng cười lớn, là bố của Đoàn Phong Trần, Đoàn Long Sinh, giống như nghe thấy chuyện Thiếu Lâm, cười đến mức chảy nước mắt. Ha ha ha, không ổn, tôi cũng không nhịn được, lão già này tuổi đã cao mà còn đùa giỡn như vậy, thật là chết cười mất. Đoàn Long Sinh lau nước mắt, anh Kim, anh nghe thấy chưa, ông ta muốn thay bố anh dạy dỗ anh đấy. Ha, Kim Tứ Hải cười nhạt, tỏi cũng không điếc, ông ta muốn giáo huấn tôi hả, vậy cứ để cho ông ta giáo huấn. Kim Tứ Hải vừa dứt chữ, huấn. Đột nhiên, Cơ Trường Vân trực tiếp ra tay. Gần như là đánh lén. Trong lòng Cơ Trường Vân rất rõ, với thực lực cảnh giới hiện tại của mình, muốn đánh một trận chính diện với Kim Tứ Hải, không khác gì bướm bay vào lửa, bọ ngựa cản xe, tự tìm đường chết. Cho nên, ông ta không có bất kỳ do dự nào, nhân lúc Kim Tứ Hải phân tán, không có chú ý, dùng thần thuật không gian, bí mật đến trước mặt ông ta, tăng tốc ra tay. Một thanh trường kiếm đột ngột hiện ra, trực tiếp đâm Kim Tứ Hải với tốc độ không thể tin nổi. Cơ Trường Vân không động thì thỏi, động một cái liền vận dụng toàn lực. Ông ta không dám không vận dụng toàn lực. Trong không khí vang lên tiếng nổ ầm ầm, thanh kiếm kia như kiếm trời đâm thủng hư không, trực tiếp rạch ra một thông đạo hư không, xung quanh thân kiếm, không gian cũng rung chuyển, sụp đổ. Toàn bộ hài tộc dưới hành động của ông ta, giống như động đất, lảo đảo muốn ngã, cảnh tượng tương đối kinh khủng. Chỉ là đối với một kiếm mang theo thần uy vạn thiên vô cùng kinh khủng bất ngờ nhào đến, Kim Tứ Hải lại không hề có bất kỳ cảm xúc chập chờn, không có một chút thay đổi, bình tĩnh đến mức không thể tin nổi, khiến người ta kinh hãi. Thậm chí, một kiếm kia đã sắp đến đầu hắn, chỉ cách chưa đến một tấc ngắn ngúi, mí mắt hắn cũng không chớp. Ngay tại mũi kiếm, còn có thần uy vạn thiên, khi sắp chạm hoàn toàn vào hắn, cách còn có một phần tư tấc thì Kim Tứ Hải có động tác, mí mắt chớp chớp. Chỉ trong chớp nhoáng, hắn nâng một cánh tay lên. Tốc độ của Kim Tứ Hải cực kỳ nhanh, cái nâng tay này của hắn dường như đã đưa tốc độ xuất kiếm của Cơ Trường Vân trở nên cực kỳ chậm chạp. Trong một phần ngàn cái hít thở, kiếm của Cơ Trường Vân bị tay của Kim Tứ Hải mang theo quyền nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, thời gian dường như ngừng lại, không gian ngưng động, kiếm trong tay Cơ Trường Vân cách Kim Tứ Hải chỉ có một phần tư tấc, lúc này lại cứng rắn dừng lại. Sai một ly đi một dặm. Vốn dĩ đầu kiếm nên đâm xuyên đầu Kim Tứ Hải, nhưng ngay cả cọng lông cũng không làm bị thương. Sắc mặt Cơ Trường Vân thoáng chốc trầm xuống, còn khó nhìn hơn cả người chết, rợn tóc gáy. Lúc này, ông ta chỉ cảm thấy mình như bị một con hồng hoang mãnh thú phong tỏa, khóa kín, thay bố tôi dậy rồi tôi hả, ông già đến đâu? Quỳ xuống cho tôi. Rắc rắc. Trong nháy mắt, Cơ Trường Vân chỉ cảm thấy có hàng tỷ tỷ lực, vô số núi cao ép vào đầu vai, khí thế kinh khủng. Khiến linh hồn ông ta đều cảm thấy run rẩy. Một luồng lớn đập vào khớp nối hai đầu gối ông ta,
Cơ Trường Vân hoàn toàn không thế nào chịu đựng nổi, quỳ ngay tại chỗ, mặt đất đều nứt toác, vùi lấp xuống, mà kiếm trong tay cũng bị Kim Tứ Hải thuận thế cướp đi. Tất cả đều xảy ra chỉ trong hai ba cái hít thở, Cơ Trường Vân bại hoàn toàn. Một chiêu cũng không thế chống đỡ nổi, cứ quỳ trước mặt Kim Tứ Hải. Lão già kia, ông mà có tư cách dạy dỗ tôi. Phì. Dưới cùng của biểu mẫu. Kim Tứ Hải phun một bãi nước bọt lên mặt Cơ Trường Vân, tổn thương không cao, nhưng nhục nhã cực mạnh. Toàn thân Cơ Trường Vân run rẩy, lay động, không phải sợ, mà là giận. Loại nhục nhã này quả thật còn khó chịu hơn so với giết ông ta. Đáng tiếc. Ông ta đánh giá thấp Kim Tứ Hải rồi, tên nhãi này quả thật quá mạnh mẽ, mạnh đến mức Cơ Trường Vân tộc trướng trước như ông ta ở trước mặt hắn, ngay cả nguyên khí cũng không cách nào vận chuyển, cơ thể không tài nào nhúc nhích nổi. Lão già kia, có phải rất tức giận đúng không? Ha ha, có khí phách thì nhảy lên cắn tôi đi. Kim Tứ Hải đắc ý cười lớn, loại rác rưởi như ông ở trước mặt Kim Tứ Hải tôi chỉ có thế quỷ, hiếu không? Còn muốn giáo huấn tôi, con mẹ nó nằm mơ đi. Kim Tứ Hải một cước đạp lên mặt Cơ Trường Vân, đạp ông ta xuống đất, giày ống cao màu vàng hung hãn giày xéo, chà đạp, giống như thị uy. Hắn quét qua hơn 1000 võ giả hải tộc, tiếng lớn như sấm, thế nào, hải tộc, còn ai dám đến giáo huấn tôi nữa không? Rác rác, lúc nói chuyện, chân hắn vẫn dùng lực, trực tiếp đạp gãy sống mũi của Cơ Trường Vân, tiếng xương gãy vốn không lớn, Kim Tứ Hải cố ý để nó truyền ra ngoài, vang bên tai mọi người. Nhưng, Cơ Trường Vân vẫn cố nhịn, không có phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào, không hé răng nứa lời, mặc dù lúc này ông ta rất rất đau. Nỗi đau đó giống như chục ngàn mũi tên đâm vào tim, như trăm triệu con kiến đang cắn xé tứ chi bách hài và dây thần kinh, cơn đau đấy còn khó chịu hơn chết gấp chục ngàn lần. Nhưng từ đầu đến cuối đều cố gắng nín nhịn, Cơ Trường Vân rất rõ ràng, lúc này hái tộc ở ranh giới sắp tan rã, nếu ông ta biểu hiện ra đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ mang lại cho hải tộc chớ ngại tâm lý càng lớn. Ông ta là nhị trưởng lão hải tộc, dù không thế nhịn cũng vẫn phải nhịn. Lời Kim Tứ Hải vừa dứt, toàn bộ hải tộc cực kỳ yên tĩnh, cho dù là thế hệ trẻ hay thế hệ già thì đều im lặng, không dám lên tiếng. Phong Chân, còn chờ gì nữa, chờ bố cướp người phụ nữ kia cho con sao? Kim Tứ Hải thản nhiên nói, mau đi đi, làm cho tốt, làm cho long trời lở đất luôn. Một chữ làm, Kim Tứ Hải nhấn cực kỳ mạnh, quả thật là nhục nhã đến cực hạn. Mấy trưởng lão hạ quyết tâm phải liều chết đi lên. Không được phép đi. Cơ Tuyết cán bọn họ lại, tộc trưởng hái tộc là tôi, tai ương tôi mang đến thì phải để một mình tôi gánh vác. Dứt lời, Cơ Tuyết lại chủ động đi lên. Cô ta đã hạ quyết tâm. Liều mạng. Một khi Đoàn Phong Trần đến gần cô ta lập tức cưỡng ép đè thăng thực lực, đâm chết Đoàn Phong Trần. Cô ta không thể giết chết Kim Tứ Hải, nhưng trong khoảng cách gần vẫn có 50% khả năng lấy mạng đối mạng với Đoàn Phong Trần đang không hề có một chút phòng bị. Hắc hắc, Đoàn Phong Trần lè lưỡi, liếm đôi môi khô khốc, Cơ Tuyết, tỏi con tưởng rằng em thật sự rất bảo thủ, rất giữ trinh tiết, xem ra cũng chỉ như vậy thôi. Đồng thời, Đoàn Phong Trần cũng đi về phía Cơ Tuyết. Còn Kim Tứ Hải nhìn đầy hài lòng, hắn ta không hề có chút hứng thú gì với chuyên nam nữ kia. Thứ hẳn thích nhất là nhìn dáng vẻ người ta đau khổ, tuyệt vọng, chỉ có như vậy mới khiến hắn hưng phấn. Ngoài ra, thú vui duy nhất của hắn chính là tu võ. Rất nhanh, Đoàn Phong Trần cách Cơ Tuyết ngày càng gần, ngày càng gần. Rất nhanh chỉ còn lại nửa mét. Hắn ta quét mắt nhìn người xung quanh, cười châm chọc, đời này của tôi vẫn chưa từng thử qua đế mấy chục triệu người nhìn mình vận động, nghĩ thôi cũng có chút kích thích, hặc hắc. Vậy hả, rất kích thích sao? Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Đoàn Phong Trần vừa dứt lời. Đột nhiên, trong không trung không chút dấu hiệu truyền ra một giọng nói lạnh lẽo. Tiếp đó, không gian bên cạnh Cơ Tuyết dâng lên từng gợn sóng lăn tăn, sau gợn sóng, một bóng người đi. Ra từ trong hư không. Bát Hoang. Cậu Trần. Nhìn thấy rõ người tới, đám người xung quanh đều kích động, trong số những người này. Nếu nói ai mới là hy vọng của bọn họ, vậy chắc chắn là Trần Bát Hoang. Phải biết rằng bây giờ anh là người có thể liên lạc với ba vị lão tổ. Chỉ cần lão tổ tới, tai ương lần này chắc chắn được giải trừ. Lòng Cơ Tuyết khẩn trương, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Đức, cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều,
một cảm giác an toàn không lý do dâng lên từ đáy lòng. Trong lòng cô ta, Trần Đức chính là trời. Có thể giải quyết hết mọi thứ cho cô. Toàn thân cô gần như mềm nhũn, nằm trong ngực Trần Đức, khoảng cách quá gần, cô ta có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp trên người anh, sắc mặt Cơ Tuyết không kìm được đỏ ửng. Trần Đức đột ngột xuất hiện khiến Đoàn Phong Trần vốn đang hưng phấn kích thích lập tức ngưng động sắc mặt, giống như bị sét đánh, sắc mặt trở nên khó coi như chết. Trần Bát Hoang mạnh thế nào, hắn ta đã nhìn qua rồi. Lúc này, hắn ta cách Trần Bát Hoang rất gần, gần đến mức đối phương hoàn toàn có thể giết chết hắn ta, hơn nữa dù Kim Tứ Hải có ở đây cũng không cứu được hắn ta. Thằng nhãi này sao lại tới? Sao lại tới không một tiếng động? Đoàn Phong Trần không kìm lòng nối nuốt nước miếng, một nỗi sợ hãi dâng lén từ trong ra ngoài, đồng tử khẽ run rẩy. Đoàn Phong Trần, tao hỏi mày, có phải rất kích thích không? Trần Đức đỡ Cơ Tuyết, thân hình chợt lóe, một giây sau đã xuất hiện trước mặt Đoàn Phong Trần, gần trong gang tấc, mày điếc à? Mau trả lời tao, còn cảm thấy kích thích không? Con, bố nuôi, cứu, cứu con. Đoàn Phong Trần muốn chạy trốn. Nhưng lúc này hắn ta đã bị Trần Bát Hoang phong tỏa, nhốt lại, căn bản không nhúc nhích nửa bước, chỉ có thể cầu cứu. Bốp! Nhưng hân ta vừa lời, liền bị Trần Đức tát một cái bạt tai, ông đây hỏi mày, mày coi thường tao phải không? Một cái tát giáng xuống, Đoàn Phong Trần Chí cảm thấy trời đất quay cuồng, răng trong miệng giống như hạt mưa, từng chiếc răng rơi xuống, miệng toàn là máu. Hắn ta còn chưa lấy lại tinh thần, Trần Đức lại giáng xuống một cái bạt tai. Bốp, kích thích không? Bốp, bốp, con mẹ nó tao hỏi mày, có kích thích không? Một bạt tai, lại một bạt tai, ngay trước mặt Kim Tứ Hải, ngay trước mặt bố ruột của Đoàn Phong Trần, Trần Đức không chút lưu tình, tiếng bạt tai vô cùng vang dội, vô cùng hả giận. Trên thực tế, Trần Đức thật sự nổi giận. Không chỉ là vì Cơ Tuyết bị cợt nhả, mà vì cái chết của mấy trăm ngàn người hái tộc, trên quảng trường mênh mông, thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, nhìn mà giật mình. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Khi Trần Đức nhìn thấy cảnh đó, phẫn nộ bùng cháy. Lúc này, mặt anh đều đỏ lên, trên người tràn ngập mùi rượu, rất rõ ràng, trước khi xuất hiện, anh đã uống rất nhiều rượu. Liên tục mười mấy cái bạt tai giáng xuống, mặt Đoàn Phong Trần đều bị tát đến nát, ngũ quan méo mó, máu thịt mơ hồ. Toàn bộ bên trong cung Hải Vương đều là tiếng kêu thảm thiết của hắn ta. Trần Bát Hoang, tao khuyên mày tốt nhất nên dừng tay, mày khiến tao khó chịu lầm rồi đấy. Đúng lúc này, Kim Tứ Hải lên tiếng, trong giọng nói của hắn, tất cả đều là sát ý. Mười mấy cái tát của anh nhìn giống như tát vào mặt Phong Trần, trên thực tế chính là đang đánh hắn. Một tên rác dưới cảnh giới hỗn nguyên lại dám tát vào mặt con nuôi hẳn sao? Mẹ kiếp! Kim Tứ Hải rất khó chịu. Hắn khó chịu muốn giết người. Khó chịu, mày khó chịu thì liên quan đếch gì đến tao? Trần Bát Hoang liếc nhìn hắn, sau đó trực tiếp rút một cây kiếm phía sau lưng. Xoạt, bạch quang thoáng qua. Đoàn Phong Trần đầu rơi xuống đất. Không chỉ có đầu người rơi xuống đất. Thần hồn, thần thức của hắn ta lao ra từ trong thể xác, có ý đồ chạy trốn, nhưng nguyên thần của Trần Đức chấn động, trực tiếp đánh hắn ta tan tác. Không tới nửa cá ổ hít thở. Thần hồn Đoàn Phong Thần bị tiêu diệt, chết hoàn toàn. Trong cung Hải Vương, tất cả mọi người đều kinh sợ. Bọn họ biết Trần Bát Hoang rất mạnh. Nhưng chẳng ai ngờ anh lại quả quyết như vậy, nói giết liền giết. Phải biết rằng Kim Tứ Hải vẫn còn ở đây. Trần Bát Hoang là đối thủ của Kim Tứ Hải sao? Không phải. Ở trong mắt tất cả mọi người, anh không phải đối thủ của Kim Tứ Hải. Giữa hai người, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Một người hỗn nguyên, một người cố bản. Sau hỗn nguyên còn có phản hư. Sau phản hư còn có cố bản. Huống chi, Kim Tứ Hải là cố bản tám giai, cộng thêm bản thân hắn cũng đủ yêu nghiệt, có thể vượt cấp chiến đấu, cho dù là cường giả khai thiên, hắn cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa, Cơ Trường Vân vẫn còn ở dưới chân Kim Tứ Hải. Trần Bát Hoang giết Đoàn Phong Trần, Kim Tứ Hải có thể giết Cơ Trường Vân không? Toàn bộ cung Hải Vương, thậm chí người ở ngoài cung Hải Vương, mặc dù cảm thấy rất hả giận, nhưng vẫn thấy Trần Đức quá kích động. Bố ruột của Đoàn Phong Trần không thể tưởng tượng nổi, ông ta nhìn chằm chằm đầu Đoàn Phong Trần, hốc mắt đỏ lên, tất cả đều quá đột ngột, ông ta khó mà chấp nhận. Tứ hầy,
Giết hắn, anh nhất định phải giết hắn, báo thù cho con trai chúng ta. Một hồi lâu, ông ta gầm thét, đau đớn cõi lòng. Kim Tứ Hải nhếch miệng, thật sự không dám tin, một tên rác rưởi lại coi thường hắn. Coi thường Hân, coi thường lời của hắn. Ngoài miệng hắn nói Trần Bát Hoang rất tốt, rất giỏi, nhưng sát ý trong mắt và sát ý tỏa trên người gần như đều thực chất hóa. Ha, Trần Bát Hoang, tốt lắm, mày giỏi, nhưng loại tốt này phải trả giá rất lớn, trả giá bằng máu. Hai câu cuối cùng, Kim Tứ Hải gào giống, mày giết Đoàn Phong Trần, tao giết chục triệu người hái tộc, dùng cơ trường vản để khai đao. Lời vừa dứt, Kim Tứ Hải giơ chân thật cao, mang theo sức mạnh vạn quản, giống như búa lớn rũ xuống, đạp thẳng về phía đầu Cơ Trường Vân. Một cước này của hắn vô cùng mạnh, huống như toàn bộ chân đều biến thành một lưỡi dao sắc bén, trào dâng từng trận gió rét, băng hàng thấu xương, tiếng hí điếc tai. Không cần phải nói, một cước này nếu hạ xuống, Cơ Trường Vân chắc chắn phải chết. Nhưng Cơ Trường Ván không hề có chút sợ hãi, trong tình huống này, chết đối với ông ta mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Để ông ta không cần phải chịu đựng khuất phục, đau khổ hơn nữa. Hải tộc, tạm biệt. Cơ Trường Vân nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái chết giáng xuống. Nhưng, điều kỳ quái là chờ đợi đã lâu, đau đớn trong tưởng tượng hình như. Không đến. Cơ Trường Vản kỳ quái mở hai mắt. Tiếp đó, ông ta lập tức ngây ra. Chẳng biết từ lúc nào, Trần Bát Hoang đã chặn trước mặt mình. Dùng thể xác ngăn chặn trước mặt ông ta. Bóng lưng kiên cố ngăn trước người, giống như thành tường dày đặc. Mà một cước kia của Kim Tứ Hải trực tiếp rơi trên người Trần Bát Hoang. Rõ ràng có thể thấy. Một cước kia từ trên xuống đã lún vào xương vai và da thịt anh, từng lớp máu tươi cháy xuống, nhuộm đỏ áo bào màu đen của anh, trông vô cùng nhức mặt. Cậu Trần, cậu! Tôi không sao, ông tránh ra, tên nhãi này giao. Cho tôi! Trần Đức rất bình tĩnh, giống như không bị thương. Sắc mặt không thay đổi, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không thay đổi. Đi! Cơ Trường Vân ngẩn ra. Có thế đi sao? Kim Tứ Hải có đồng ý cho anh tránh đi không? Anh cười khố, nhưng anh vẫn thử đứng dậy, đi tùng bước về phía bọn Cơ Tuyết. Kỳ quái là, Kim Tứ Hải lại không hề nhúc nhích. Không hề ngăn cản anh. Tứ Hải, cậu làm cái gì thế, còn nghệt mặt ra đó làm gì, mau cản nó lại. Bố Đoàn Phong Trần gầm khẽ, còn ông ta đã chết rồi, những kẻ này, ông ta sẽ không buông tha cho bất kỳ ai. Thế nhưng, Kim Tứ Hải vẫn không nhúc nhích. Trên thực tế, đâu phải là hắn không muốn, mà là hắn không thể nhúc nhích được. Đúng vậy, trông có vẻ như một cú đá của hắn đã làm Trần Bát Hoang bị thương, nhưng mà chân hắn cũng không thể rút lại được. Thật sự không thể rút về được. Cơ thể Trần Bát Hoang như một đầm lầy cát lún vậy. Dù hẳn dùng bao nhiêu sức thì cái chân kia cũng không thể nhúc nhích được nửa phần. Bấy giờ, tất cả mọi tự tin, kiêu ngạo, ngông cuồng của Kim Tứ Hải đều biến đi mất dạng, ánh mắt đã bị sự rung động chiếm cứ. Đúng vậy, chính xác là rung động. Hắn nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, một tên rác rưởi cảnh giới hỗn nguyên thì sao lại làm được. Kim Tứ Hải, tông chủ Bát Nguyên Tổng đúng không? Trần Đức nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Như mặt biến pháng lặng không chút gọn sóng. Nghe nói mày muốn khiêu chiến tao, đúng không? Kim Tứ Hải chưa kịp trả lời. Đột nhiên, răng rắc, chân Kim Tứ Hải đã gãy. Trần Bát Hoang ôm lấy chân Kim Tứ Hải, dùng sức vặn. Chân Kim Tứ Hải trắng khác gì miếng vải rách, như củ sen bị bẻ gãy hoàn toàn, giữa hai đoạn chân đó toàn là tơ máu. Nhìn thấy rợn cả người, khiến lòng con người ta run lên. Mà Trần Đức vào lúc này đang cong môi nở nụ cười lạnh, cực lạnh, lạnh đến vô cùng, khiêu chiến của mày, Trần Bát Hoang tao sẽ nhận, nhưng... Tao muốn thêm một điều kiện, trận chiến của tao với mày sẽ là trận liều mạng đến chết. Trần Đức rút cái chân trên người ra, vứt xuống đất, như ma quỷ nói, đúng vậy, chính xác là liều mạng đến cùng, mãi đến khi có một người chết mới dừng lại, mới nghỉ tay. Lời Trần Đức nói rất lạnh, nó như cơn gió từ chốn cửu U. Có thể thấy rất rõ, nhiệt độ của không gian xung quanh đã giảm xuống rất nhanh vì. Một câu anh nói, dù ở đây chỉ toàn là những võ sĩ đứng đầu, nhưng họ cũng cảm thấy lạnh buốt, lạnh đến cùng cực. Cái chân đã gãy lìa của Kim Tứ Hải đập thần vào mắt tất cả mọi người, khiến cả đám cảm thấy kinh hãi,
quả thật không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. Đó chính là Kim Tứ Hải. Kim Tứ Hải, tông chủ Bát Nguyên Tông. Kim Tứ Hải một đấm có thể đánh chết hơn 10 vạn người. Bấy giờ, Trần Bát Hoang lại bẻ gãy chân hắn, còn đánh một trận liều mạng. Hay, ánh mắt Kim Tứ Hải âm u đến mức sắp nhỏ ra nước, danh con, mày to gan lắm. Mất mặt, hắn ta đường đường là một cao thủ cố bản bát giai, là người đứng đầu một tông, mà lại bị một tên. Cảnh giới hỗn nguyên bẻ gãy chân, còn nhục nhã hơn cả hai chữ nhục nhã. Hắn không giết Trần Đức thì không thể chút được mối hận trong lòng. Keng keng keng. Trên người Kim Tứ Hải, áo giáp màu vàng phát ra tiếng leng keng chói tai, chẳng mấy chốc, bộ giáp đã bao trùm lấy cả người hắn, cả cái chân đã đứt cũng vậy, sau đó, dọc theo phần chân đã mất đó là một chân kim loại dần hình thành. Chân kim loại vẫn hoàn hảo không hề sứt mẻ, như hòa thành một thể với cơ thể hắn, dù là hình dạng, kích thước đều vô cùng khớp với cái chân ban đầu. Trần Bát Hoang, tới đi. Sau đó, một tiếng hét to, Kim Tứ Hải ra tay. Là một đấm nữa. Lúc này đây, so với một đấm trước đó thì nó mạnh hơn rất nhiều, quyền phong dao động. Trong phút chốc, cả người Hân như hóa thành một mặt trời nhỏ, ánh sáng chói lóa mắt khiến cả cung Hải Vương cũng không thể ngăn cản được. Thần uy khủng bố đó thật sự rất bá đạo, không gian cũng bị nó ép đến biến dạng, từng cơn gió chợt lướt qua, nắm đấm như sao băng rực rỡ khiến đất trời phải lay chuyển. Bình thường thì cung Hải Vương tuyệt đối không cho phép dùng võ. Bấy giờ, Kim Tứ Hải vừa ra tay thì cung Hải Vương đã xuất hiện dị động, gần như sắp sụp xuống đến nơi. Rõ ràng là một đấm, nhưng lại tách ra thành ngàn vạn hư ảnh, nhảy nhót giữa không trung, tầng tầng lớp lớp, chồng chéo lẫn nhau. Động hư quyền. Đó không phải là nấm đấm bình thường, mà là võ kỹ, một loại võ kỹ rất mạnh, cùng với tiếng hét to của Kim Tứ Hải, tất cả quyền ảnh đều hội tụ. Toàn bộ quá trình chưa đến 10 giây, dường. Như chỉ trong phút chốc, một nắm đấm đã rơi xuống. Ầm, cung Hải Vương sập, lập tức đổ sập xuống. Cá mặt đất cũng lõm xuống thành một cái hố sâu đầu đó hơn cả đầu người. Đồng thời, nắm đấm hướng về phía Trần Đức, sức mạnh vô hạn đến rất gần. Một đấm đó thật sự rất mạnh, Kim Tứ Hải không hề lơ là, trực tiếp dồn hết sức, dù là một võ giả vừa bước lên cảnh giới khai thiên cũng rất khó để đỡ được. Đáng tiếc. Kẻ hắn gặp lại không phải là võ giả bình thường, mà là Trần Đức. Chỉ trong nháy mắt, Trần Đức đã tiến vào cực cảnh. Ánh sáng màu vàng kim cũng hiện lên, ly hỏa trong người anh dâng trào, quấn quanh cánh tay, sau đó giơ lên một đấm, trực tiếp đánh trả. Nắm đấm của hai người chạm vào nhau trong nháy mắt. Rầm. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây Hải trở nên chấn động, bên ngoài Tây Hải dấy lên cơn sóng cao trăm trượng. Nước biển mênh mông dữ dội như có thạch thú đang quay cuồng bên dưới, bầu trời sáng ngời cũng bị mây đen bao phủ, đố mưa to. Đáy biển. Răng rắc, răng rắc. Cánh tay Kim Tứ Hải trực tiếp gãy lìa, áo giáp. Màu vàng nối liền cánh tay đó, một đấm của Trần Đức như máy ép trái cây không ngừng đè nén nắm đấm, cánh tay, khuỷu tay của Kim Tứ Hải. Cả cánh tay của hắn không ngừng ngắn lại, tiếp tục ngăn lại, sau đó hóa thành bọt máu. Nổ tung, máu tươi văng khắp trời. Rầm rầm rầm. Một lát sau, Kim Tứ Hải như con tôm cong người bay ra ngoài, va vào vô số tòa nhà, cung điện, kiến trúc, sau đó vất vả lắm mới dừng lại. Có thể thấy rất rõ, những nơi hắn ta đã lướt qua lại có một khe nứt dưới mặt đất, dấy lên bụi mù cuồn cuộn. Kim Tứ Hải rơi ở điểm cuối cùng của khe nứt đó, cánh tay hắn đã bị phế bỏ hoàn toàn, máu tươi khiến mặt đất nhuộm đỏ màu máu. Trần Đức thì sao? Vân đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Trên người anh Vân là vầng sáng màu vàng kim, đó là ánh sáng của nguyên khí sau khi anh tiến vào cực cảnh. Gương mặt sắc bén như đao không hề có chút. Màu vàng nối liền cánh tay đó, một đấm của Trần Đức như máy ép trái cây không ngừng đè nén nắm đấm, cánh tay, khuỷu tay của Kim Tứ Hải. Cả cánh tay của hắn không ngừng ngắn lại, tiếp tục ngăn lại, sau đó hóa thành bọt máu. Nổ tung, máu tươi văng khắp trời. Rầm rầm rầm. Một lát sau, Kim Tứ Hải như con tôm cong người bay ra ngoài, va vào vô số tòa nhà, cung điện, kiến trúc, sau đó vất vả lắm mới dừng lại. Có thể thấy rất rõ, những nơi hắn ta đã lướt qua lại có một khe nứt dưới mặt đất, dấy lên bụi mù cuồn cuộn. Kim Tứ Hải rơi ở điểm cuối cùng của khe nứt đó, cánh tay hắn đã bị phế bỏ hoàn toàn,
máu tươi khiến mặt đất nhuộm đỏ màu máu. Trần Đức thì sao? Vân đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Trên người anh Vân là vầng sáng màu vàng kim, đó là ánh sáng của nguyên khí sau khi anh tiến vào cực cảnh. Gương mặt sắc bén như đao không hề có chút dao động cảm xúc, não óc cực kỳ bình tĩnh đến mức đáng sợ. Sau khi làn bụi mù tan đi, toàn bộ cung Hải Vương, Hái tộc đều chìm vào bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Cả đám đều chìm trong một cú sốc đầy khủng bố, dường như nó là quả cầu không ngừng to lên, không ngừng lấn chiếm cả não bộ, và có vẻ sẽ nổ mạnh bất kỳ lúc nào. Trần Bát Hoang, chiếm thế thượng phong. Bấy giờ, chẳng một ngôn từ nào có thể hình dung được sự chấn động của bọn họ, cả Cơ Tuyết cũng vậy, thậm chí cô ta còn tưởng là mình nhìn lầm, hoa mặt, hết sức sững sờ và ngơ ngác. Nhất là Cơ Sung, kẻ từng bị Trần Đức đánh choáng váng ngất xíu, bị thương vào một tháng trước, hắn đứng trong đám võ giả cung Hải Vương, sắc mặt có thể nói là hết sức đặc sắc. Nhớ tới mấy ngày trước, hắn vẫn còn gào mồm mắng Trần Bát Hoang là thứ rác rưởi ở địa cầu, là một con kiến hôi, là thằng danh con, lúc này sắc mặt. Cơ Sung hẽ đo rồi lại chàng. Bấy giờ, hắn mới nhận ra được một điều, đó là bản thân với Trần Bát Hoang có sự chênh lệch lớn đến mức nào. Lớn đến mức không thể dùng phép so sánh nào để đong đếm được. Kẻ thật sự là rác rưởi, là con kiến hôi, là danh con ở đây không phải Trần Bát Hoang, mà chính là Cơ Sung hắn. Sao, sao lại như thế được? Ở một nơi rất xa, Kim Tứ Hải nhìn Trần Bát Hoang, trong con ngươi là vẻ khó hiểu, chấn động và đầy nghi ngờ. Hắn có thể chắc chắn 100% Trần Bát Hoang chỉ là một võ giả cảnh giới hỗn nguyên, nhưng... nhưng mà tại sao chí một đấm của anh đã có thể phá vỡ chiến giáp, phá hủy cánh tay hẳn? Sợ! Tất cả mọi sự tự tin, kiêu ngạo, ngông cuồng của Kim Tứ Hải đã hoàn toàn biến thành sự sợ hãi đến tột cùng. Nhưng... một giây sau đó, bóng dáng Trần Bát Hoang chợt lóe, trong một hơi thở, anh đã đứng trước mặt Kim Tứ Hải, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, tông chủ Bát Nguyên Tông đúng không? Đã nói là đánh liều cả mạng cơ mà, sao mày lại nghỉ ngơi thế? Đứng dậy đánh đi. Rầm. Trong phút chốc, Trần Đức lại ra tay, ly hỏa hừng hực bùng lên bốn phía, bao trùm lấy nằm đấm Trần Đức, lại là một đấm rơi xuống. Một đấm đó trực tiếp xuyên thủng ngực Kim Tứ Hải. Xuyên qua xương sườn hắn, khiến ngũ tạng hẳn vỡ nát. Phụt, miệng Kim Tứ Hải phun đầy máu tươi, hắn muốn đỡ lại, nhưng sức phòng ngự của hắn chẳng khác gì một tờ giấy mỏng manh trước mặt Trần Đức. Yếu ớt không thể chịu nổi một đòn, lại văng ra xa, máu tươi lướt qua bầu trời. Hẳn trừng lớn hai mắt, như thể vừa gặp ma. Tên này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Vượt qua hai cảnh giới đánh với hân một trận thì thôi đi, còn... còn nghiền nát hắn như thế. Đúng vậy. Chính là nghiền nát. Kim Tứ Hải hoảng sợ phát hiện, trước mặt Trần Bát Hoang, cao thủ cố bản bát giai như hắn lại không thể đánh trả lại dù chí là một đòn. Đối mặt với Trần Đức, cả người hắn run lên, từ trong ra ngoài, không ngừng run lấy bấy vì sợ hãi, trực tiếp hình thành một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Cậu Trần, tôi nhận thua, tôi lập tức rời khỏi hải tộc. Hàng ngàn hàng vạn mạch suy nghĩ quay trở về, hành động đầu tiên của Kim Tứ Hải là nhận thua. Hắn không nhận thua cũng chẳng được. Bởi vì hắn biết rõ Trần Bát Hoang vẫn chưa dùng hết sức. Anh tung ra tổng cộng hai đấm. Hai đấm đó, với trạng thái và vẻ mặt của anh thì cùng lắm cũng chỉ tới nửa phần sức mạnh, thậm chí còn chưa tới nửa phần. Biến thái đến thế rồi còn đánh như nào được nữa. Nhận thua, Kim Tổng chủ đang đùa với tôi đấy. À! Ánh mắt Trần Đức nhìn hắn, lại sải bước, thong thả đi tới, chúng ta đã giao ước là phải có một người ngã xuống rồi mà, không phải sao? Giọng của anh rất lạnh. Kim Tứ Hải giết hơn 10 vạn người của Hải. Tộc, đó là hơn 10 vạn mạng người. Tuy là Trần Đức cũng không thản thiết gì với bọn họ, thậm chí một tháng trước bọn họ còn nhục mạ anh, nhưng đó đều là quá khứ, bây giờ họ đều là người của Cơ Tuyết, cũng chính là người của anh. Hơn 10 vạn người. Vì anh đến trễ mà chết oan, chết uổng. Mạng của bọn họ phải có người tới đền. Nếu muốn ngừng chiến, thì mày phải chết. Ánh mắt Trần Đức lộ vẻ hung ác, mái tóc dựng thẳng, thật sự không khác gì một tu la, ác quỷ. Sát ý khủng bố hóa thành những gợn sóng lan ra khắp bốn phương tám hướng, khiến lòng con người ta phát lạnh. Đoàn Long Sinh, Trần Sung, Bàng Lâm, các người còn nghệt mặt ra đó làm gì, mau tiến lên giết chết hắn đi.
Kim Tứ Hải hoảng hốt, đến lúc này rồi thì còn đâu hơi sức nghĩ đến việc khiêu chiến nữa, hắn chỉ muốn giữ được mạng mình, chỉ muốn sống sót trở về Bát Nguyên Tông, bèn ra lệnh cho Đoàn Long. Sinh cùng với hai hộ pháp được dẫn theo. Đoàn Long sinh không tệ, còn mạnh hơn cả Cơ Trường Vân, cảnh giới phản hư đỉnh phong, chỉ cách Cố Bản một khoảng rất ngắn. Trần Sung, Bàng Lâm thì mạnh hơn Đoàn Long sinh, bọn họ là hai kẻ có địa vị chấp sự ở Bát Nguyên Tông, cũng đã sống mấy ngàn tuổi. Ba người đứng cùng một chỗ, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, đối mặt với mệnh lệnh của Kim Tứ Hải, cơ thể ba người họ như bị sét đánh đứng hình vậy, lấy lại tinh thần từ trong rung động, sau đó liếc nhìn nhau, đều thấy rõ sự bất đắc dĩ và nụ cười khổ trong mắt đối phương. Siết chân Bát Hoang. Đùa cái gì thế? Cả Kim Tứ Hải cũng không phải là đối thủ của Trần Bát Hoang, ngoài cú đá đầu tiên, thì sau đó hắn chẳng thể đụng tới Trần Bát Hoang dù chỉ là một cọng lông. Bọn họ ra tay thì có tác dụng gì? Thế nhưng bây giờ Kim Tứ Hải đang gặp nguy. Hiếm đến tính mạng, có thể chết đi bất kỳ lúc nào, nếu như hẳn chết, Trần Bát Hoang có bỏ qua cho bọn họ không? Dù anh buông tha cho bọn họ, thì khi trở về Bát Nguyên Tông, họ cũng sẽ không có một kết cục tốt. Những lúc thế này, bọn họ không có sự lựa chọn. Chỉ có thể ra tay. Đành vậy thôi. Không ra tay thì chết, ra tay rồi vẫn còn một phần ngàn. Một phần vạn cơ hội sống sót. Trước mắt, nếu như có thể cứu được Kim Tứ Hải, bọn họ cũng được tính là lập công, dù không cứu được, chết đi, thì sấp nhỏ, người nhà họ cũng sẽ được Bát Nguyên Tông đối xử tử tế. Giết! Trần Sung quát khẽ một tiếng. Bàng Lâm, Đoàn Long Sinh cũng theo sát phía. Sau! Ba cao thủ! Nhanh chóng ra tay! Tuyệt Thiên Hoán Địa Chú! Sinh Tử Kiếm! Mệnh Hồn Ánh Sát! Ba người vốn đã vô cùng mạnh mẽ, bấy giờ, họ biết rõ mình không thể đánh lại Trần Đức nên đã dồn hết những sát chiêu mạnh nhất. Trước khi ra tay, bọn họ như hố đói ngấu nghiến rất nhiều đan dược, cưỡng ép tăng lên mấy bậc cảnh giới, với Đoàn Long Sinh mà nói, thì trực tiếp nháy lên cảnh giới Cố Bán. Đồng thời, họ lại thi triển võ kỹ mà mình kiêu ngạo nhất. Chẳng hạn như Tuyệt Thiên Hoán Địa của Trần Sung, đó chính là võ kỹ mạnh nhất của Bát Nguyên Tông. Chỉ có võ giả cảnh giới Cố Bản mới được phép tu luyện võ kỹ này. Hơn nữa, bản thân Trần Sung cũng rất mạnh, Tuyệt Thiên Hoán Địa Chú đắp đạt tới trình độ khủng bố, đáy biển Tây Hải hoàn toàn sôi trào, một chú ngữ, kinh văn cổ quái kéo dài xuất hiện, dường như cả trời cũng không thể chịu nổi, không gian như một vách núi đen sụp đổ xuống, có vẻ như thời gian. Cũng dừng lại, chỉ những tà âm trong không gian thôi cũng đã khiến rất nhiều võ giả hái tộc phát điên, muốn tự bạo rồi. Sinh Tử Kiếm của Bàng Lâm cũng vô cùng mạnh mẽ, đó là một loại võ học cấm kỵ, một khi thực hiện Sinh Tử Kiếm thì chỉ có hai kết cục, một là kẻ địch chết, hai là người tung chiêu chết, không có đường lui, được dùng trong trận chiến sinh tử thì yếu được chắc. So với hai người họ thì Đoàn Long Sinh yếu hơn một chút, nhưng khí thế cũng vô cùng khủng bố, một chiêu thần thông như kéo quỷ hồn bò tới, gào khóc thảm thiết giữa đất trời, vô số tà ảnh hiện lên, khí đen phủ đầy trời. Không chỉ võ kỹ, bọn họ còn tung ra trận pháp, quyến trục, các loại vũ khí, có thể nói là lấy hết vốn liếng của cải ra, vô số huyền quang nở rộ, trận văn không ngừng xuất hiện, thậm chí còn cắt ngang cả nước biển Tây Hải, hào quang bắn thẳng xuống mặt biển. Thật sự quá kinh khủng, ba người bắt tay nhau, cộng thêm rất nhiều quân bài tẩy thật sự đã dọa hải tộc sợ mất mật. Lẽ ra, trưởng lão hải tộc cũng muốn giúp Trần Đức ngăn bọn họ lại, nhưng trước mắt hoàn toàn không hề có cơ hội. Ba người dùng trận văn bao trùm lấy tất cả mọi đường thoát. Trực tiếp phong bế cả không gian đó lại. Không một kẻ nào có thể tiến vào được. Hoàn toàn nhắm vào một mình Trần Đức, liều mạng, muốn giết chết anh. Trần Đức thì sao? Trông anh như không hề phát hiện thấy động tĩnh sau lưng, vẫn tiến về phía trước, từng bước tới gần Kim Tứ Hải, áp sát. Kim Tứ Hải, phải chết. Ba người phía sau. Anh toàn phớt lờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thế công của ba người đã đến rất gần, như cơn sóng thần khổng lồ, lại như con mãnh thú hồng hoang cao mấy chục, mấy trăm vạn tập trung ập xuống người anh. Tiểu Y, ba tên đó cho nhóc luyện tay luyện chân đấy. Trần Đức không quay đầu lại, chỉ khẽ nói. Bi bô, bi bô. Cùng lúc đó, con thú nhỏ màu trắng tuyết xé rách không gian, ra khỏi tiểu thế giới của Trần Đức, thứ ánh. Sáng hiền hòa trắng noãn trên người nó như ánh chảng chiếu xuống. Nó kêu lên y ra, hình như khá hào hứng,
đối mặt với thế công dao động khủng bố kia, Tiểu Y lại nở một nụ cười rất giống một con người. Sau đó, lòng bàn tay bé tí của nó chợt xuất hiện cái vỏ trứng. Là vỏ trứng từng nuôi dưỡng nó. Chỉ có một nửa. Y ra, y ra. Ngay sau đó, miệng Tiểu Y như đang niệm câu gì đó, quanh cái vỏ trứng xuất hiện những đường vân cổ xưa. Sau đó, vù vù, vỏ trứng lập tức hóa to, nó đón lấy cơn gió dần trở nên khổng phô, ngày càng lớn, lại trở nên trong suốt, cuối cùng như hóa thành một tiểu thế giới, bao trùm lấy tất cả dao động khủng bố, năng lượng và cả ba người đó vào trong. Có thể thấy rất rõ, bên trong tiểu thế giới, tất cả mọi thứ đều dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Không gian trở nên cô đọng. Đoàn Long Sinh, Báng Lâm, Trần Sung như bị điểm huyệt, hoàn toàn không thể nhúc nhích, đứng yên ở đó. Tiểu Y khoanh tay đứng như một con người, móng vuốt tìm kiếm gì đó ở ngực mình. Cùng lúc đó, tất cả mọi đòn tấn công, võ kỹ, trận pháp của ba người họ. Tất cả, không có một ngoại lệ nào, đều quay lại rơi vào người họ. Ầm, ầm, tiểu thế giới chấn động, sau đó lại trở về yên tĩnh, ba người đó đã biến mất. Tan thành mây khói. Chết không có chỗ chôn. Con thú nhỏ vừa ra tay là biết ngay kết quả. Từ đầu đến cuối không đến một phút đồng hồ. Báng Lâm, Đoàn Long Sinh, Trần Sung, ba cao thú cảnh giới cố bán đều bị giết trong giây lát. Hơn nữa, còn bị chính võ kỹ, trận pháp, quyền trục của mình giết chết trong giây lát. Một màn đó, lọt vào mắt hơn 200.000 cao thú hải tộc, cả đám vã mồ hôi lạnh. Con thú nhỏ này rốt cuộc là giống loài gì thế? Nó từ đâu ra vậy? Tại sao lại khủng bố đến vậy? Cá Trần Đức cũng thấy kinh ngạc. Anh biết thực lực của Tỷ Yếu Y rất mạnh, nếu tính theo cảnh giới của loài người, thì đánh với ba tên đó một trận là không thành vấn đề. Nhưng mà, anh không ngờ nó lại mạnh đến thế. Lẽ ra, anh chỉ định cho con thú nhỏ luyện tay luyện chân một chút, thử giết người. Dù sao, anh nghĩ Tiểu Y cũng chỉ mới nở không bao lâu, chắc Trần tính cách vẫn còn hiền lành lương thiện, không biết thế nào là giết người. Vì vậy anh đã cố tình rèn luyện Tiểu Y một chút. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Kết quả trước mặt rất rõ ràng, nó vượt ngoài dự đoán của Trần Đức, quyết đoán như thế, dùng thủ đoạn khủng bố như thế để giết người, đúng là giúp anh mớ mang tầm mắt. Tiểu Y, còn khủng bố hơn những gì anh tưởng. Bi bô. Thoải mái giết ba người trong giây lát, hình như Tiểu Y cảm thấy không được vui lâm, ngáp một cái, cất vỏ trứng đi, một lần nữa quay về tiểu thế giới, như chưa từng xuất hiện. Đồng thời, Trần Đức cũng đã đi tới trước mặt Kim Tứ Hải. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Kim Tứ Hải đã chìm vào ngơ ngẩn, hành động giết người của con thú nhỏ đó đã lọt hết vào mắt hắn, sắc mặt hắn còn trắng hơn cả giấy vệ sinh, sợ hãi đến cùng cực. Hơi thở của đảo Khốn Long, con thú đó đến từ đảo Khốn Long ư. Xem ra mày thật sự đã có được rất nhiều cơ duyên từ đảo Khốn Long. Tại sao Kim Tứ Hải lại đến đây? Vì giúp con nuôi của mình báo thù, rửa hận ư? Tất nhiên là không rồi. Hắn đến đây vì báo bối cố Trần Đức. Đoàn Phong Trần đã sớm kể tất cả mọi thứ xảy ra trên đảo Khốn Long cho Kim Tứ Hải biết. Giết Trần Võ Si, chém Trần Tử Phi. Là người đầu tiên tiến vào thiên cung, tùy tiện lấy ra một quả âm chi. Kim Tứ Hải là một kẻ cuồng tu luyện, hắn biết rõ Trần Bát Hoang chắc chắn đã tìm được cơ duyên nghịch thiên nào đó. Nên, hắn đã đến đây. Giết người đoạt bảo. Không sai, tao thật sự đã có được rất nhiều cơ duyên trên hòn đảo Khốn Long đó. Trần Đức thừa nhận hết sức thoải mái. Những thứ đó đều nằm trên người tao cá. Ha, ha ha. Trần Đức vừa dứt lời thì Kim Tứ Hải lại nở nụ cười, cười đến mức quỷ dị. Trần Bát Hoang, tao thừa nhận là mày rất mạnh, rất yêu nghiệt, rất biến thái, nhưng mà... mày cũng rất ngu ngốc, lẽ ra mày ngàn lần, vạn lần không nên thừa nhận mày có được rất nhiều cơ duyên, còn báo là tất cả đều nằm trên người mày. Giọng Kim Tứ Hải hết sức âm u, nhìn Trần Đức như đang nhìn chằm chằm một con cá chết, mày... chết chắc rồi. Nhưng mà... Trần Đức lại rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi buồn cười. Chết chắc rồi, mày đang nghĩ là lão già đến đây cùng mày có thể giết tao đấy hả? KLM Tứ Hải ngấn người, mặt đông cứng lại, mày. Mày phát hiện ra ông ấy ư? Bất ngờ lắm phải không?
Trần Bát Hoang lạnh lùng nói. Thật ra thì tao biết cũng lâu rồi, tao chỉ đang đợi xem lão ta định ẩn nấp, co đầu rụt cổ đến khi nào thôi. Trần Đức ngẩng đầu lên, con người đảo qua một nơi cách đó không xa, sao, còn chưa chịu xuất hiện nữa hả? Ông! Trần Đức vừa dứt lời thì không gian bên kia bắt đầu lay động, sau đó, một ông lão xuất hiện. Đó thật sự là một ông lão. Xét về mặt mũi thì hắn là không thua kém gì nhóm Cơ Vô Thượng, tóc bạc sẩu trắng, da rẻ đầy nếp nhăn, hệt như gốc cây khô vậy. Ông lão đã ẩn nấp ở đó rất lâu. Từ đầu đến cuối, Trần Đức vẫn luôn biết đến sự tồn tại của ông ta, hơn nữa, anh còn biết ông ta đã liên tục tra xét mình. Rất dễ thấy. Ông ta đang tìm kiếm bảo bối trên người Trần Đức. Khi anh thừa nhận mình có được rất nhiều cơ duyên thì đã thấy rất rõ lão già này dục dịch muốn ra tay. Thái thượng lão tổ, cứu tôi. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Nhìn thấy ông ta, Kim Tứ Hải như tóm được cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng cầu xin, cứu tôi, xin ông. Thì ra người này chính là thái thượng lão tổ của Bát Nguyên Tông. Tên là Nam Cung Trần. Thanh niên, cậu, rất mạnh. Nam Cung Trần từ trên cao nhìn xuống Trần Đức, cũng có niềm năng rất lớn, lần này, lão phu có thể bỏ qua cho cậu, không giết cậu, cũng không cướp đi bảo bối trên người cậu. Giọng Nam Cung Trần hết sức lạnh nhạt, cảm xúc đầy hờ hững, nói không giết, không cướp đi bảo bối của Trần Đức cứ như đang ban cho anh một ân huệ rất lớn vậy. Ồ, khóe miệng Trần Đức khẽ nhếch lên, nở nụ cười, không biết ông muốn tôi làm gì cho ông đây. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ có ba điều. Nam Cung Trần không nhanh không chậm, giọng nói mang theo chút uy nghiêm, ra lệnh, thứ nhất, tha cho Kim Tứ Hải. Hắn là tông chủ của Bát Nguyên Tông, lại là đệ tử của học cung đạo vận, không phải là người cậu đủ tư cách giết. Thứ hai, chia một nửa quả âm chi mà cậu lẩy được trên đảo Khốn Long cho tôi, Cả con thú nhỏ kia nữa. Thứ ba, cậu, gia nhập Bát Nguyên Tông. Chỉ cần cậu đồng ý ba yêu cầu đó thì tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, lão phu có thể xem như không có. Nam Cung Trần đặt mình ở rất cao, dáng vẻ như bề trên, như một vị vương giả chí tôn vậy. Trên thực tế, sự thật chính là như vậy. Tuy ông ta không biết tại sao Trần Bát Hoang lại phát hiện ra mình, dùng cách gì để phát hiện ra mình. Nhưng, trong mắt ông ta, Trần Bát Hoang, thậm chí là cả hải tộc cũng chỉ là một đám kiến mà thôi. Ông ta đã dò thám và cảm nhận được. Ba tộc trưởng của hải tộc không có ở đây. Chính xác là không có mặt ở đây. Mà ba người họ có ở đây cũng chưa chắc đã cản được ông ta, bấy giờ họ còn chẳng có mặt, thì Nam Cung Trần chính là vua ở nơi này. Ông ta nói một, không kẻ nào dám nói hai. Bởi vì, ông ta chính là cao thủ khai thiên đỉnh phong. Thậm chí, còn bước nửa chân sang đạp thiên. Nam Cung Trần tự nhận ông ta chính là vô địch ở hải tộc này. Chính xác là vô địch. Nên thái độ của Nam Cung Trần cũng có vẻ như tôi là vô địch, cậu thích làm gì thì làm. Nam Cung Trần vừa dứt lời, cả hải tộc đã chìm vào yên tĩnh, không một ai có thể chen miệng vào. Đâu phải họ không muốn, hay không dám, mà là không thể chen miệng vào. Cố họng họ như bị thứ gì đó chặn lại, chẳng thể phát ra chút âm tiết nào. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, chờ đợi. Ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Trần Bát Hoang. Chờ đợi đáp án của anh, tất nhiên. 99% người ở đây nghĩ rằng Trần Bát Hoang sẽ đồng ý, bởi vì anh không có sự lựa chọn khác. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Nhưng mà, ha ha, ha 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 ha. Đột nhiên, Trần Đức nở nụ cười. Cười đến mức khoa trương, trong tiếng cười đó là sự phẫn nộ, cùng chút đùa cợt và châm chọc. Tiếng cười kéo dài mãi không thôi, mãi vẫn không dừng lại. Trần Bát Hoang, cậu cười cái gì, cười đã chưa? Sắc mặt Nam Cung Trần trở nên âm u, đến tận lúc này rồi mà vẫn còn cười, đúng là không nể nang ai. Bấy giờ, Trần Đức mới thôi không cười nữa, xoa khóe mắt cười chảy cả nước mắt, xin lỗi nhé, thật lòng xin lỗi, tôi không nhịn được. Bởi vì, nó thật sự rất buồn cười, thứ lỗi cho tôi nói thắng, tôi thấy hình như ông. Giống một lão già lú lẫn vậy, đúng thế, chính là già lú lẫn. Không phải giống, chính là một lão già lú lẫn hàng thật giá thật không pha tạp đấy. Trần Đức là một người khá văn minh, rất ít khi nói bậy hay mầng chửi người.
nhưng lần này anh thật sự không thể nhịn được, lão già này tỏ vẻ cao cao tại thượng, chí tôn vô địch, đúng là quá ngứa đòn. Đưa ra ba yêu cầu, có cái nào không được tính là quá đáng? Có điều nào không vượt qua nguyên tắc của Trần Đức? Ông trốn trong không gian như một con rùa rụt cổ, bây giờ mới dám xuất hiện, thì ông lấy đâu ra tự tin để đặt ra ba yêu cầu đó cho tôi thế? Mẹ ông cho ông cái tự tin đó hả? Kim Tứ Hải phải chết, đó là lời tôi nói. Giọng Trần Đức không lớn, không nhỏ, vừa đủ để vang đến tai tất cả những võ giả đang có mặt ở đây, vừa nói xong thì họ đã thấy Trần Bát Hoang tiếp tục giơ tay. Một trường đao được giơ lên cao, rồi bổ xuống đầu Kim Tứ Hải với khí thế sét đánh không kịp che tai. Không! Kim Tứ Hải vấp một lớp mồ hôi lạnh. Thế nhưng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng phong phú, khi Trần Đức ra tay thì hắn đánh trả lại theo phản xạ có điều kiện. Áo giáp màu vàng từ trên người hắn gỡ ra, tạo thành một tấm chắn thật dày, bao trùm kín kẽ trước mặt hắn, đồng thời, hắn cũng nhanh chóng ném sát trận ra, chẳng những thế, hắn còn tung ra võ kỹ hỏng phản kháng. Đáng tiếc, tất cả mọi hành động đó đều hoàn toàn vô ích, sự chênh lệch của hắn với Trần Đức, nói thắng ra chỉ là một cảnh giới mà thôi, Trần Đức tiến vào cực cảnh có thế dễ dàng giết chết hắn. Chưa đến nửa giây, trường đao đã rơi xuống. Tiếp xúc với lá chắn màu vàng. Keng keng keng. Nhất thời, tiếng kim loại thối quét, những tia lửa lóe lén, có thể thấy rất rõ trường đao của Trần Đức. Như có thể cắt hết tất cả mọi thứ, trực tiếp chẻ đôi lá chắn, đánh về phía Kim Tứ Hải. Mặt Kim Tứ Hải đầy dữ tợn, đã sớm chuẩn bị võ kỹ để chống đỡ, một lần nữa ngưng tụ ra lá chắn phòng ngự. Rắc. Chỉ là, nó chẳng có tác dụng quái gì cả, sau một âm thanh trong trẻo. Lớp phòng ngự của hắn đã nát bấy như thủy tinh. Không thể ngăn cản được Trần Đức dù chỉ là một giây. Trường đao xuyên qua lá chắn, xuyên qua lớp phòng ngự, bổ thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Phụt phụt. Máu tươi văng ra, đầu của Kim Tứ Hải nổ tung. Thật sự nổ tung rồi. Như quả dưa hấu bị xe nghiền nát, màu đỏ tươi cùng với mảnh xương và não không ngừng văng ra khắp nơi, chẳng những đầu mà cả người hần cũng chia năm xẻ bảy trong nhát mát. Cả thần hồn của hắn cũng vỡ tan, tiêu biến. Chí trong vài giây ngắn ngủi, Kim Tứ Hải đã chết. Chết đến mức không thể chết thêm lần nào. Nữa, Trần Đức ra tay rất nặng, rất tàn nhẫn, sau khi Kim Tứ Hải nổ tung, ly hỏa trong người anh cũng khởi động, lao nhanh ra ngoài trong phút chốc, làm máu của hắn bốc hơi, thiêu cháy cơ thể hân, phá hủy chút cạn thần hồn cuối cùng còn sót lại, luyện hóa. Kim Tứ Hải tuyệt đối không có bất kỳ một cơ hội nào để sống lại. Chớ về được nữa. Toàn bộ quá trình đó, Nam Cung Trần chỉ nhìn như thế, trơ mắt nhìn. Không phải ông ta không muốn cứu, mà là không thể cứu được. Tốc độ của Trần Đức quá nhanh, anh làm xong hết mọi thứ chỉ trong vài giây, thậm chí ông ta còn chưa kịp phản ứng, Kim Tứ Hải đã chết rồi, chẳng những chết mà còn ra đi không để lại một cọng lông nào. Cá hái tộc đều chìm vào sự im lặng vô tận. Hơn 2000 vạn Gần 3000 vạn võ giả đều phải nhìn Trần Đức bằng một ánh mắt khác. Anh lại chống đối với một cao thủ khai thiên đính phong, chẳng những chống đối mà còn chém giết Kim Tứ Hải trước mặt Nam Cung Trần. Tên điên, đúng là một kẻ điên. Thật sự quá ngông cuồng, thậm chí còn điên cuồng quá độ. Theo như bọn họ thấy, thì điều kiện mà Nam Cung Trần đưa ra là quá tốt, vô cùng tốt, tuy là có mất đi một số tài sản và thế diện, nhưng ít ra cũng giữ được mạng mà. Chỉ cần có mạng, sau này muốn thế nào cũng được, thậm chí còn có thể báo thù cho ngày hôm nay. Nhưng một khi mất mạng, thì chính xác là mất hết tất cả mọi thứ. Dù Trần Bát Hoang có yêu nghiệt đến mức nào, dù anh có dùng cảnh giới hỗn nguyên để đánh bại phản hư, đánh bại cố bản, dù họ có khiếp sợ và tin tưởng anh đến mức nào, thì anh cũng không thể đánh bại được một cao thủ khai thiên đảo mà. Hơn nữa, Nam Cung Trần còn là khai thiên đỉnh phong. So với cảnh giới hỗn nguyên của Trần Bát Hoang, ông ta cao hơn anh hắn ba cánh giới lớn. Chẳng lẽ Trần Bát Hoang có thể vượt qua ba cánh giới để đánh người? Theo lẽ thường mà nói, một đầu ngón tay của Nam Cung Trần là đủ để nghiền nát Trần Bát Hoang rồi đấy nhỉ? Hết người này đến người khác hít thở không thông, đây chính là chuyện điên cuồng nhất, khoa trương nhất, khó hiếu nhất bọn họ gặp phải trên đời, dường như linh hồn cũng bị rút ra khỏi cơ thể, đầu tới đảo lui, tan thành mây khói rồi vậy. Cậu Trần, xúc động quá rồi. Cơ Trường Vân lắc đầu, thở dài, tuyệt vọng. Lẽ ra,
Trần Bát Hoang chỉ cần đồng ý ba điều kiện đó, hải tộc đã có thế sống, Trần Bát Hoang đã có thế sống. Nhưng bây giờ, tất cả đều phải chết. Chẳng có kẻ nào được phép sống. Lúc này đây, liều mạng sống chết không còn là một trong hai đều được nữa, mà là Trần Bát Hoang không chết, thì Nam Cung Trần nhất quyết sẽ không bỏ qua. Kim Tứ Hải chết, chẳng những vả vào mặt Nam Cung Trần, mà còn khiến cho Bát Nguyên Tông tổn thất một cao thủ yêu nghiệt có tiềm năng rất lớn. Hay, hay lắm, hay cho một Trần Bát Hoang. Gương mặt già nua của Nam Cung Trần đỏ rực lên, đôi mắt già nua bùng lên ngọn lửa giận, vạt áo dài bay bay, cực kỳ giống một thiên thần nhìn xuống mặt đất. Cậu phải chết, lão phu thỏa mãn cho cậu. Dầm. Trong khi Nam Cung Trần nói chuyện, thì quanh người ông ta đã có những tia chớp đan chéo vào nhau. Tia chớp đó đen như mực, không khác gì một đống mực được vẽ xung quanh người ông ta. Một giây sau đó, tia chớp đen đã lan rộng ra, bán kính trăm dặm trực tiếp biến thành một biển tia chớp. Dao động khủng bố thối quét, dấy lên từng đợt sóng lớn, sắc mặt một đám võ giả hải tộc đều thay đổi, chẳng còn khó coi hơn cả xác chết, thậm chí còn há miệng hộc máu dưới uy áp, hoàn toàn không thể chịu nổi. Địa Vu Lôi, không ngờ lại là Địa Vu Lôi. Cơ Trường Vân vừa liếc mắt đã nhận ra nguồn gốc của tia chớp màu đen đó, đại thiên thế giới là một nơi có rất nhiều sản phẩm của các thuộc tính. Đặc biệt, chẳng hạn như nước, lửa, gió, sấm sét này kia. Những thứ đó dần dần sẽ có người tìm thấy, tạo thành một bảng xếp hạng. Bảng được chia rất rõ ràng. Có phản loại, cũng có bảng tổng. Bảng tổng được gọi là tố bảng. Mà Địa Vu Lôi xếp hạng 62 trên bảng nguyên tố. Thứ hạng đó có vẻ không được cao lắm, nhưng nên biết rằng có rất nhiều nguyên tố trên đời này, cụ thể là bao nhiêu, không thể đếm xuể, nói thế tức là đại thiên thế giới có tổng cộng mấy trăm chục triệu chủng tộc sinh sống. Mà nguyên tố còn nhiều hơn cả con số đó, rất rất nhiều. Trong đó có đủ loại, bình thường, dị thường, đặc biệt. Nói tóm lại, chỉ có mấy chữ. Nhiều không đếm xuế, đếm cũng không hết. Địa Vu Lôi lại nằm ở hạng 63, có thể. Đoán được đó là khái niệm thế nào? Địa Vu Lôi lại nằm trên người ông ta. Tiêu rồi, lần này thật sự tiêu tùng rồi. Cơ Trường Vân đầy tuyệt vọng. Cơ Tuyết thì lại hết sức lo lắng. Cô ta không muốn Trần Đức chết. Nhưng, đối mặt với một cao thủ như Nam Cung Trần, cô ta không thể giúp đỡ được gì, chỉ đành lo lắng suông. Rầm rầm rầm, đùng, Địa Vu Lôi đen ngòm như mực, nhanh chóng nhuộm đen cả bầu trời hải tộc. Chẳng những thế, nước biển Tây Hải cũng hóa thành màu đen, tối om như mực, chẳng khác gì tận thế, một bóng ma khủng bố, tử vong trực tiếp bao trùm lấy tất cả mọi người. Nam Cung Trần không chỉ muốn giết môi mình Trần Đức, mà còn giết tất cả những người ở đây. Ông ta muốn diệt tộc, loại bỏ toàn bộ hải tộc. 2,3 ngàn vạn võ giả của hải tộc có nhân số đông đảo, dõi mặt nhìn lại, đông như kiến, nhưng thật sự quá yếu, đối mặt với cao thủ như Nam Cung Trần, cả cử động cũng hết sức khó khăn. Chỉ có một số cao thủ dựng được lá chắn phòng vệ. Thế nhưng, cũng chỉ có thế gắng gượng dựng lên. Đỡ được vài ba lần đã đổ sập xuống, vỡ nát. Rầm rầm, Địa Vu Lôi như cả bầu trời, tia lửa điện màu đen đan xen, rung động chồng chéo, lập tức từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng xuống với khí thế ngang trời. Trong đó, 2/3 sức mạnh đều dồn về phía Trần Đức. Còn lại 1/3 đánh về phía người của hải tộc, không có đòn tấn công nào khác. Tuy chỉ có 1/3, nhưng... Đó vẫn là một sự khủng bố tuyệt đối, như tận thế kéo đến, không gian bị Địa Vu Lôi đánh vỡ vụn, cả mảnh đất hải tộc đều rung lên, chấn động. Bên dưới mặt nước biển, vô số sinh vật dưới đáy đại dương bị dư chấn đảo qua, đã hóa thành cho tàn, chết và bị thương không đếm xuế. Có mấy trăm vạn sinh vật khổng lồ, mạnh mẽ trực tiếp chết đi, nối lên trên mặt biển. Mặt biển Tây Hải của hải tộc đã biến thành một mảnh trắng xóa, đâu đâu cũng là thi thế. Chỉ là dư chấn mà đã tạo nên cảnh tượng khủng bố đến thế. Có thể tưởng tượng được, Địa Vu Lôi khủng bố đến mức nào. Có thể nói, Nam Cung Trần có Địa Vu Lôi và Nam Cung Trần không có Địa Vu Lôi là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Nếu không có được Địa Vu Lôi, Nam Cung Trần hoàn toàn không có cơ hội đạt tới cảnh giới khai thiên. Lại càng không thể sống lâu đến vậy. Nam Cung Trần đứng tít trên cao, thần uy cái thế, bàn tay lật úp xuống. Cùng lúc đó, tia lửa điện vốn xoay vần giữa không trung,
đan xen vào nhau nhanh chóng rơi xuống với tốc độ điên cuồng. A! A a a! Trong nháy mắt, dưới mặt đất đã vang lên tiếng kêu thảm thiết và bi thương của mọi người, khiến con người ta run hết cả ra đầu, một số võ giả yếu ớt không thể chịu nổi, chỉ thấy cả người mình đổ sập xuống, gần như bị cắn nuốt sạch sẽ, đau đớn không sao tả nổi. Vạn năm chưa từng ra tay, hôm nay đã bù lại tất cả một vạn năm chưa từng giết người, chưa từng thấy máu. Dường như đã nhìn thấy dáng vẻ Trần Đức chết đi, đã nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông, trên mặt Nam Cung Trần hiện lên vẻ hài lòng, hết sức thỏa mãn bởi thực lực vô địch, càn quét tất cả của bản thân mình. Phải không, muốn thấy máu, thì tự nhìn máu của bản thân mình đi. Địa vu lôi không ngừng rơi xuống, mà Trần Đức vẫn bình tĩnh trước sau như một. Bình tĩnh đến mức đáng sợ. Khoảnh khắc anh nói chuyện, tự tại thần ma cổng được mở ra. Hơn nữa, còn trực tiếp đấy lên giai đoạn thứ hai. Vù vù, cơn bão nguyên khí khiến mồi một sợi tóc bắt đầu dài ra, như thác nước bay bay sau lưng anh. Cùng lúc đó, con mắt thấu thị, đôi mắt ngự. Thú, tất cả đều được dùng tới. Không chỉ thế, rầm, cùng với tiếng gào thét kinh thiên động địa, ly hỏa hoàn toàn bùng lên. Hỏa diễm ngập trời hừng hực thiêu đốt, như biến lửa ập xuống mặt đất, tạo thành một lá chắn. Nó lại, ngăn cản địa vu lôi. Cái gì? Nam Cung Trần thoáng kinh hãi, trạng thái của Trần Đức lúc này khiến ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Lòng Nam Cung Trần chợt trở nên nặng nề, một tên rác rưởi cảnh giới hỗn nguyên sao có thể khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm được. Có lẽ ngọn nguồn của cảm giác nguy hiểm đó chính là ngọn lửa kia. Thế nhưng, Nam Cung Trần nhanh chóng nở nụ cười, thì ra là ly hỏa, tuy ly hỏa có mạnh, nhưng đáng tiếc, so với địa vu lôi vẫn không thể bằng, huống chi cảnh giới của cậu còn quá thấp. Ông ta vừa dứt lời. Có thể thấy rất rõ địa vu lôi đang cắn nuốt, phá hủy ly hỏa, chỉ sau vài giây, ngọn lửa ly hỏa đã bị dập tắt gần như là toàn bộ, không ngừng lùi về phía sau. Ly hỏa chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Khóe môi Trần Đức cong lên một nụ cười, cùng với mái tóc dài màu xám trắng, vạt áo bay bay, điển trai đến lạ lùng. Chơi sấm sét, thì bản thân tôi muốn xem ông chơi giỏi, hay lè tôi hơn một bậc. Đùng đùng. Lúc này, có thể thấy rất rõ bên trong nguyên khí hỗn độn của Trần Đức xuất hiện tia lửa điện. Tia lửa điện màu tím. Nhưng, rất mỏng manh, dường như không có một ai phát hiện ra nó. Sau đó, Trần Đức hóa thành một tia sáng, lao ngược lên bầu trời. Ầm, luồng nguyên khí hỗn độn lưu chuyển. Anh dùng cơ thế của mình để chống chọi với sấm sét. Không chỉ đỡ cho sức mạnh tấn công mình, còn đỡ luôn cả một phần ba sức mạnh kia. So với địa vu lôi gào thét, bóng dáng Trần Đức có vẻ rất nhỏ, nhưng anh vẫn lao thẳng lên như thế. Cậu, tên điên này, đúng là một kẻ điên mà. Đôi mắt đục ngầu già nua của Cơ Trường Vân đầy rung động, kính nể, cùng với đôi chút tiếc thương. Đáng kính nể nhất là, ngay lúc này Trần Đức vẫn đỡ lấy sấm sét cho bọn họ, điều đó cần bao nhiêu can đảm cơ chứ? Đáng tiếc là, anh quá yếu. Ít nhất bây giờ anh còn quá yếu. Có thể đỡ được địa vu lôi không? Không chỉ mình ông ta, tim của mọi người đều dâng lên tới cổ họng, bóp nghẹn, nhìn chằm chằm vào Trần Đức với nắm đấm siết chặt. Trong lòng vô cùng kính nể, cũng rất muốn giúp anh. Trong lòng vần luôn cổ vũ của anh, khích lệ. Anh, không biết tự lượng sức mình, hay có thể nói, cậu, mới là kẻ ngu ngốc, ha ha. Nam Cung Trần cũng khinh thường, hết sức khinh bí. Đỡ, đỡ được chắc, chí với một mình Trần Bát Hoang ư. Thế nhưng, vừa dứt lời, sắc mặt ông ta bỗng nhiên trở nên nặng nề, như hóa đá. Bấy giờ, ông ta lại cảm giác được địa vu lôi đang thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Ban đầu, nó chỉ có một chút như thế. Chỉ trong 3 giây, cảm giác này, ông ta có thể cảm nhận được rất rõ, hệt như. Nó hệt như địa vu lôi trong người ông. Ta, bị ông ta điều khiển đang rời khỏi tay ông ta, thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Cảm giác đó ngày càng rõ ràng, ngày càng rõ nét. Đồng thời, có thể thấy rất rõ. Trong hai tay Trần Đức là tia lửa điện màu tím quấn quanh, nó như những đốm lửa chỉ mới lóe lên, rất nhỏ, rất nhỏ. Thế nhưng, khi Nam Cung Trần phát hiện ra, rầm,
thì tia lửa điện màu tím đã nhanh chóng lan rộng, như một cái lưới lớn lấy Trần Đức làm trung tâm, lan ra xung quanh, tàn sát bừa bãi. Hỗn độn tử kim lôi. Trong nháy mắt, hỗn độn tử kim lôi đã bao trùm lấy địa vu lôi, từ dưới đánh ập lên. Sau đó, Trần Đức đột nhiên kéo một cái. Địa vu lôi khổng lồ như sóng biến, bấy giờ nó không khác gì miếng vải rách, bị anh thoải mái kéo lấy, lắc lư, tùy ý đùa nghịch. Địa vu lôi, là thứ này hả? Đó chưa phải là điều đáng sợ và khủng bố nhất. Một giây sau, cảnh tượng yêu nghiệt hơn lại xuất hiện. Đã thấy Trần Đức há miệng, hút lấy thật mạnh. Vù! Lúc này, miệng của Trần Đức giống như một cái động đen, hỗn độn tử kim lôi quấn quanh trong động đen, làn sóng khủng khiếp tản từ trong ra ngoài, khiến người ta kinh hoàng sợ hãi. Cùng với cái hút kia của anh, rõ ràng có thể thấy. Địa vu lôi liên tục không dứt, kéo dài vô tận, giống như chất lỏng, như nước suối, lại bị anh hút vào miệng. Vù vù, Trần Đức như cá voi hút trăm sông, như bò uống nước ao, như cái động đen lớn, tất cả địa vu lôi cũng không thể chạy thoát, không ngừng bị anh nuốt chừng, bị anh hút lấy. Tốc độ nuốt chừng cũng sắp đến mức không có gì sánh kịp, trong vài cái hít thở, địa vu lôi lan tràn cả trăm dặm, chỉ còn thừa lại một đường thẳng. Đường nước màu đen vẫn không ngừng hút vào trong miệng Trần Đức. Không ổn. Lúc này, cuối cùng Nam Cung Trân đã nhận ra được bất ổn, một nỗi sợ hãi từ trong lòng tấn công lẻn, ông ta vận chuyển nguyên khí, muốn khống chế địa vu lôi. Nhưng địa vu lôi căn bản không chịu bị khống. Chế. Không chỉ địa vu lôi Tần gia đang bị hấp thu, ngay cả lôi nguyên trong cơ thể ông ta cũng nhảy nhót, không yên, sắp không giữ nổi nữa. Cái gì là lôi nguyên? Bất kỳ nguyên tố nào cũng có ngọn nguồn, như ly hỏa và hỗn độn tử kim lôi của Trần Đức đều có ngọn nguồn, cũng chính là một phần cốt lõi của nguyên tố, chỉ có chiếm đoạt, luyện hóa nó thì mới có thể hoàn toàn nắm giữ nguyên tố. Một khi mất đi ngọn nguồn cốt lõi thì chẳng khác nào mất đi địa vu lôi. Nam Cung Trần điên cuồng muốn khống chế. Nhưng, đã muộn rồi. Trước khi Trần Đức chiếm đoạt, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Hơn nữa ổng ta luôn khinh thường Trần Đức, khinh thường toàn bộ hải tộc, tự xưng là vô địch, vì vậy khi thi triển địa vu lôi, không có bất kỳ nương tay hay phòng bị, chỉ muốn dùng thế lôi đình nghiền ép hải tộc, nghiền ép Trần Bát Hoang, cướp lấy bảo vật trên người anh. Nguyên nhân chính là như vậy. Lúc này địa vu lôi bị chiếm đoạt, ông ta không còn cách nào khác. Lại hai ba cái hít thở. Rào rào. Địa vu lôi lôi nguyên thuận theo địa vu lôi từ trong cơ thể ông ta ra ngoài. Trong nháy mắt liền tiến vào trong bụng Trần Đức. Hấp thu hết ngọn nguồn. Tất cả địa vu lôi lúc này tiêu tán toàn bộ, mất tắm không dấu vết. Còn Trần Đức cũng khép miệng. Giống như ăn một bữa no, anh vỗ bụng, mặc dù không có mùi vị, nhưng... ngược lại có một năng lượng dồi dào, cảm giác rất thoải mái. Lão già kia, cảm ơn quà tặng của ông nhé, không ngờ còn có. Thu hoạch ngoài ý muốn này. Trần Đức không nói dối. Địa vu lôi quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn, trước khi Nam Cung Trần ra tay, ông ta cũng không ngờ đến. Trên thực tế, địa vu lôi vừa xuất hiện, hỗn độn tử kim lôi trong cơ thể anh liền dục dịch, truyền ra một loại cảm giác đói bụng, liên lụy Trần Đức cũng cảm nhận được. Suy cho cùng, hỗn độn tử kim lôi là một phần trong cơ thể của anh. Cảm giác rất rõ rệt, khiến anh thấy ngọn nguồn của cơn đói chính là địa vu lôi. Cho nên không kìm được liền há miệng. Miệng này liền thành động đen cằn nuốt. Địa vu lôi kia trực tiếp bị anh luyện hóa, bị hỗn độn tử kim lôi của anh làm thành thức ăn và chất dinh dưỡng. Sau khi cắn nuốt, Trần Đức cảm nhận rõ ràng cảnh giới xuất hiện giãn nở, sắp đột phá. Đúng, chính là sắp đột phá. Anh không có bất kỳ ấn nút gì, trực tiếp đánh vào cảnh giới, đồng thời khi nói chuyện, từ cảnh giới hồn nguyên 6 giai, một phát liền đột phá. Hỗn nguyên 7 giai. Hỗn nguyên 8 giai. Hỗn nguyên đỉnh phong. Sau khi một lúc tạm dừng. Khí tức trong cơ thể Trần Đức đột nhiên leo thang, nhảy lên một tầng mới. Phản hư. Hơn nữa. Vẫn còn chưa dừng. Phản hư 1 giai, 2 giai, 3 giai, 4 giai. 5 giai, 6 giai. Các cường giả, các võ giả hải tộc vẫn đang đắm chìm trong chấn động anh nuốt chửng địa vu lôi còn chưa lấy lại tinh thần. Cảm nhận thấy từng tầng đột phá kia giống như đột phá ăn cơm uống nước, lại một lần nữa như bị sét đánh. Đây là người sao? Người ta đột phá đều là đột phá từng cấp,
mỗi cấp đều mất 1 năm, 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm. Có người thậm chí cả một đời cũng không đột phá nối một cấp. Nhưng, Trần Bát Hoang đã nhảy vào đột phá mấy cấp, còn đột phá cả một đại cảnh giới. Điểm chí mạng nhất là vẫn chưa ngừng. Phán hư 6 giai, bái gia, 8 giai, đính phong. Bụp, lại một tràng tiếng nổ bùm. Tất cả mọi người đều cảm nhận được. Cố bản, đó là cảnh giới cố bản. Phụt, lúc này, trong đám người, Cơ Sung hộc máu. Thản là thế hệ trẻ mạnh nhất của hải tộc, hắn ta vẫn luôn cho rằng mình rất thiên tài, rất yêu nghiệt, rất nghịch thiên. Tuổi còn trẻ đã vượt qua rất nhiều lão già hơn ngàn tuổi, tương lai của hắn ta có thể nói như ánh sáng vô hạn. Nhưng, so với Trần Bát Hoang, hắn ta chỉ là cặn bã. Không chỉ hắn ta, trong đám người của hải tộc, rất nhiều người đã lâu rồi không thấy đột phá, bị kẹt ở một vài cửa ải đã trực tiếp ngất xỉu hàng loạt, quả thật không chịu nổi xung kích này. Cho dù là Thiên Yêu Hoàng đang ở trong thiếu thiên địa của Trần Đức vẫn luôn quan tâm đến chiến trường, ông lão cũng sợ hết hồn hết vía. Thằng nhóc này, biến thái, thật sự là biến thái. Trước đó, ông lão đã nghĩ Trần Bát Hoang đủ yêu nghiệt, đủ mạnh rồi. Nào biết được, tên nhãi này mạnh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của ông lão. Với tốc độ này, hình như, không bao lâu nữa sẽ đến cảnh giới khai thiên. Nội tâm Thiên Yêu Hoàng lẩm bẩm. Nguyên khí hỗn độn, huyết mạch thần ma, huyết mạch bất tử điếu, huyết mạch nhà họ Trần, đây chính là vì mấy thứ này ở cùng nhau. Nên xuất hiện phản ứng biến thái sao? Thiên Yêu Hoàng cũng là người kiến thức rộng. Cũng may, đột phá cố bản, đạt đến cố bản một giai, khuynh hướng đột phá của Trần Đức cuối cùng đã dừng lại. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Địa Vu Lôi cũng không tệ lắm. Cảm thấy bản thân mạnh lên gấp mấy trăm triệu lần so với chục giây trước, Trần Đức rất mừng rỡ, lại một lần nữa nhìn lên phía trên, Nam Cung Trần chấn động, không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa rất tức giận, lão già ngu, thay tôi cảm ơn đến tổ tông 8 đời của ông nhé. Mày! Khụ! Nam Cung Trần khí huyết cuồn cuộn, thật sự! Không nhịn nổi, một hớp máu già tràn ra từ khóe miệng, mí mắt già nua không ngừng nháy lên, một luồng sát khí vỏ tận, bất chấp tràn ra. Giết người. Bây giờ ông ta muốn giết người. Người này chính là Trần Bát Hoang. Nam Cung Trần cũng không thể bình tĩnh nổi nữa, dáng vẻ ung dung tự tại trước đó đã biến mất, cực kỳ phẫn nộ. Vốn đi ông ta tới giết người, cướp bảo vật. Bé y giờ, người không chỉ không giết được, còn cướp đi Địa Vu Lôi của ông ta. Không chỉ cướp đi Địa Vu Lôi, còn nuốt chừng, còn đột phá cánh giới, một hơi từ hôn nguyên đột phá đến cố bản. Đối lại người khác, liệu có thế thoải mái như vậy không? Trần Bát Hoang không có lý do gì có thể sống tiếp được nữa, dù không cần bảo vật trên người anh, hủy diệt bảo vật, Nam Cung Trần cũng phải giết anh. Đáng chết, mày đáng chết. Một tiếng quát lớn, Nam Cung Trần râu tóc dựng ngược, tay chìa ra trong hư không, một thanh yến nguyệt đao màu xanh được rút ra. Máu tươi, cháy. Không chỉ như vậy, Nam Cung Trần thúc giục nguyên khí. Bắt đầu đốt cháy máu tươi trong cơ thể, khi dịch máu bốc cháy, tóc trắng của ông ta dần biến thành màu đen, làn da khô khốc nhăn nheo trở nên nhẵn nhụi, mọng nước. Chưa tới một phút, ông ta đã khôi phục về lúc còn trẻ, dáng vẻ khoảng chừng 30 tuổi, thân hình thẳng tắp, tóc đen bay lượn, tay cầm yến nguyệt đao, nguyên khí điên cuồng sôi trào. Khí tức cũng lên đến đỉnh phong, trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới đạp thiên. Đoàng! Sau đó... Yển Nguyệt đao 8 thước rạch hư không, Nam Cung Trần ra tay rồi, không một lời thừa thãi, không một chút do dự. Máu tươi của Nam Cung Trần đốt cháy từng giọt từng giọt, giống như máy móc đốt dầu, thúc giục khí tức của như rồng của ông ta, người không còn lớn tuổi già yếu nữa, ông ta đã leo lên thời kỳ đỉnh phong nhất, sáng chói nhất trong cuộc đời. Ông ta không thể không như vậy, đầu tiên, Trần Bát Hoang cướp đi Địa Vu Lôi, ổng ta vô cùng tức giận, hận không thể xé xác anh làm trăm mảnh. Thứ hai, Trần Đức quá cổ quái, chuyện điên cuồng đột phá quả thực khiến người ta rét run, phải biết rằng con đường tu võ càng đi càng khó, sau khi đến một cảnh giới nhất định, đột phá một cảnh giới, có thể sẽ tiêu tốn cả đời. Trần Bát Hoang thì sao? Đột phá của anh, cảm giác giống như trò đùa vậy, nhìn thì rất giả, nhưng... thực tại lại bày ra ngay trước mắt. Cộng thêm sức chiến đấu khinh khủng lại biến thái, Trần Bát Hoang không có lý do gì để sống tiếp. Nam Cung Trần không thể không thận trọng.
Không động thì thôi, đã động thì Trần Bát Hoang phải chết. Không tiếc bất cứ giá nào. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Nếu không về sau sẽ gặp họa lớn. Yển Nguyệt đao tám thước trong tay ông ta dường như đã hồi phục. Trên cán đao, một con chim khổng lồ bay lượn xung quanh, phát ra tiếng rít chói tai, chấn động tẩy hải, xé ra từng tầng sóng lớn, giống như một con phượng hoàng xanh đã hồi phục. Làn sóng khủng khiếp vọt lên trời, giống như cột nước Tây Hải, cùng với khí tức ngất trời, cảnh tượng thật đáng sợ. Ầm ầm, Yến Nguyệt đao càn quét, thần mang màu xanh dâng trào, phượng hoàng dương cánh, kinh thiên động địa, đây là vũ khí của ông ta, lúc huy động, toàn bộ không gian, đáy biến giống như bị ông ta chia cắt, xuất hiện một đường phân chia rõ ràng. Sát khí cuồn cuộn rú xuống, Trần Đức không những không sợ, ngược lại hiện ra vẻ hưng phấn, cảnh giới cố bản, cộng thêm cực cảnh, tự tại thần ma công, anh có 100% lòng tin sẽ chém chết Nam Cung Trần. Sợi tóc màu xám trắng bồng bềnh, Trần Đức tung người nháy lên, hóa thành chùm tia sáng, xông thẳng về phía Nam Cung Trần. Một lát sau, thân xác của Trần Đức đụng với thần uy Yến Nguyệt đao, hỗn độn tử kim lôi quấn quanh cơ thể, bên ngoài, ly hỏa đốt cháy, một quyền của anh mang theo điện quang biến lửa vô tận, hàng vạn hàng nghìn thần mang nện về phía Yến Nguyệt đao. Ầm, rõ ràng có thể thấy. Trong nháy mắt quyền phong và đao uy tiếp xúc, không gian ngưng động, sau nửa cái hít thở, nổ nát vụn như bom nguyên tử, làn sóng kinh khủng lan ra, phượng hoàng xanh nổ bể, bị thần mang vỏ tận bao trùm, cũng bị ngọn lửa thiêu hủy. Hỗn độn tử kim lôi cuồn cuộn như biển, ly hỏa như rồng, gầm thét rung trời, xông về phía Nam Cung Trần. Trong lúc vội vàng, Nam Cung Trần lấy Yến Nguyệt đao đặt ngang trước người, nhưng vẫn bị đánh vào, cả người như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài. Phụt! Một hớp máu khạc ra, bên ngoài trăm trượng, Nam Cung Trần vẻ mặt nặng nề, trong đôi mắt tràn đầy chấn động, từng tia máu cũng đã nối lên. Thằng nhãi, rốt cuộc mày là ai? Tim Nam Cung Trần đập loạn, một cường giả cảnh giới khai thiên đỉnh phong như ông ta, để yên ổn đã đốt cháy máu tươi, bước vào đạp thiên. Vốn tưởng rằng đã ổn, chưa từng nghĩ, một chiêu, chỉ một chiêu thôi đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ông ta sống mấy chục ngàn năm, chưa bao giờ có một ngày chấn động như ngày hôm nay, ông ta nhìn chằm chằm Trần Đức. Tôi tên Trần Bát Hoang. Trần Đức chợt lóe, vượt qua biển sâu, giống như một vị chiến thần. Nếu phải nói có thản phận gì, vậy thì ông có thể gọi tôi là Hoang Thiên Vương. Ầm ầm, Trần Đức lao xuống, cùng lúc với lời nói, lại một lần nữa ép sát Nam Cung Trần, mở toang đại hợp, một tố hợp quyền chiêu quân thế được kêu gọi. Nam Cung Trần ở trong tay anh giống như đồ chơi, ngay cả sức mạnh còn lại trong tay cũng không có, hoàn toàn bị nghiền ép, cơ thể xuất hiện từng lỗ thủng, âm thanh xương gãy vang lên không ngừng như pháo, máu bắn ra khắp bầu trời. A, à, Nam Cung Trần giống lớn, tóc buộc cũng rối loạn, giống như tên điên, đòi mắt hung bạo. Nhục nhã, quá nhục nhã. Một hậu bối vãn sinh đè lên người ông ta đánh, ông ta lại. Không có bất kỳ sức lực đánh trả nào. Trần Bát Hoang, trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Dưới chân Nam Cung Trần xuất hiện tùng đường vân, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách với Trần Đức, nếu tiếp tục như vậy, ông ta sẽ ngộp đến chết mất. Liệt Tố Liệt Tông Bát Nguyên Tông, Nam Cung Trần tôi, đệ tử đời thứ ba Bát Nguyên Tông khấn cầu mượn dùng sức mạnh của các ngài, mượn dùng khôi giáp của các ngài, mượn dùng thần binh của các ngài, xin ban cho tôi sức mạnh chí cao vô thượng. Vẻ mặt Nam Cung Trần tuyệt vọng, trong miệng lấm bẩm, một quyển trục hiện lên trong tay ông ta, bắt đầu mở rộng. Rào rào, ánh sáng lóe lên, đại đạo chìm nối, từng đường chú văn huyền ảo khó lường lập tức quấn quanh. Nam Cung Trần. Quyền trục kia giống như đang giao tiếp với một sức mạnh cổ xưa nào đó, xung quanh ông ta hình thành một không gian cổ quái, vù vù vang dội. Ông ta đang làm cái gì vậy? Trần Đức kỳ quái khó hiểu, từ trong uy thế đánh hơi ra mùi nguy hiểm. Tên nhóc, cái này cũng không biết sao, đây là mượn dùng sức mạnh của tổ tiên trong tông môn của ông ta. Thiên Yêu Hoàng nói, mỗi một tông môn, gia tộc, thế lực đều có bí mật riêng, mà bí mật này có vũ khí của cường giả tiền bối lưu lại. Cũng có thần lực tiền bối đế lại cho hậu bối. Những bí mật này bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng, vì vậy, bí mật không nhiều, dùng lần này ít hơn lần kia, hơn nữa, loại võ giả cấp bậc giống như Nam Cung Trần vận dụng thần lực của tổ tiên, nhẹ thì biến thành phế nhân, nặng thì chết. Thật đúng là tốn công sức.
Trần Đức bừng tỉnh, khó trách anh cảm nhận được nguy hiểm, lão già này bất chấp tính mạng. Cũng phải giết mình. Ầm ầm. Cùng giây đó, Bát Nguyên Tông, tông môn vốn đang yên tĩnh, lúc này bắt đầu rung chuyển, trong từ đường tông môn, từng chiếc linh bài tổ tiên bắt đều nơ rộ thần huy, xông lên trời, lao nhanh về phía Tây Hải. Không chỉ như vậy, trong một nơi cấm địa tối đen dưới lòng đất Bát Nguyên Tông, đột nhiên xuất hiện hai đường ánh sáng, giống như có thứ gì mở mắt. Một lát sau, cấm địa vang vọng không ngừng, rõ ràng có thể thấy, một chiếc chiến xa màu đen lên đường, chiếc chiến xa kia do một con phi long kéo. Chiến xa màu đen rất cổ xưa, con rồng cũng già, đã không còn khí tức sinh mạng, là dựa vào một luồng lực còn sót lại để chống đỡ. Trên chiến xa màu đen, rất nhiều vết nứt, lồi lõm, nhưng ánh sáng vẫn đoạt thế, không ai dám coi thường. Trong chiến xa màu đen, người ngồi không phải là người, mà là một cây đao. Giống với Yến Nguyệt đao. Phong cách cổ xưa không bụi trần. Từ trên thân nó không cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì. Nhưng, các tu sĩ, trưởng lão, chấp sự của Bát Nguyên Tông dù là thế hệ trẻ hay thế hệ già, nhìn thấy nó, ai cũng quỳ xuống hành lễ. Đó là binh khí của tông chủ đời thứ nhất của Bát Nguyên Tông. Là vật tố của Bát Nguyên Tông. Chính là chiến binh mạnh nhất Bát Nguyên Tông. Toàn bộ Bát Nguyên Tông chỉ có một mình Nam Cung Trần mới có thể điều động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh tổ tiên, binh khí của tổng chủ đời thứ nhất đều xuất phát. Lão tổ Nam Cung gặp phải nguy hiểm sao? Đi, đi xem, hôm nay Bát Nguyên Tông e rằng có trận đánh, cường giả phản hư trở lên đi theo tôi. Bên trong Bát Nguyên Tông, thoáng chốc đã điều động hơn 1.000 cao thủ phán hư, hơn 20 võ giả cố bần, 4 lão bất tử khai thiên sơ kỳ đuổi theo tàn tích của chiếc chiến xa màu đen. Hải tộc Tây Hải. Thần mang từ trên trời hạ xuống, xuyên qua đại trận hải tộc, có thể cảm nhận rõ ràng, Nam Cung Trần càng trở nên mạnh rồi, đã bước vào đạp thiên đỉnh phong. Cùng giây đó, chiến xa màu đen xuyên qua hư không, đến hải tộc. Không ngừng đụng vào đại trận của hải tộc lảo đảo muốn đổ, đại trận hiện. Lên, mỗi một lần đụng thì trớn nên mỏng hơn rất nhiều. Chiến xa màu đen giáng xuống, nghiền ép bầu trời, Yên Nguyệt đao cổ xưa trên chiến xa màu đen dường như sống lại, có ý thức tự chủ, phát ra từng trận uy lực sát phạt, đụng vào đại trận hải tộc. Sắc mặt Cơ Trường Vân thay đổi, ông ta xin chỉ thị của Cơ Tuyết, tộc trưởng, xin đế người trong tộc trở về bảo vệ trung tâm đại trận. Gia trì đại trận, ngăn cản chiếc chiến xa màu đen kia. Gì? Cơ Tuyết gật đầu, đang muốn phát hiệu lệnh thì nhìn thấy phía xa, Trần Đức đột nhiên đứng dậy, đi ra bên ngoài đại trận hải tộc. Anh tăng tốc để thăng lên đến trình độ cao nhất, điên cuồng chạy, bóng người tiêu tan bất định, gần như trong chớp mắt đã xông ra ngoài mặt biển Tây Hải. Muốn dẫn tao ra ngoài hải tộc sao? Mục đích Trần Bát Hoang xông ra, Nam Cung Trần liếc mắt liền nhìn ra. Trước mắt, ông ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, không đuổi theo, ở lại đây dùng mạng của đám người hải tộc đế uy hiếp Trần Bát Hoang, ép anh quay về, ép anh phải chết. Thứ hai, đuổi theo, quyết tử đánh một trận với Trần Bát Hoang. Hai lựa chọn. Cuối cùng, Nam Cung Trần đã chọn cái thứ hai, đuổi theo. Không có gì khác. Lựa chọn thứ nhất là đang đánh cược. Đang đọ sức. Đánh cược Trần Bát Hoang sẽ bị uy hiếp vì hải tộc. Nhưng Nam Cung Trần có dám đánh cược không? Ông ta không dám. Sống mấy chục ngàn năm, ông ta biết rõ thế giới của võ giả có bao nhiêu tàn khốc, có bao nhiêu vô tình. Cá lớn nuốt cá bé, thi hành luật rừng. Người yếu thì phải chết. Đám người yếu hái tộc chết không có gì đáng tiếc, với sự tàn khốc của thế giới này mà nói, khả năng rất lớn Trần Bát Hoang sẽ không quay về. Nếu thật sự là vậy, Nam Cung Trần không đuổi theo thì chẳng khác nào đế mặc Trần Bát Hoang rời đi. Như vậy ngày sau ắt thành họa lớn. Mà Nam Cung Trần ông ta thì sao? Lần này đốt cháy máu tươi, lại vận dụng bí mật của Bát Nguyên Tông, sau trận chiến này, dù không chết cũng bị lột ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.